các ngươi sẽ không thật lấy là, tên phế vật kia, coi như là thiên ngoại thiên trần nhà liền chứ. Ninh Nguyệt như tiếp liền ném ra trái bom nặng ký, liền Chu Uyên diễn cảm cũng càng thêm ngưng trọng. Hắn là võ si, hắn một mực khát vọng trở nên mạnh mẽ. Ngươi nói mấy người, ta cũng nghe đồn qua, thực lực rất mạnh. Nhưng thế giới hiện thật và thiên ngoại thiên so sánh, võ đạo chênh lệch còn có một chút. Giang Mị Âm cũng là khẽ than một tiếng. Ừ. Ninh Nguyệt như ánh mắt thâm thúy nhìn một mắt Giang Mị Âm, không hổ là tịch thần đồ, xem ra ngược lại cũng là sâu được tịch thần tiền bối chân truyền. Giang Mị Âm khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhẹ giọng nói, ta không có được chân truyền ở đằng kia. Ninh Nguyệt như nghe vậy sửng sốt một chút, ngươi nói là. Luân hồi chi chủ lấy được tịch thần tiền bối truyền thừa. Khí vận của hắn coi là thật như thế khủng bố. Cái này đến từ huyễn cửa thiên tài, lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, thật là khó tin. Như vậy xem, tựa hồ thắng bại có thể đoán chừng, chúng ta không cần đi cứu viện, trực tiếp đi tìm truyền thừa đi, cùng hắn tới, liền có thể mở ra. Ninh Nguyệt như chắc chắn nói. Mặc dù tu vi hồng câu không thể vượt qua là sự thật, nhưng ở tịch thần tiền bối truyền thừa lực lượng trước mặt, chó má không phải. Vị kia bản thân chính là truyền kỳ. Thiên huyền cảnh mặc dù yếu đi chút, còn mang liền tổn thương, nhưng mượn lá bài tẩy, ta cảm thấy luân hồi chi chủ đối phó Chu Thiên Khánh cái thằng nhóc đó, dư sức có thừa. Tiểu kỳ lân nghe vậy, nhưng là khẽ gật đầu một cái hủy bỏ, không đúng, cái này cổ huyền bí cảnh có cổ quái. Tựa hồ có lực lượng nào đó, ảnh hưởng thiên đạo đại thế, có một đôi vô hình tay ở thúc đẩy, nếu không ta nuốt trời thuật, tuyệt không bị thua ở đó ba người trong tay. Đây là một thuộc về hắn cửa nhất tộc cực kỳ bí mật truyền thừa, năm xưa phụ thân hắn, một tay nuốt trời thuật, để cho không không lúc nào không muôn vàn cường giả sợ hãi. Ừ, Ninh Nguyệt như nhưng là trong mắt sáng lên, một điểm này, liền xuất từ huyễn cửa nàng, đều là không có chút nào phát hiện. Cùng lúc đó, một chỗ khác, không muốn gần thêm nữa. Trúc Thiên, Huyền Giác, Côn Luân ba người mang hôn mê Liễu Hy, ở ngoài ngàn dặm, nhìn xa dừng chân. Cho dù là bọn họ, vậy cảm nhận được liền áp lực, gần thêm nữa vậy chiến trường tới giữa, sợ rằng dư âm cũng sẽ đem bọn họ chiếm đoạt. Trong chiến trường ta không cảm giác được đế tôn ngọc hơi thở, tựa hồ là khác một cổ vô cùng lực lượng mạnh, là ai đang cùng chủ nhân giao chiến. Lại như vậy kịch liệt, liền chủ nhân âm dương đôi cảnh đều là triển khai. Mấy người đều là quanh quẩn ở vòng ngoài, không dám tùy tiện xem qua chiến trường tới giữa. Trảm thiên cửu kiếm. Tịch thần lục thức, dậy. Diệp thần hét lớn một tiếng, kiếm trong tay thúc giục kiếm thức, kiếm gió nổi lên bốn phía, cuốn lên gió bão một sóng cường thịnh một sóng, rung động hoàn toàn mở lên mảnh thế giới này sau cùng màn trời, đem chặt đứt. Hắn mặc dù không có vận dụng luân hồi thiên kiếm, nhưng đến hắn cái này cấp bậc, thông thường kiếm, cũng có thể phát huy cực hạn uy lực. Trọng yếu hơn chính là, và Chu Thiên bàn thực chiến, có thể càng sâu hắn đối tịch thần lục thức lĩnh ngộ. Chỉ cần có thể dựa vào gần thiên đấu lớn đổ sát kiếm một chút xíu, dù là bị thương, đều đáng giá được. Sáu đạo kiếm cương tầng tầng giao hỗ trùng điệp, mình mông hơi thở dẫn dắt ảo ảnh hoành xanh, thương khung không ngừng khép lại lại dạn nứt, đổ nát lại sống lại, tạo thành động trời kiếm khí, lực sát thương chỉ là một mục nhìn ra xa, chính là cả người máu đều ở đây sao động. Diệp thần có thể thấy rõ ràng, Chu Thiên Khánh bóng người run rẩy kịch liệt, vậy đang chịu đựng kinh người sát phạt lực. Hơi thở ngưng trọng. Oanh! Rằng con nửa khắc, Chu Thiên Khánh thân hình giống như là một viên vẫn thạch vậy rơi xuống đất, đập vào vậy vực sâu không đáy tới giữa. Đáng chết! Không lâu lắm, một tiếng giống giận truyền ra, nguyên bản chật vật Chu Thiên Khánh chân đạp chân long, lâm uyên lên, mái tóc dài cuồng vũ lúc đó, trên gương mặt kia tràn đầy cơn giận đốt trời. Con kiến hôi, người cũng dám trêu đùa ta. Chu Thiên Khánh tự nhiên có thể nhìn ra. Kiếm kia ý tuy mạnh, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Trọng yếu hơn chính là, ở nơi này sống chết tới giữa, thằng nhóc này lại vẫn đang lấy hắn tu luyện tịch thần lục thức. Tên hề nhảy nhót, cũng nên tấm màn rơi xuống. Chu Thiên Khánh hét lớn một tiếng, thân như giao long, tựa như cầm hư không làm biển vậy ngao du, mở rộng gian chính là dịch chuyển nhịp bước, tới sát Diệp thần trước mắt. Ngưng thực sát ý ở hắn chấn động cánh tay gian cuồn cuộn bát phương. Diệp thần kiếm khí đều là bị miễn cưỡng phá vỡ, về phía trước đè đi. Diệp thần con người đông lại một cái, vội vàng vận chuyển giới tử Phật Pháp,
hóa thân thành một viên giới tử bụi nhỏ, cấp tốc hướng một phương hướng đi. Cố Nhiên tránh ra công kích, nhưng vẫn mơ hồ có chút ngưng trọng. Hắn rất ít đem tịch thần lục thức vận dụng cho thực chiến, nếu như dùng những công pháp khác, có thể thực lực mạnh hơn. Nhưng dưới mắt là tốt nhất lĩnh ngộ tịch thần lục thức cơ hội. Lần trước giao thủ, hắn chính là tràn đầy cảm giác, tên này thực lực rất mạnh, giống vậy cũng có nghịch thiên lá bài tẩy bằng thân, hôm nay chuyện mình trạng thái, kiếm chiêu của mình, cũng không quá chỉ là khó khăn lắm phá vỡ hắn phòng ngự. Mà Chu Thiên Khánh công kích một khi chạm được mình, nhẹ chiếc thương cân động cốt, nặng thì giá phải trả cực lớn. Dĩ nhiên hắn có thể lựa chọn bùng nổ luân hồi huyết mạch, cũng hoặc là luân hồi mệnh tinh, hắn có thể đem Chu Thiên Bàn trong nháy mắt giết. Nhưng cái này sau đó, Vô Thiên và Lý Tuyệt Vân các người hạ xuống, tất nhiên sẽ để cho mình rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Ta sáng chế tịch thần lục thức, lý tưởng dưới trạng thái, có thể hoang vu thực tế, có thể táng diệt vạn vật. Ngươi ở lúc tu luyện, phải chú ý vận dụng phong ấn ở ngươi vậy tổ quan ở giữa hoang vu chi lực. Tuyệt vọng thời khắc, Diệp Thần đầu óc bên trong đột nhiên vang lên tịch thần đã từng là lời nói, vậy nhất thức đủ để đè đổ vạn giới hoang vu chi lực. Đã như vậy, vậy thì thử một lần. Hóa là giới tử Diệp Thần hiện thân, ngừng thân hình, dựng thân tại hư không lúc đó, yên lặng đánh tới Chu Thiên Khánh. Con kiến hôi, không chạy sao? Như thế nhiều chí bảo ở trong tay ngươi, thật là có chút phí của trời. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là ung dung nói, ngươi những thứ này nói nhảm, rất nhiều người cũng cùng ta nói qua, bất quá, bọn họ đều chết hết. Lần này, liền để cho ngươi xem, chân chính tịch thần lục thức đi. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, hai tay trong khép mở, quanh thân lóe lên nhỏ mang, giống như là hóa thành một đạo thanh hồng. Nhất thức, uyên hồng. Theo tiếng quát nổ vang, vậy vốn là thanh hồng như là ngọn lửa vậy phù diêu, có chọc trời thế. Đạo linh lửa, nhan tuyền nhi, đốt. Diệp Thần lại là trầm giọng quát một tiếng, đạo linh lửa sáng lên tươi đẹp hồng mang, rút ra dài vậy thanh hồng lên. Ngay tức thì, vậy vô tận thương khung và vô tận vực sâu, bị một đạo màu máu cầu vòng đốt. Không thể nào. Chu Thiên Khánh bóng người bạo lui, khó tin nhìn trước mắt cái này bất quá thiên huyền cảnh tu vi tiểu tử, lại thật nắm giữ tịch thần lục thức. Vốn nên nướng mãnh liệt ngọn lửa hơi thở nhưng là đột nhiên biến mất, ngược lại thì một cổ băng hàn giận tới cực điểm tức ở dỉ ra, lửa đốt quang rét lạnh, ở hàm chứa vô tận ý định giết người tới. Ngoài ngàn dặm Đinh Nguyệt như cảm nhận được liền chiến trường biến hóa, ngay tức thì biến sắc. Liền liền Thái Thần và Giang Mị Âm, đều là lâm vào khiếp sợ bên trong, bọn họ vậy cảm nhận được cái này khí tức rét lạnh, nhập lâm vực sâu. Đó là cái gì chiêu thức? Trúc Thiên các người cũng là chố mắt nghẹn họng, cho dù là linh lực hộ thể, cách nhau ngàn dặm vẫn là cả người lông tơ đảo thụ, chậm rãi ngưng tụ thành một món bông tuyết, đâm vào máu thịt bên trong. Giống bát phân, có tịch thần đại nhân hình thức ban đầu, có thể ít đi vậy một phần thế gian độc nhất phong lưu. Ninh Nguyệt như phục hồi tinh thần lại, cũng là nhẹ nhàng khoát tay, dù vậy, thắng bại đã phân, vậy Chu Thiên Khánh hẳn là không địch lại. Độc nhất phong lưu. Tiểu Kỳ Lân ánh mắt nghi hoặc nhìn về Đinh Nguyệt Như, người sau giải thích, đó là thế gian, ước chừng tịch thần đại nhân có 102, hoang vu chi lực. Giang Mị Âm nhưng là nhẹ giọng nói, không còn là có 102, Diệp Thần hắn vậy thân trong lòng hoang vu chi lực. Ngươi đang nói gì? Đinh Nguyệt Như nghe vậy vẻ mặt hơi chậm lại, tựa hồ có chút không tỉnh hồn lại, chớ có nói đùa, làm sao có thể. Luân hồi chi chủ mặc dù khí vận vô địch, nhưng cũng không thể có thể như thế vô địch đi. Liền Sở Lam ca ca đều ở đây tu huyền vực ăn biết. Giang Mị Âm nhưng là thẳng tắp nhìn Đinh Nguyệt như vậy màu xanh thẳm trong mắt, ta mới vừa nói, hắn mới là cái đó được thật truyền nhân. Ừ, toàn bộ chân truyền, cũng là thế giới hiện thật nhất có thể lĩnh ngộ thiên đấu lớn đổ sát kiếm tồn tại. Thấy Giang Mị Âm không chút nào đùa giỡn thành phần, đột nhiên, Đinh Nguyệt như nghĩ tới điều gì, thần sắc vô cùng ngưng trọng, không tốt. Nơi đây không thể vận dụng hoang vu chi lực. Tuyệt đối không thể. Hình ảnh quay về. Oanh! Một tôn u ám, phủ đầy tối tăm thần bí minh văn đồ sộ quan chậm rãi hoành lập. Chu Thiên Khánh thấy vậy, nghĩ tới điều gì, hét lớn. Là ngươi. Truyền tới tình báo, nói đúng ngươi. Màu máu thần hồng trung ương Diệp Thần siết chặt hai quả đấm, đạo linh lửa phúc tại giữa trường, coi như không dùng tới huyết mạch, coi như bị thương, ta cũng có thể gây tổn thương cho ngươi, cho ta mở ra. Keng!
Diệp Thần một trường kết kết thật thật ụp lên quan tài bên trên, vậy màu đậm nắp quan tài khẽ run lên, chỉ lần này phân nửa dao động, một món hoang vu hơi thở giật tán ra. Nhất thức, Uyên Hồng. Hoang vu chi lực tạm thời, làm màu máu thần hồng múa lên, trong nháy mắt chính là gần như hút khô cổ huyền bí cảnh nửa số sức sống, vô số xương mù đỏ đều là hóa thành một bãi nước đọng, khô khốc tiêu tán. Đầy trời tinh thần ảm đạm xuống, liền liền vực sâu vô tận để, cũng là chậm rãi dâng lên vô tận bạch xa, hết thảy sức sống đều sẽ bị tước đoạt. Đáng ghét! Chu Thiên Khánh trợn mắt nhìn mình, nháy mắt tức thì đan điền linh lực chính là bị miễn cưỡng hút khô gần phân nửa, liền ra đều là nhanh chóng khô đét khô héo, giống như khô héo lá rơi vậy, vừa đụng thì phải bể nát. Oanh! Ngay lập tức, nửa tòa cổ huyền bí cảnh bị miễn cưỡng rút sạch hết thảy sức sống, vạn linh cởi hết. Bị một món hoang vu hơi thở xâm nhập thần trí, thời khắc này Diệp Thần, phảng phất có chút bị lạc. To lớn cảnh giới chênh lệch, và thương thế ảnh hưởng, không phải luân hồi chi chủ thân phận cùng với rất nhiều lá bài tẩy có thể bù đắp, hắn có nghịch thiên cơ duyên, Chu Thiên Khánh giống vậy thân hoài bảo thuật. Cho nên, hắn phải vận dụng thủ đoạn khác. Ngay tại lúc này, Diệp Thần mơ hồ nghe được một đạo đến từ linh hồn chỗ sâu thanh âm. Xiết Chu Thiên Khánh! Xiết Chu Thiên Khánh! Luân hồi chi chủ, đẩy ra nắp quan tài, hoang vu nơi cướp chỗ, lại không người nào có thể chở ngươi. Đến lúc đó ta ngươi có thể chu diệt Lý Tuyệt Vân, chu diệt Vô Thiên. Vạn Khư coi là cái gì, Tử Thần giáo đoàn coi là cái gì? Hồng Quân lại coi là cái gì? Cái thanh âm kia bộc phát mãnh liệt, sâu sắc hơn cầu vòng Diệp Thần không ngừng bị ảnh hưởng, thậm chí liền võ tổ đạo tâm cũng không vận dụng, hắn đưa ra tay phải quả quyết lại là khuynh lực vỗ xuống nhất kích. Keng! Du dương đồng xanh tiếng vang lên, ngoài ngàn dặm Đinh Nguyệt như giống như là phát hiện cái gì, hai tròng mắt xuất hiện nồng đậm sợ hãi. Xong rồi, toàn xong rồi. Cái này cổ huyền bí cảnh, đều phải bị hoang vu từng bước xâm chiếm. Nàng rút đi trước kia lúc vô cùng cường thế cùng hoạt bát, tê liệt ngồi ở đất, vẻ tuyệt vọng hiện ra hết, thậm chí liền ý niệm chạy trốn cũng không có. Hoang vu chi lực, tuyệt đối không thể ở chỗ này mở ra à. Trên hư không, Diệp Thần khuynh lực một trường, nguyên cái cánh tay phải cùng tổ quan ngạnh hám, cánh tay đều là phun trào ra máu tươi, vậy đóng chặt nắp quan tài lần nữa giãn ra mấy phần. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên, một giọng già nua đột nhiên vang vọng ở yếu ớt hiện ra hết màu xám cho thế giới. À, ngươi à ngươi, như vậy tu vi cũng dám theo vắng vẻ hằng lão già kia làm bậy. Cũng đúng, luân hồi chi chủ luôn là nghịch thiên mà đi, chỉ vì xây lý tưởng thiên đường. Đời này luân hồi chi chủ cố nhiên lấy được vắng vẻ hằng lão già kia thuật pháp, có thể ngươi biết giá phải trả này. Từng tiếng, tựa như cùng lão hữu lẫn nhau tố chung ruột, nguyên bản cổ huyền bí cảnh thiên đạo đại thế, lại là chậm rãi ngưng tụ thành một cái bàn tay vô hình, hung hăng nhấn vậy vốn nên mở một góc màu đậm đồng quan. Tổ quan, hoang vu chi lực, không nghĩ tới ngươi vắng vẻ hằng đến chết, cũng phải như vậy. Hưu quạnh thanh âm truyền ra, màn trời nứt ra hai đạo lỗ hổng. Như có một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hóa thân cầu vòng Diệp Thần. Tịch thần lục thức, giỏi một cái tịch thần lục thức. Nham thần thiên tôn và tịch thần cũng gửi hy vọng vào ngươi, bỏ mặc ngươi là luân hồi chi chủ cũng tốt, là Phật hay ma cũng được. Ngươi bây giờ mục tiêu là thủ hộ thực tế, tím hoàng tiên cung không làm được, nhưng ta tin tưởng ngươi luân hồi chi chủ có thể làm được. Ha ha ha, điên điên khùng khùng tự nói xen lẫn tiếng cười vang vọng. Nguyên bản đám người rút đi sức sống lại là chậm rãi trả lại gộp lại, huyết sắc kia cầu vòng lúc đó, lan tràn ra sức sống. Cổ huyền tôn chủ, hắn chẳng lẽ còn sống? Ninh Nguyệt như sửng sốt một chút, nguyên bản thiếu chút nữa lê hoa mang nước mắt khuôn mặt nhỏ bé kịp thời thu ở, nhìn về trên hư không, đôi tròng mắt kia khép mở không giữa khe hở. Một bên thái thần cùng Giang Mỹ Âm các người thượng coi như trong sạch, nhưng Chu Uyên và Tiểu Kỳ Lân có thể cũng có chút thảm. Trước kia hoang vu chi lực, cơ hồ đem bọn họ linh lực miễn cưỡng rút sạch, yếu ớt vô cùng. Truyền thừa ngay tại trong ánh mắt kia. Ninh Nguyệt như phát hiện cái gì, vội vàng mang theo đám người hóa thành một đạo lưu quang phù diêu lên, chạy thẳng tới vậy hư không một góc, cổ huyền tôn chủ diễn hóa hai tròng mắt tới giữa tìm kiếm. Diệp thần, cổ huyền tôn chủ truyền thừa muốn mở ra, người phải câu thông nham thần thiên tôn. Nếu không, tất cả người như cũ sẽ chết. Ninh Nguyệt như trong lòng có ý tưởng, xem ra huyễn cửa bên trong ghi lại lời đồn đãi không phải là giả. Cái này cổ huyền tôn chủ còn sống,
ngược lại cũng không coi vào đâu kinh thế đại bí, dẫu sao một đời tiên đế, lui tới tại không không lúc nào không và thực tế tới giữa, có rất nhiều thời gian tuyến. Năm xưa hắn tự phong bí cảnh, không cho người điều tra, rất có thể là gặp nặng, vô số người hoài nghi hắn đã bỏ mình, cho nên vô tận năm tháng tới, mới có trẻ tuổi đồng lứa không ngừng thăm dò cổ huyền bí cảnh, tuy nói không có kết quả, nhưng vậy dần dần tỏa thật cổ huyền tôn chủ rơi xuống tin tức. Có thể ta hoài nghi, hắn cũng không bỏ mình, ngược lại giống như có chút thất thần trí, khi thì thanh tỉnh khi thì hồ đồ, dựa theo vạn cổ trước tín ngưỡng tới xem, trừ luân hồi chi chủ, không người có thể áp chế hắn. Lúc trước tịch thần đại nhân hoang vô lực lượng, tỉnh lại ngủ say hắn, vậy đúng là như vậy, ngủ say vạn cổ cổ huyền truyền thừa cũng phải thức tỉnh. Ninh Nguyệt Như dừng lại ở vậy tia máu sắc cầu vòng trước, con ngươi lóe lên hai đạo màu xanh thẳm thần mang, dung vào cầu vòng kia tới giữa. Cùng lúc đó, Diệp Thần bên này, thanh âm kia vang lên lần nữa. Luân hồi chi chủ mau tỉnh lại, chớ bị vậy cổ huyền tôn chủ hơi thở mê muội. Đó là hoang vô chi lực đang làm ma. Ca, ca, thương khung sụp đổ, chỗ tòa này không gian lại phải mất đi, Diệp Thần bên tai có quanh quẩn hết mấy kỳ quái thanh âm, phảng phất là hai người ở tranh chấp trước cái gì. Hoang vu lại xuất hiện, giúp ngươi đánh chết vậy Chu Thiên Khánh. Tiểu tử coi trọng rồi, cuối cùng suy diễn một lần tịch thần lục thức. Diệp Thần, tỉnh lại, chớ bị vậy cổ huyền tôn chủ và hoang vu chi lực hơi thở mê muội. Ngươi vẫn là ngươi sao? Vắng vẻ hằng. Vẫn là luân hồi chi chủ. Vắng vẻ hằng ngươi lại dám ở trên địa bàn ta động thổ. Già nua tiếng quát rung sụp thương khung, trên hư không vậy nứt ra như hai tròng mắt hai đạo lỗ hổng đều là vỡ nát một, cánh cửa khác hiển nhiên vậy chống đỡ không được quá lâu. Đi mau! Đi mau! Vô số còn sót lại võ giả chỉ là điều tức mấy phần, không dám có phân nửa dừng lại chính là hướng vậy khác một bờ bên kia vọt tới, bỏ mặc con đường phía trước vì sao, lưu lại liền chỉ có đường chết. Các ngươi, đi mau, ta sẽ đuổi theo. Diệp Thần trên mình màu máu cầu vòng dần dần tản đi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống, hắn quanh thân, bất đồng hơi thở đang lưu chuyển, mười phần khiếp người. Hắn trạng thái bây giờ, có chút mất khống chế, tùy thời sẽ nổ tung. Coi như là vận dụng võ tổ đạo tâm cũng hoặc là thiên quân phong thần bia, thậm chí còn cái khác, đều không cách nào trong sạch. Ngược lại thì bị thương nặng nhất. Nhưng lại trước nhất tỉnh lại Chu Thiên Khánh nhìn Diệp Thần, trong mắt bên trong ý định giết người nhiều lần trăn trở, cuối cùng nhưng là tạm thời gác lại, hắn không dám đến gần, một khi khác thường động, lại không nói một bên Đinh Nguyệt Như mắt lom lom, vậy hoang vu chi lực lần nữa lan tràn, hắn cũng sẽ chết. Vèo! Chu Thiên Khánh rất thức thời, dẫn nhóm bốn người thẳng vượt qua vậy đạo không gian lỗ hổng, trong mấy hơi thở, năm người thân hình đã biến mất không thấy. Đi mau! Diệp Thần hai tròng mắt bên trong, bảy màu lưu chuyển, thanh âm kia còn đang đầu óc bên trong không ngừng giao hội, tựa hồ có dũng khí lực lượng vô danh, ở chỉ dẫn hắn. Các ngươi đi mau à! Từng mảnh hư không nện xuống, Đinh Nguyệt Như cắn răng trầm giọng nói, ngươi nhất định phải theo kịp. Nói xong, thân hình của nàng cũng là chậm rãi tản đi, tựa như cùng lúc trước không cùng, lần này rời đi, Đinh Nguyệt Như trong mắt không có khi đó nhạo báng cùng hoạt bát. Rắc rắc! Từng tiếng văng tung tóe không ngừng, Diệp Thần cũng là ngã vào vực sâu để, ngay chớp mắt chính là không thấy tung tích. Phịch, mấy hơi thở sau đó. Một tiếng rên, ở nơi này vực sâu vô tận dưới tản ra, Diệp Thần thân hình rơi xuống, trùng trùng nện xuống. Giống như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ, đánh nát mảnh thế giới này sau cùng yên lặng. Ho, bên tai không ngừng quanh quẩn cổ huyền tôn chủ tiếng quát, ở yên tĩnh này vực sâu hạ. Lẫm liệt gió lạnh không thổi tan chính là vậy vô hình kêu gọi, mỗi một lần nện ở hắn tim nhọn, thần hồn đều là vì một trong run. Coi như hắn vận dụng võ tổ đạo tâm, vậy chỉ là hóa giải mấy phần. Đây là địa phương nào? Thi triển tịch thần lục thức bên trong thức thứ nhất, vận dụng bị tịch thần niêm phong ở tổ quan bên trong hoang vu chi lực, để cho Diệp Thần thân thể lâm vào cực kỳ yếu ớt trạng thái. Nếu không phải cuối cùng, cổ huyền tôn chủ ý chí can thiệp trong đó. Tổ quan một khi mở ra khe hở phân nửa, chờ đợi tất cả mọi người, đều đưa là bị lao đi. Lúc này Diệp Thần, toàn thân da đều là khô đét hiện lên hắc, phảng phất là một bộ chôn ở vực sâu xuống thây khô, đã sớm cùng cái này ngủ ly bì nơi đây vạn cổ ma thần cùng hung thú làm bạn, chết vạn cổ trước. Nếu không phải vậy nhỏ nhẹ hơi thở cùng hơi có vẻ phập phồng ngực,
chân thực không nhìn ra, là cái người sống sờ sờ. Suy, từng tia hắc vụ không ngừng bay lên, giống như là vô số loài bò sát vậy phệ nhập Diệp Thần trong lòng, ý thức mới vừa thanh tỉnh Diệp Thần, đột nhiên chính là cả kinh. Giết ta! Giết ta! Nhưng vào lúc này, một tiếng nặng nề gầm nhẹ ở hắn vang lên bên tai, như mộng như ảo. Lại qua hồi lâu, Diệp Thần mới là phục hồi tinh thần lại, đó cũng không phải là đáy lòng bên trong cổ huyền tôn chủ không tắt chỉ dẫn kêu gọi, mà là thực tế, trước mắt thanh âm. Còn có người còn sống. Thiên quân phong thần bia bảo vệ, hắn nhìn về thanh âm kia nguồn. Diệp Thần con ngươi híp lại, chỉ thấy được cách đó không xa một đôi tròng mắt lóe lên nhàn nhạt tím tức, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Là hắn, đế tôn ngọc, quanh thân ba đạo tím tức, chỉ là còn sót lại cuối cùng một đạo ánh sáng yếu ớt che ở bề mặt, giống như là trong gió tàn trúc, tùy thời sẽ tắt vậy. Đó là hắn căn nguyên lực, một khi bể tan tành, thần hồn cũng đem hoàn toàn tiêu tán, lúc này chết. Vô số hắc ám lực đang điên cuồng tàm thực hắn, hắn bị hắc ám dần dần mông lung đáy mắt, có không cam lòng cùng mãnh liệt bị chết ý. Đến từ thái thượng thế giới thiên kiêu, tự nhiên không thể nào không rõ ràng, cái này bóng tối lực lượng là cái gì? Là không không thời không hắc ám lực. Hắn tình nguyện tự bảo, cũng không muốn rơi vào hắc ám bên trong, là không không thời không người chinh chiến sát phạt, đem đổ sát đao vung hướng thế giới hiện thật. Đáng tiếc, đế tôn ngọc trước, đầu tiên là cùng thái thần đánh giết, bị đế ấn áp chế hắn cưỡng ép điều động huyết mạch lực kịch chiến, rồi sau đó lại không để ý hết thảy cùng Chu Thiên Khánh tử đấu, ở cuối cùng Diệp Thần một kiếm hạ, sớm đã là đèn cạn dầu giống. Hắn lúc này thân thể gần như hoàn toàn bể tan tành, nguyên cái cánh tay phải tận gốc đoạn đi, còn sót lại mấy chi, cũng là dày đặc xương trắng mảnh vỡ đâm rách máu thịt tách ra ra, mười phần kinh người, mơ hồ lóe lên mấy phần thâm trầm màu đen. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thần cùng đế tôn ngọc trong mắt cũng viết đầy không cam lòng, bất đồng nhưng là, người trước lăng tiêu võ ý và võ tổ đạo tâm không tiêu tan, bất khuất sống lưng lần lượt muốn dơ cao, người sau nhưng là trong mắt đều là bi hùng, chết ý đã quyết. Giết, giết, giết ta. Đế tôn ngọc thanh âm khàn khàn, xem là tới từ địa ngục ma thần vậy, lạnh lẽo hàn quỷ dị, giọng nói kia, mười phần tà mị. Cuối cùng một chút trong sạch, vẫn là cố gắng rõ ràng, nói ra cái này ba chữ. Nếu không phải hắn thân thể cũng là gần như hoàn toàn bể tan tành, sợ rằng lúc này đế tôn ngọc, đã sớm rơi vào hắc ám, hóa là không thể danh trạng ma, đứng dậy đánh chết Diệp Thần. Oanh! Diệp Thần quanh thân. Một cổ khác thường chập chờn lan truyền ra, vực sâu quanh mình đều là bị tầng tầng linh lực lật, vang lên bên tai hoang lão thanh âm. Thằng nhóc, ngươi có thể đừng chết ở chỗ này. Luân hồi mộ địa bên trong, hoang lão thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Thần có chút ngạc nhiên mừng rỡ, hoang lão tỉnh. Một giây kế tiếp, chính là cảm giác được một chút lực lượng tràn vào hắn thân thể. Hắn cái này mới khôi phục mấy phần. Là hoang lão đang giúp mình. Hoàng lão người còn ở sao? Diệp Thần hỏi. Nhưng mà Hoàng hay nói hoàn câu nói kia sau đó, cũng không có đang hồi phục. Đế tôn ngọc. Diệp Thần vùng vẫy đứng dậy, lảo đảo mấy bước hướng vậy trước đây không lâu vẫn là áo bào tím tinh độc, phong thần như ngọc nam tử chậm rãi đi tới, người sau lúc này, tán loạn 3000 tóc xanh ở lạnh lùng gió lạnh bên trong vùng vẫy. Diệp Thần hốc mắt một đỏ, chẳng biết tại sao, tên địch nhân này lúc này nhìn như... sinh mạng giây phút sau cùng mấy phần ngạo cốt để cho hắn đều là tự nhiên khâm phục. Cái này không nên là ngươi nơi quy tụ, cho dù phải chết, cũng cho ta chết ở bảo vệ thế giới hiện thật chiến trường đi. Diệp Thần đem vậy sắp rơi vào bóng tối đế tôn ngọc ôm lấy, thiên quân phong thần bia lực lượng dần dần chiều ly trước trong cơ thể hắn hắc ám lực, vậy một chút sáng rỡ tử mang, ở yên tĩnh này hắc ám bên trong, giống như là đèn sáng vậy, lần nữa bốc cháy. Đem đế tôn ngọc giấu vào võ đạo luân hồi đồ bên trong, yếu ớt Diệp Thần lúc này mới lần nữa quan sát trước mắt không gian, nhiều lần nhìn vòng quanh dưới, liền hắn đều là đặt mông tê liệt đổ, trừ dưới chân đáy vực, cả tòa không gian đều là tan tành. Tựa hồ có loại nào đó kết giới lực lượng đang duy trì, mới không có để cho nó nháy mắt khắc gian làm tan rã, lúc này mới may mắn nhặt trở về một cái mạng, nhưng dù vậy, theo lực lượng dần dần khôi phục, Diệp Thần cũng là có thể bộc phát cảm nhận được. Kết giới này lực lượng, vậy đang không ngừng biến mất trước. Không gian này dưới đất, là một tòa vực sâu, chôn. Là không không thời không một nhóm người. Cổ huyền tôn chủ và nham thần thiên tôn, rốt cuộc đang bố trí trước cái gì? T.
Nghĩ đến đây, Diệp Thần cũng là không khỏi được ra đầu tê dại, nếu thật sự là như thế, cổ huyền tôn chủ tồn tại là vì trấn áp cái này không bao giờ biến mất hắc ám lực lượng. Lúc trước Đinh Nguyệt như từng nói, cổ huyền tôn chủ ở đỉnh cấp lúc ẩn lui, từ xây bí cảnh hoang mộ lánh đời, từ đó chính là ở Thái Thượng không có tung tích gì nữa hiện ra. Cổ huyền tôn chủ, ngày xưa chính là nham thần thiên tôn trung thực người theo đuổi. Thành tựu chín thần thời đại chí cường, có thể đi theo ở hắn tả hữu, tuyệt không phải tầm thường hạng người. Cái này cổ huyền tôn chủ thực lực, đủ để sánh vai vạn cổ trước mạnh nhất một nhóm kia tiên đế cường giả, như vậy một vị thông huyền thiên địa đại năng tự dưng ẩn lui, rốt cuộc là vì cái gì? Diệp Thần dưới chân, không không thời không lực lượng ngang dọc giao hội, có thể hắn loáng thoáng có thể cảm nhận được, cái này bóng tối lực lượng, chính là vô chủ hỗn độn vật, nói cách khác, táng ở chỗ này không không thời không ma thần, đã sớm chết. Thà nói là cổ huyền bí cảnh, nơi này ngược lại không như nói là một phiến vạn cổ trước chiến trường. Như vậy lúc trước cổ huyền tôn chủ tiền bối ý chí hiện ra, đám người lao tới vậy mảnh tinh không hạ, lại là địa phương nào? Chẳng lẽ là một cái tử cục? Lúc này Diệp Thần cũng là hết đường xoay sở, ngủ say thật lâu hoang lão vận dụng một phần chia lực lượng mới để cho mình khôi phục mấy phần, cổ lực lượng kia phần lớn bị không không thời không hắc ám khí thức nơi từng bước xâm chiếm, hôm nay mình có thể xa xa không cách nào đạp phá hư không đi theo thái thần các người đi. Lưu ở chỗ này, chỉ có thể là một con đường chết, lại không nói kết giới này tùy thời có vỡ nát có thể, mình trạng thái như vậy, có thể thúc giục tổ quan. Thiên quân phong thần bia cái loại này lá bài tẩy cũng là cực kỳ có hạn, một khi hao hết, vậy theo nhau tới hắc ám vậy sẽ hoàn toàn chiếm đoạt mình. Ừ, lại là luân hồi hơi thở. Ngay tại Diệp Thần bể đầu sứt chán để gặp, thanh âm quen thuộc ở bên tai bỗng nhiên vang lên, để cho hắn run lên bần bật, đó là cổ huyền tôn chủ thanh âm. Tuyệt đối sẽ không sai, chính là hắn, đang một mực kêu gọi mình cổ huyền tôn chủ. Nhưng hôm nay vang lên ở bên tai mình thanh âm nhưng là thêm mấy phần lãnh đạm, nói chính xác, là rét lạnh ý. Oanh! Trong nháy mắt vô tận hắc ám nghịch thế lên, tràn vào vốn là loang lổ bể tan tành cảnh giới, đem vậy nguyên bản tan tành nơi đây thiên đạo đại thế che giấu tiên cơ, đem hết thảy kéo vào vô tận hắc ám bên trong. Một chỗ khác không biết tên bên trong không gian, Chu Huyên và Tiểu Kỳ Lân ở Đinh Nguyệt như coi chừng một chút thong thả tỉnh lại. Thái thần cùng Giang Mị Âm lúc này mới yên lòng. Chúng ta, đã chết rồi sao? Tiểu Kỳ Lân nhìn hết thảy trước mắt, đây là một khối tịnh thế, đất màu mỡ trùng điệp ngàn vạn dặm, dãy núi cao xuyên tầng tầng điệp tiêu, bầu trời xanh biếc bên trong, trắng tinh mây màu tựa như sợi bông, liền không khí bên trong ẩn chứa đậm đà linh lực. Cùng trước kia địa ngục cảnh so sánh, thế giới trước mắt, hòa thoát thoát một bộ thế ngoại đào nguyên. Có thể, không có chết chứ? Gần đây lấy ảo cửa thiên tài tự cho mình là Đinh Nguyệt Như, giờ phút này nghe được Tiểu Kỳ Lân thanh âm, cũng khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ bọn họ đến chân chính nơi truyền thừa? Sư tôn, Chu Huyên đàn hồi đánh ngón tay, tỏ ý thái thần nhìn xem, ở nơi này tiên cảnh một đầu khác, có chút khuôn mặt quen thuộc, đã từng thậm chí còn có chút ăn tết. Ví dụ như yêu vực cửu hỏa thần điện các người. Tựa hồ là cảm nhận được liền thái thần quăng tới ánh mắt. Phượng không cụ già cũng là thời gian đầu tiên đáp lại, chưa từng hiển lộ địch ý. Hôm nay thái thần, thực lực đã sớm xưa không bằng nay. Chu Thiên Khánh cũng ở đây. Giang Mị Âm sắc mặt trầm xuống, nàng hiển nhiên cũng nhìn thấy, thương thế tràn vào chậm Chu Thiên Khánh. Chúc Thiên các người cũng là mắt lộ ra hung quang, phàm là cái trước chút nào động tác, bọn họ đều đưa ở thời gian đầu tiên ra tay. Chúng ta lúc này ra tay. Có thể hay không bắt lại Chu Thiên Khánh? Tiểu Kỳ Lân âm thầm truyền âm Đinh Nguyệt Như, đây chính là cơ hội tốt, một khi bị tên kia khôi phục thương thế, liền Diệp Thần cũng không địch nổi Chu Thiên Khánh, cái này cổ huyền cơ duyên, há chẳng phải là tương đương với đã lỡ mất dịp may. Đinh Nguyệt Như khẽ gật đầu một cái, ta không cách nào ra tay, bằng vào các ngươi nói, cũng là bị thương trên người. Nàng nhìn về Thái Thần, Giang Mị Âm, Hiển Nhiên, Trúc Thiên, Côn Luân. Huyền Giác cùng đều có chiến lực, trừ trọng thương Liễu Hy ra, muốn bắt Chu Thiên Khánh, không tránh được một tràng tử chiến. Đây là người nào cũng không muốn thấy. Vẫn là không có Diệp Thần hơi thở sao. Quanh quẩn ở đám người trong lòng, là vô tận bất an, quỷ dị này tiên ra tình cảnh, là chân chánh truyền thừa chỗ, vẫn là dòng nước ngầm tuôn ra khác một tòa địa ngục, hết thảy chưa chắc có thể biết. Hiện tại cơ hồ có thể xác định, chúng ta hay là còn sống.
Ninh Nguyệt như vuốt tay, hướng về phía Tiểu Kỳ Lân trừng mắt nhìn, nàng đưa tay chỉ hướng trên bầu trời một vòng đại nhật, có chút không biết làm sao, thậm chí ánh mắt bên trong, có vẻ kiêng kỵ. Cái gì? Cái này mặt trời, có gì không đúng sức lực sao? Chu Uyên ngước mắt, trừng mắt nhìn, kinh ngạc nói. Các người xem đến, cũng không phải là chân thực. Ninh Nguyệt như thân ảnh nho nhỏ đứng yên, thua lập hai tay hiện ra một bộ tiên phong đạo cốt hình dáng, ngưng trọng mặt mũi nhưng là để cho lòng người leo dâng lên một chút bất an, màu xanh thẳm trong mắt bắn ra hai đạo thần mang. Đó là cái gì? Là một tòa tiên cung. Mau xem, vậy tiên cung bên trong, có người nhìn xa. Có người nhìn xa. Chẳng lẽ là đã sớm chết đã lâu cổ huyền tôn chủ? Vạn cổ, tâm niệm ngày này vẫn là tới rồi. Thiên quả nhiên bóng người, giống nhau một bộ thế ngoại tiên nhân hình dáng, đơn thuần dung mạo tới xem, cùng bức họa ghi lại bên trong cổ huyền tôn chủ giống nhau như đúc, tiên phong đạo cốt. Làm người ta sinh lòng nghi ngờ phải, như vậy một vị cụ già, nhưng là mái tóc dài như thác như nhau sâu hắc lại thúy, và thiếu niên vậy hơi thở. Cổ huyền tôn chủ tụ thủ hơi dao động, thương khung rơi xuống thần hồng trải xây, ánh sáng nhu hòa làm người ta say mê, chào làm thang trời rủ xuống, tiếp đón chúng sanh. Chân chính nơi truyền thừa. Cổ huyền tiền bối còn sống. Tiền bối, mời thu ta làm đồ đệ. Vô số người nhảy cẫng hoan hô, cũng có người trao mày, người trước mắt, nhưng mà một vị thứ thiệt vượt qua thực tế và không không thời không cường giả. Vạn cổ trước tồn tại, có thể đến gần đỉnh cấp chín thần. Các vị, cẩn thận một chút. Ninh Nguyệt như giờ phút này cũng là lên tiếng dặn dò, Chu Uyên và Tiểu Kỳ Lân hỏi tiếp nói, nhưng có chỗ không ổn. Không có, hết thảy các thứ này đều là thật, hơn nữa, nơi đây xác thực không ý định giết người tồn lưu. Bé gái lắc đầu một cái, nàng vậy mười phần buồn bực, nơi này căn bản là một nơi đích thực tiên gia đạo tràng, dẫu sao thiên ngoại này thiên còn không có gì thủ đoạn có thể giấu giếm được huyễn cửa. Chính là không nói được, tóm lại ở lâu cái lòng, không sai. Ninh Nguyệt như màu xanh thẳm trong mắt không ngừng nháy, từng đạo thần mang dòng nước chảy ở cổ huyền tôn chủ đế thân thể bên trên, nhưng là không nhìn ra phân nửa đầu mối. Kỳ quái, lúc trước nàng thúc giục huyễn môn thần thông, rõ ràng cũng nghe được liền diệp thần bên tai giống nhau thanh âm, vậy phát điên cuồng thanh âm, tuyệt không phải xuất từ trước mắt cái này tiên phong đạo cốt cổ huyền tôn chủ. Chẳng lẽ là diệp thần nhập ma? Ninh Nguyệt như ngẩn ra để gặp, cổ huyền tôn chủ nhưng là khẽ mỉm cười. Nhìn về trước mặt cái này bé gái, nhẹ giọng nói. Xem ra huyễn cửa đến nay như cũ hưng thịnh, bé gái, rất tốt. Khác thường nhưng là, cổ huyền tôn chủ ánh mắt liếc một cái, nhìn về hư không bên ngoài một góc, hời hợt. Ninh Nguyệt như nhưng là mặt liền biến sắc, cổ huyền tôn chủ nhìn về vậy một góc hư không, đúng là mình chân thân ẩn núp chỗ, lại một mắt xem thấu nàng thủ đoạn. Lão này, chẳng lẽ so vũ hoàng cổ đế còn mạnh hơn? Ha ha ha, xem ra Chu gia cũng là từ vậy chiến trường đoạt chiến công, âm dương đạo mở lưỡng cực, đứa nhỏ cũng không tệ. Cổ huyền tôn chủ lại nữa quản cố Đinh Nguyệt Như, nhìn về Chu Thiên Khánh, khen tiếng nói. Tiền bối khen lầm. Từ trước đến giờ cuồng ngạo Chu Thiên Khánh thấy có người một mắt nhìn xuyên liền mình thân phận, đầu tiên là cả kinh, nhưng nghĩ tới người trước mắt thân phận, cũng là như vậy, tự tại tình lý bên trong, cũng là khom người hồi kính nói. Cổ huyền tôn chủ ánh mắt theo thứ tự quét qua đám người, một hồi lâu sau, cũng là nhẹ giọng nói. Các ngươi tới, cần phải là vì ta truyền thừa chứ? Thấy đám người không lẽ đáp, hắn cũng là cười ha ha một tiếng, không sao, cái này bí cảnh vạn cổ tới không người mở, hôm nay có các ngươi đi tới bước này, dự đoán tới cũng cần phải là vì phi thăng không không lúc nào không. Nếu đến chỗ này, cũng chỉ chứng minh các ngươi là trẻ tuổi này một đời bên trong người xuất sắc, dễ hiểu. Ta cái này đã sớm rơi xuống lão gia, có thể đổ dầu vô lửa, ngược lại cũng là một lớn chuyện may mắn. Ninh Nguyệt Như, Chu Thiên Khánh, Thái Thần các người nghe vậy, đều là một lần, chết. Vậy trước mắt người nói chuyện là phân thân. Không sai, ta bất quá là một đạo phân thân, ở chỗ này chỉ dẫn các ngươi chân chính truyền thừa, ở phía sau ta cổ mộ bên trong. Chỉ cần thông qua cuối cùng một đạo khảo nghiệm, nơi đó cơ duyên, vậy cùng nhau lấy đi chính là. Cổ huyền tôn chủ tụ thủ lại vung, tràn đầy thiên lưu vân cuốn lại thư, phảng phất là thần bút lấy thương khung rơi mực, phác họa thôi diễn cái gì. Đó là, truyền thừa đất tuyến đường đi. Chu Thiên Khánh thần sắc kích động, hôm nay Diệp thần không có ở đây, đế tôn ngọc bỏ mình,
mình chính là cái này cổ huyền truyền thừa mạnh có lực người cạnh tranh. Đoạn đường này, không thiếu cùng sống chết sát vai, có thể đi tới một bước kia, liền xem chư vị. Ha ha ha! Già dặn có lực tiếng cười rung vào hư không, cổ huyền tôn chủ thân hình cũng là chậm rãi tán làm một đoàn khói xanh, là sau lưng vô số võ giả nhường ra một đạo thông thiên cổ lộ, không gặp cuối. Xông lên! Đoạt cơ duyên! Từng tiếng kêu gào theo sát vang lên, dâng trào dòng người đợt sóng chính là trải trời, cuồn cuộn hướng chỗ sâu xuất phát. Chu Thiên Khánh nhưng là thân hình không nhúc nhích như chung, bên người côn luân tròng mắt bên trong thoáng qua mấy phần nóng bỏng vẻ, nhưng thấy nhà mình chủ nhân không có lên tiếng, vậy là không dám di động phân nửa bước chân. Cái đó, chủ nhân, chúng ta không đi sao? Côn luân do dự hồi lâu vẫn là nhỏ giọng hỏi. Trúc Thiên, Huyền Giác, Liễu Hy ba người cũng là đồng loạt nhìn về Chu Thiên Khánh. Ta tổng cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái, có chút quá thuận lợi. Chu Thiên Khánh khẽ cau mày, chuyện này khắp nơi tiết lộ khác thường, nhưng cũng lại là hợp tình hợp lý. Có lẽ đây mới là khảo nghiệm chân chính chỗ hung hiểm, so với lúc trước như vậy như luyện ngục vậy cảnh tượng thê thảm, như vậy tiên cảnh, mới càng có thể để cho người khó mà đề phòng đi. Trúc Thiên nhẹ giọng nói. Có lẽ vậy, vạn sự cẩn thận một chút, chúng ta liền là cái gì khảo nghiệm cũng không biết, kế tiếp hành động, bảo vệ tánh mạng ưu tiên. Chu Thiên Khánh trong mắt ở Liễu Hy trên mình dừng lại nhiều liền mấy tức, người sau trong lòng cũng là ấm áp, nhẹ khẽ gật đầu nói. Ta biết, chủ nhân. Cho đến mọi người bóng người đều là đã tản ra, lấm tấm tràn hướng tiên cảnh chỗ sâu, Đinh Nguyệt như vẫn là trao mày, chưa từng lời nói. Người đều đã mất dạng, chúng ta đang chờ cái gì? Chu Thiên Khánh bọn họ vậy hành động. Chu Uyên từ đầu đến cuối, ánh mắt chưa bao giờ rời đi qua Chu Thiên Khánh. Cái này võ si, giống nhau một bộ phong tỏa mục tiêu không dừng tay ý. Ta cảm giác có cái gì không đúng. Ta đúng là Diệp Thần nơi đó nghe được đạo thanh âm kia, và nơi này cổ huyền tôn chủ thanh âm không quá nhất trí. Ninh Nguyệt như thần sắc ngưng trọng, nói nhỏ, nhưng là làm sao cũng không chịu bước về phía trước, vậy hoa tươi trải xây, thải điệp bay tán loạn tiên lộ, ở nàng trong mắt, phảng phất vực sâu vậy làm người ta không lạnh mà run. Diệp Thần thế nào? Tiểu Kỳ Lân nghe được Diệp Thần hai chữ, đầu tiên là trước mắt sáng lên, chợt lại là cúi đầu, buồn bực nói. Không cần lo lắng, luân hồi chi chủ khí vận vô địch, hắn nhất định sẽ đuổi tới. Liền vô thiên cũng không làm gì được ra hỏa, làm sao sẽ ngã ở chỗ này. Tiểu Kỳ Lân siết chặt hai quả đấm, trong mắt lần nữa giấy lên dâng trào chiến ý. Hô, nơi này có thể có bẫy, nhưng dưới mắt chúng ta cũng không khỏi không đi về phía trước. Vạn nhất cơ duyên bị vậy Chu Thiên Khánh đoạt đi. Ninh Nguyệt như nói đạt tới nơi này, muốn nói lại thôi, một bên thái thần nhưng là nói tiếp, liền huyễn cửa đều không cách nào nhìn ra thực tập, 10 có 8 9 sẽ là hẳn phải chết kiếp. Thái thần ánh mắt khóa chặt Ninh Nguyệt như, từ nghe nói nàng đến từ huyễn cửa, hắn chính là lại không cầm Ninh Nguyệt như làm một cái bé gái tới xem. Căn cứ huyễn cửa cổ tịch ghi lại, cổ huyền truyền thừa, có sinh, không được. Chết. Nói cách khác. Chỉ có chân chính người thừa kế mới có thể còn sống, có thể ta hôm nay nhưng là mơ hồ cảm thấy, con đường phía trước sẽ đoạn. Hình ảnh quay về, Diệp Thần bên này. Ngồi xếp bằng vận chuyển bát quái thiên đan thuật Diệp Thần cảm thấy chung quanh có cái gì không đúng, phảng phất có một cổ lực lượng vô hình đang hút lấy hắn linh lực, nếu không phải hắn luân hồi thần thân thể và luân hồi huyết mạch, chỉ sợ sớm đã xảy ra chuyện. Ngay tại lúc này, một đạo bất ngờ thanh âm vang lên. Ừ. Lại có thể ở vô ý thức dưới trạng thái, ngạnh kháng lâu như vậy. Luân hồi chi chủ, ngược lại cũng không đều là lãng đắc hư danh, đáng tiếc người bất quá là thiên huyền cảnh tầng thứ 5, còn bị thương. Vô tận hắc ám bên trong, Diệp Thần loáng thoáng nhìn thấy được một đạo hình bóng, lúc trước nơi này đủ loại dị biến, vậy đều là bởi vì hắn mà ra. Ngươi là ai? Diệp Thần con ngươi híp lại, thần sắc ngưng trọng. Mới vừa, ta điều tra qua liền ngươi một phần trí nhớ. Mặc dù rất nhiều thứ tựa hồ bị che đậy, nhưng vậy dòm ngó thấy một chút, không nghĩ tới thế giới hiện thật ngược lại là xảy ra không ít chuyện. Không nghĩ tới, ngươi và Nham Thần Thiên Tôn cũng có nhân quả. Có lẽ ngươi định trước sẽ tới nơi này. Trong bóng tối hình bóng chậm rãi đi ra, bốn phương tám hướng hắc vụ phun trào ngưng tụ thành cấp một cấp nhảy vút mây thang trời cúi kéo dài, hướng vậy không có cuối vực sâu, hắn vẫn là giọng lạnh như băng, nhưng lại không có sát ý hiện ra. Gia Nham Thần Thiên Tôn, ta không nghĩ tới,
vắng vẻ hằng lại sẽ đem lực lượng cuối cùng, truyền thừa cho ngươi. Luân hồi chi chủ không hổ là khí vận vô địch. Sâu kín tiếng vang lần này, ở Diệp Thần trước mắt vang lên, hắn hết sức ngước mắt nhìn lại, đó bất quá là một đoàn hắc vụ ngưng tụ thành hình người thôi, chỉ là một cái bóng. Bóng người màu đen dòm ngó không gặp dung mạo, nhưng từ hắn tay chân động tác tới xem, hắn hiển nhiên vậy đang do dự cái gì, một hồi lâu sau, hắn từ vực sâu hắc ám bên trong, đem Diệp Thần che chở xuống. T. Hắc ám xâm nhập sau đó, Diệp Thần thân thể cảm giác tê dại dần dần biến mất, lúc này hắn mới lần nữa cảm nhận được liền vậy phệ tim phạt tủy vậy thống khổ xem thủy triều vậy vọt tới, cơ hồ ngay tức thì liền phải chiếm đoạt hắn ý thức. Hắn vừa định vận dụng luân hồi thánh hồn trời, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẫn bỏ qua, dựa vào tự thân đi vác. Ừ, bóng người màu đen phát ra một tiếng kinh nghi, ngược lại là có nhiều hứng thú đem hai cánh tay vòng tại trước ngực, lẳng lặng nhìn vậy thần sắc ngưng trọng Diệp Thần. Làm hắn càng không hiểu phải, cái này hôm nay trạng thái lại vẫn có thể chống. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần lại phát hiện mình thương thế dần dần chuyển biến tốt. Mặc dù khoảng cách đỉnh cấp còn có rất nhiều khoảng cách, nhưng so trước đó trạng thái thật tốt hơn nhiều. Oanh! Vực sâu vô tận để, vậy tàn phá bạo khởi hắc ám khí tức, lại nữa xem lúc trước như vậy, đối hắn lộ ra răng nanh, thổi lất phất hạ, càng giống như là một hồi nhu hòa nhẹ gió, ở bồi dưỡng hắn đúc lại thân thể. Quả nhiên, đại ca đã từng là phỏng đoán không có sai. Con đường này, lại có thể đi được thông. Bóng đen thanh âm lần nữa truyền tới, như cũ giống như là địa ngục vậy rét lạnh, nhưng giọng nhưng là lộ vẻ được có mấy phần kích động. Đứa nhỏ, người hiện tại thử một chút, có thể hay không điều khiển cái này bóng tối lực lượng. Bóng đen thấy Diệp Thần tỉnh lại, cũng là không ngừng thúc giục. Điều khiển. Diệp Thần trong lòng cả kinh, gay gâu, chẳng lẽ mình đã hoàn toàn rơi vào cái này hắc ám. Cái này hắc ám và không không thời không hắc ám lực lượng vô cùng tương tự. Nói không chừng mình cũng phải trở thành như vậy không thể danh trạng quái vật. Không đúng. Lực lượng này lại có chút không giống. Oanh! Bóng đen không nói lời nào, hai trưởng trong khép mở, ngưng nổi lên vực sâu để vô tận hắc ám khí tức, hóa thành từng cái che trời vậy bàn tay, hướng Diệp Thần đồng loạt vỗ tới. Rắc rắc! Nửa tòa không gian tinh bích ngay tức thì sụp đổ, từng tia hắc ám năng lượng hướng hư không tiêu tán đi, xông phá quang minh hắc ám bốn phương dâng trào ngoài bầu trời, mười phần khủng bố. Liền liền cái này vực sâu hạ, cũng là bị vậy bóng tối bàn tay không ngừng vỗ vào, lần nữa nứt ra từng đạo lan tràn ngàn dặm thâm thúy chỗ rách, màu đỏ thẫm địa hỏa giống như là sóng biển vậy phun ra. Hống! Từng đạo quỷ dị lại kinh khủng tiếng gầm nhỏ từ vậy vực sâu không đáy hạ mang theo lệ khí ngất trời dậy, tàn phá bừa bãi hắc ám năng lượng hơn nữa ngưng tụ mãnh liệt, nếu như đặt ở tầm thường, Diệp Thần sợ rằng đã sớm dính, hóa thành cướp xám bỏ mình. Ha ha ha! Cổ huyền tôn chủ, tộc ta bất diệt. Cho dù vạn cổ, hắc ám cũng là sẽ xé ra trói buộc, lại đến thế gian, mảnh thiên địa này đã sớm đục không chịu nổi, tộc ta đương lập. Một tôn tôn ma thần ở cười như điên, thê lương lại vô cùng quỷ dị khàn khàn cười quái dị tràn ngập giữa trời đất, bóng đen mặt không cảm giác nhìn Diệp Thần. Oanh! Bóng đen tiếp liền mấy trưởng vỗ xuống, đem Diệp Thần đánh vào vực sâu ngàn tầng đất đen dưới. Nhưng là chưa từng tổn thương được Diệp Thần phân nửa. Bụi bặm lắng xuống sau đó, phế tích hạ Diệp Thần bóng người lại lần nữa phóng lên cao. Kết quả chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nhìn xem mình hai tay, cũng là khiếp sợ với mình lại là không chút tổn hao nào, lúc nào, cái này mãnh liệt kinh khủng không không thời không hắc ám lực lượng, lại không cách nào tổn thương hắn phân nửa. Chúc mừng ngươi! Bóng đen chậm rãi rơi xuống, giữa trường khẽ giơ lên. Nguyên bản sao động vực sâu hạ, địa hỏa dũng động ánh sáng ngay tức thì tắt, vậy kinh thiên địa khóc quỷ thần muôn vàn thần ma âm nháy mắt tức thì tiêu trừ vô hình, cả tòa địa ngục giống như chết yên tĩnh. Chúc mừng ngươi, ngươi cách không không lúc nào không lại gần một bước, ngươi đã vĩnh rơi hắc ám. Bóng đen đã hết sức để cho mình thanh âm lộ vẻ được có như vậy mấy phần lực tương tác, nhưng dù vậy, ở Diệp Thần nghe tới, vẫn là thấu xương hàn. Cái gì? Mặc dù trong lòng mơ hồ có chút phỏng đoán, nhưng nghe đến bóng đen chính miệng kiểm chứng, hắn vẫn là trong lòng một hồi khí huyết cuồn cuộn, khó mà tiếp nhận. Mình lại rơi vào hắc ám. Không thể nào. Hắn có luân hồi huyết mạch, võ tổ đạo tâm, thiên quân phong thần bia, thần thánh chi thư, làm sao có thể rơi vào hắc ám, trừ phi cái loại này hắc ám là đối hắn hữu ích,
tà ma, im miệng. Diệp Thần nâng lên kiếm trong tay, có thể hắn trạng thái bây giờ, Trảm Thiên Cửu kiếm vừa ra, nhưng mất đi đã từng khí thế kinh khủng. Suy, kiếm vô hình mang ở nơi này vô tận hắc ám thâm uyên hạ, giống như là một đạo ánh sáng yếu ớt, nhàn nhạt chớp mắt, rất nhanh vậy liền bị cái này dũng động hắc ám khí tức cắn nuốt đi. Lúc trước bóng đen nhất kích, đã sớm để cho chỗ tòa này lay động ở trong mưa gió kết giới thế giới, sắp vỡ nát. Đứa nhỏ, người được vui mừng mình dấn thân vào liền chính xác một khối. Bóng đen nhẹ nhàng gật đầu ngắm nhìn bốn phía, nói tiếp. Nơi này hết thảy, bao gồm cả tòa cổ huyền bí cảnh, đều đưa thần phục ở hắc ám bên trong, lại rồi sau đó, chính là vậy bí cảnh ngoại hết thảy. Bất quá, người cũng nhìn thấy, lực lượng này, tại người ta mà nói, nhưng là giống như tiềm long về biển. Tới đi, để cho nó tùy ngươi tận xương, bạn ngươi chinh chiến. Diệp Thần kiếm trong tay nhẹ nhàng nâng dậy, nhìn mình giữa trưởng kiếm, hắn cười một tiếng. Ai cũng không có tư cách thay thế ta, cái này hắc ám cũng không được. Ta cuối cùng sẽ tại hắc ám đánh một trận, tử thần giáo đoàn, ma nữ, tử thần những thứ này lại coi là cái gì. Nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng ngươi. Bóng đen nhàn nhạt mở miệng. Lại không nói người vậy thấp kém cảnh giới, hôm nay ngươi trạng thái, sợ rằng còn dám cậy mạnh, liền đan điền cũng được vỡ nát chứ. Lực lượng này vì ngươi nơi điều khiển, có cái gì không tốt, thế gian lớn, nếu thời gian dài, đều là ngươi giữa trưởng vật. Đến lúc đó ngươi thậm chí có thể chém chết tử thần, tay cầm quyền bính. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, cười nói ta là muốn trở nên mạnh mẽ không giả, nhưng cái này cũng không ý nghĩa vì lực lượng. Ta có thể vứt bỏ hết thảy. Có lẽ ngươi như vậy tà ma vật, khó mà hiểu vì sao là ràng buộc đi. Ràng buộc. Bóng đen thân hình một lần. Giống như ngươi thấy, cái này thế gian không thiếu thiên tư thông minh hạng người, cùng ta mới vừa liều chết chém giết trong bọn họ, tùy tiện một người, đều có thể chém hết đám này bóng tối bên trong tàn xuyễn con kiến hôi. Ta cái này nhất thế có rất nhiều sứ mạng, một cái trong đó chính là vì giết hết các ngươi mới tồn tại. Hôm nay đổ cũng đúng lúc, làm kết thúc đi. Bóng đen nghe vậy, thanh âm khàn khàn cũng là chất vấn nói. Võ giả một đường, vốn là nghịch thiên mà đi, lại không nói ngươi, trong tay mỗi người nắm tánh mạng, làm sao kỳ sổ. Thế giới hiện thật rất nhiều võ giả tín ngưỡng Hồng Quân lão tổ còn từng chu diệt qua vô số người. Ngươi về điểm kia mà thương hại, đặt ở thế giới hiện thật bên trong, lại có vì sao cô dũng ý tổn lưu, cho dù hôm nay ngươi có thể chém hết hắc ám. Có thể mọi người đâu. Ở trong mắt của bọn họ, ngươi chính là một cái cùng hắc ám nhập bọn, hoàn toàn ma đầu. Tất cả người kính sợ ngươi, sợ hãi ngươi, thậm chí nằm mộng cũng nhớ muốn giết chết ngươi. Đây chính là ngươi hoàn thành sứ mạng sau đó, muốn thấy được thế giới. Bóng tối đợt sóng không ngừng cuồn cuộn, mỗi một điểm mỗi một giọt đều là tung lên kinh khủng sát phạt hơi thở, cuốn về phía ngoài cửu thiên, ở nơi đó. Bao la tinh vực bắt đầu ảm đạm xuống, có tinh thần đã đổi được tử khí trầm trầm. Vậy thì như thế nào, ta cái này nhất thế, vốn là nghịch thiên mà đi. Thần hy ba phá, vừa vỡ hắc ám. To lớn thần thánh màu trắng bạc kiếm mang, đem trước mặt mặt đất, hoàn toàn chém ra, một cái ngàn trong dáng dấp thật sâu rãnh, dữ tợn xuất hiện. Ta độc ta, không phụ ta. Keng. Một tiếng kiếm minh, trùng tiêu ánh sáng cuồn cuộn phun trào. Leo che chín tầng trời không thể rình rập vô tận hắc ám, yếu điểm sáng hết thảy. Người điên rồi, cho dù là cháy hết tự thân máu tươi, cũng không quá muối bỏ biển mà thôi, đáng sao. Cái này vực sâu hạ vô tận hắc ám, như cũ sẽ chiếm đoạt ngươi nơi quý trọng hết thảy. Quay đầu lại, ngươi tất cả cô dũng, bất quá là cảm động chính ngươi thôi. Bóng đen hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Diệp Thần cử động như vậy, hắn coi là không có chút ý nghĩa nào bị chết. Kiến càng thành đoàn cũng có thể hám cây. Mọi người đều là như vậy, không không lúc nào không làm sao dám đối với thế giới hiện thật chấm mút. Diệp Thần cười lớn một tiếng, tung người lên, mấy đạo kiếm quang thấm ra, quang minh lực lượng như trụ vậy dâng lên, đem nguyên bản sụp đổ bể tan tành hư không thế chân vạc lên. Phí công thôi. Bóng dáng tán làm một đoàn tràn vào hắc ám bên trong, thâm thủy ánh sáng sáng lên, lặng yên không một tiếng động. Vậy đạo bóng dáng ở hắc ám bên trong lật đổ, một sóng tiếp theo một sóng lực lượng vọt tới, tựa hồ là công pháp cường đại nào đó đang thúc giục động. Ừ, tên này lực lượng, cũng không cách nào đem cái này hắc ám lực hoàn toàn ngưng hình, càng nhiều hơn giống như là. Mượn thế,
vô tận hắc ám đem Diệp Thần lực lượng chiếm đoạt, cho dù hắn là luân hồi chi chủ, cũng là lâm vào khổ cục diện rằng co, lại là âm thầm một quyền đánh vào ngực hắn, suýt nữa đem ngực đập mặc. Có cổ quái. Diệp Thần lần nữa nín thở ngưng thần, đi qua hắc ám lực rèn luyện thân thể hắn, đối với lực lượng kinh khủng này, đã có thể kháng xuống, hôm nay chỗ tòa này vực sâu xuống sát phạt lực, khó mà tổn thương hắn căn nguyên. Đã như vậy, bóng đen kia nhưng vẫn thi triển thủ đoạn ngăn trở mình, là phải là cái gì? Không tốt. Diệp Thần trong lòng cả kinh, mặc dù cái này hắc ám lực không cách nào chiếm đoạt mình, nhưng huyết dịch kia thiêu đốt lực lượng nhưng thì không cách nào chống cự bao lâu. Bóng đen là đang trì hoãn thời gian, cùng hắc ám lực tránh thoát cái này sắp bể tan tành kết giới, hoàn toàn tràn vào cả tòa cổ huyền bí cảnh mỗi một xó xỉnh. Hừ, phí công thôi. Hắc ám bên trong, Diệp Thần kiếm trong tay, không ngừng phun trào, có thể vậy nguyên bản trấn áp tại vực sâu để hắc ám lực quá mức bằng bạc, xuyên thấu qua loang lổ bể tan tành hư không, đang không ngừng trôi qua. Bóng tối lực lượng không cách nào tổn thương Diệp Thần thân, nhưng mỗi theo hắn kiếm phong ông minh chấn động, lóe lên máu tươi mang kiếm cương liền sẽ làm cho này mình đầy thương tích thế giới lại thêm một vết thương, đâm xuyên qua hư không, hòa tan mặt đất. Ở nơi này phân bố hết thảy hắc ám hạ, ngẫu nhiên có mấy điểm ánh sáng tránh thệ, hư không đã sớm bể tan tành không chịu nổi, muốn bại diệt. Vèo! Một đạo tím tức từ Diệp Thần bên trong đan điền chui ra, thay hắn đỡ được hắc ám dưới một quyền. Phịch! Một bóng người lật bay trong hư không, thân hình đảo huyền ra mấy cái thân vị, mới dừng lại thân hình. Bóng người kia chính là bị hắn đưa vào võ đạo luân hồi đồ đế Tôn Ngọc. Nguyên bản vậy hấp hối ra hỏa, bị hắn cứu sau đó, chính là ném vào võ đạo luân hồi đồ bên trong, xem ra hắn cái này bị hắc ám hành hạ thật lâu đế nhà thiên chi kiêu tử, khôi phục mấy phần. Không thể đánh nữa. Đế Tôn Ngọc lúc này giống nhau một bộ vương giả khí thế, cùng Diệp Thần lần đầu gặp hắn lúc đó, giống nhau như đúc, có thể lại xem chút, chính là có thể phát hiện. Hôm nay Đế Tôn Ngọc, nhìn như náo nhiệt, kinh mạch cùng linh lực vận chuyển hơi thở rất mười phần hỗn loạn, tùy thời sẽ tẩu hỏa nhập ma vậy. Nguyên bản hộ thể ba đạo tím tức, vậy còn sống một đạo căn nguyên cố thủ quanh thân. Ngươi lại có thể vậy hấp thu cái này bóng tối lực lượng. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, liền liền tên này, vậy cùng mình sấp xỉ, rơi vào hắc ám bên trong, cái này vực sâu hạ kinh khủng chiếm đoạt lực lượng, cũng không công kích hắn. Đế Tôn Ngọc cười khổ một tiếng, chính ngươi đều là Bồ Tát bùn qua sông, vậy vùng thế giới nhỏ còn có thể thành thiên đường. Không thể đánh nữa, kết giới này đã bể, lại tiếp tục như vậy, người ta đem thành tội nhân thiên cổ, tự tay đem cái này hắc ám đưa vào thế gian. Đế Tôn Ngọc cho mày, tùy ý hắn có chưa nhiều thủ đoạn và lá bài tẩy, đối mặt cái này khó giải quyết cực kỳ lực lượng, cũng là cảm giác sâu sắc không có sức. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Diệp Thần trên mặt đột nhiên treo lên một đạo vui mừng. Ngươi mới vừa nói gì? Đế Tôn Ngọc sửng sốt một chút, tội nhân thiên cổ à? Không đúng không đúng, lần trước câu. Ngươi vậy vùng thế giới nhỏ, cũng đã bị hắc ám cắn nuốt, ta cũng bị buộc rơi vào hắc ám, có thể. Đế Tôn Ngọc tự mình mở miệng, nhưng là đột nhiên đổi câu chuyện, kinh ngạc nói, đúng rồi, ngươi vậy võ đạo luân hồi đổ thế giới nhỏ. Nếu Diệp Thần còn sống, thuyết minh võ đạo luân hồi đồ thế giới chưa tán loạn, cũng chỉ đại biểu. Nó nói không chừng có thể phong ấn cái này bóng tối lực lượng. Ngươi muốn đem nơi này hắc ám lực lượng, toàn bộ dẫn dắt đến ngươi thế giới nhỏ bên trong. Đế Tôn Ngọc kinh hô. Đối mặt Đế Tôn Ngọc như vậy hỏi, Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có con đường này có thể được. Không tệ. Diệp Thần nhìn một mắt Đế Tôn Ngọc, ngươi còn sống, ngược lại là có thể giúp ta giúp một tay. Đế Tôn Ngọc nghe vậy, đưa cho Diệp Thần một cái liếc mắt mà, nói tiếp. Nếu như người ta còn có thể sống tiếp, nợ cũ chúng ta tính lại. Thật nếu là không thể là, vậy ta ngươi đều là cái này vạn cổ tội nhân, có thể kéo lên luân hồi chi chủ chịu tội thay, ngược lại cũng không thua thiệt. Đế Tôn Ngọc hiển nhiên đã đoán được Diệp Thần thân phận chân thật. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, vùng đan điền tách ra ra lau một cái ánh sáng rực rỡ, trực bức thương khung. Kinh khủng phong ấn lực kích động hư không, hiện ra dị tượng. Vù vù. Không gian một hồi khinh minh run run, thiên địa càn khôn giống như là như nước mực vậy hiện ra hư không, Diệp Thần kiếm trong tay làm bút, huy động phác họa đại thế. Lên. Mỗi một kiếm vung ra, miễn cưỡng không ngừng ý chí giấy lên máu tươi của hắn, đem vậy bức tranh sơn thủy cuốn khắc ấn ở hư không hạ, hư
hư cùng thực xen lẫn, hắn phải dùng võ đạo luân hồi đồ lực lượng, đem cả tòa vực sâu dịch chuyển, rời nhập vậy vùng thế giới nhỏ bên trong. Ồ! Bóng đen kinh nghi lên tiếng, như vậy huyền diệu thủ đoạn, liền hắn đều là lần đầu tiên thấy, vừa muốn có hành động, nhưng là bị một đạo tím tức đánh. Oanh! Màu tím ánh sáng rực rỡ diễn hóa đại ấn hoành kích hắc ám chỗ sâu, bóng đen chỉ cảm thấy quanh thân không gian cũng đang nhẹ nhàng run run, nhưng cổ lực lượng kia, nhưng là lại nữa từ không gian kẽ hở chỗ trôi qua, hiển nhiên là Diệp Thần bút tích tấu liền hiệu quả. Đế nhà hậu nhân! Bóng đen phát ra một tiếng kinh nghi, lực lượng này, tựa hồ rất là quen thuộc. Ừ, đế Tôn Ngọc thu hồi quả đấm, chăm chú nhìn nhìn hắc ám thâm uyên bên trong. Đối phương lại thông qua một kích này liền đoán được mình thân phận. Xem ra, người còn chưa tính là vậy không không lúc nào không giấu núp trong bóng tối con chuột, ngược lại càng giống như là phản bội thái thượng tay sai. Đối với đế Tôn Ngọc mà nói, hắn chính là xứng đáng không thẹn thái thượng trẻ tuổi chí tôn, chiến lực siêu phàm, cho dù hôm nay ba đạo tím tức tấn tán hai, nhưng nếu là liều chết tái chiến, tầm thường cường giả, vậy tuyệt không phải hắn địch thủ. Xem ra, những năm này, thế giới hiện thật ngược lại là nuôi dưỡng không ít hạt giống tốt, đáng tiếc, nhưng ngươi còn ở đỉnh cấp có lẽ có thể cản ta, có thể hiện tại. Hắc ám bên trong, dấu diếm ý định giết người lần nữa hiện ra, đế Tôn Ngọc một đôi thiết quyền, miễn cưỡng đập được vạn pháp khó khăn minh. Thái thượng đế thị, vạn cổ trước chính là tồn tại viễn cổ thị tộc, hắn trong tộc lão tổ lại là nghịch thiên mà đi, cùng chín thần thời đại một ít tồn tại, cùng với tịch thần đám người cũng vai. Đế Tôn Ngọc thành tựu đế gia truyền kỳ nhất mạch bên trong kiệt xuất nhất trẻ tuổi đồng lứa, thân thể càng là từ nhỏ bị trong tộc cụ già quan lấy thiên địa đại dược ngao luyện, ở đó vô cùng cường thịnh thời kỳ, đế thị tổ tiên từng mượn tới long hoàng máu tươi đoán thể, tẩy rửa thân thể. Cho dù là hắn bị thương nặng, có thể vẫn là ở giữa đất trời này nhất là kết trái một nhóm người, mũi nhọn lộ ra. Đế Tôn Ngọc xuất thủ lần nữa, vô song chiến ý ở nơi này hắc ám bên trong sôi sục trùng tiêu. Cho dù là thân rơi hắc ám, cũng là không sợ hãi chút nào. Oanh! Quyền mang cùng vô tận đen nhánh, lần nữa cọ sát ra một phiến màu tím lóa mắt suốt, mơ hồ có thể gặp đế thị cốt phủ đang cháy, vỡ vụn. Đó là cao nhất gia tộc đế nhà, thông qua thiên đạo đại thế diễn hóa, khắc vào con em thân thể bên trong đại lộ phù văn, uy thế tuyệt luân. Ở đế Tôn Ngọc trên hai quả đấm cốt phủ không ngừng bắn tán loạn ánh sáng, cũng giống là căn nguyên lực đang không ngừng tán loạn. Hắn lúc này, cũng ở đây lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đánh cuộc, là Diệp Thần tranh thủ thời gian. Diệp Thần, cho ta nhanh một chút. Còn sót một đạo hộ thể tím tức lao ra ngoài bầu trời, tử mang lóe lên cốt văn nhàn nhạt oanh chiếu rọi, đánh vào Diệp Thần trong cơ thể, rót vào Diệp Thần thân thể bên trong, nguyên bản mình trong thức hải vậy chạy ồ ồ thanh tuyển hóa thành minh mông cuốn lên nghìn tầng sống. Đây chính là đế Tôn Ngọc lực lượng sao, quả nhiên bá đạo. Diệp Thần lại lần nữa ngưng thần, kiếm trong tay rơi xuống, màu mực thiên địa kẽ hở chậm rãi quay về gộp lại, trên hư không đại nhật lóe lên ánh sáng màu đen, cả tòa thế giới đều là lâm vào đen trắng thế giới, dị tượng lộ ra, đang không ngừng dung hợp, đồng thời vậy đang không ngừng bạc màu. Phốc, đế Tôn Ngọc trong miệng không ngừng xông ra máu tươi, tiếng ho khan kịch liệt kẹp theo tan vỡ phủ nội tạng khí thối ra, hắn gắt gao quấn lấy bóng đen, không để cho ảnh hưởng Diệp Thần phân nửa. Người điên, cũng là tên điên. Bóng đen gầm thét, hắn chưa từng gặp qua vì một chút mong manh hy vọng phấn chiến người, bọn họ hai người bảo vệ, thậm chí là mới vừa còn muốn lấy hắn tánh mạng kẻ địch. Điều này sao có thể, sẽ có người có thể làm được. Đế Tôn Ngọc hoàn toàn rơi vào điên cuồng trạng thái, gào thét liều giết, hoàn toàn không để ý tự thân chậm rãi vỡ nát thân thể, lại là một lần đụng nhau, tóe ra tử mang, hắn cười to nói. Cốt phù như ta, đánh nát hắc ám. Đế Tôn Ngọc chiến tới đỉnh cấp, lại nữa quản cố vỡ nát thân thể, lại là cánh tay phải chậm rãi đưa về phía sau lưng, rát băng một tiếng. Đem mình xương sống cốt miễn cưỡng bóp gãy rút ra, hóa thành lưỡi kiếm, trên đó dũng động máu thịt còn có hơi ấm còn dư lại, nướng mãnh liệt tử mang tản ra kinh khủng chập chờn, cốt phù hiện ra khó hiểu tối tăm đường vân khắc ấn ở kiếm phong. Theo Đế Tôn Ngọc cua múa, trong chốc lát, hắc ám chỗ sâu quy luật xen lẫn ngang dọc, thiên đạo đại thế rơi xuống thần thì, hóa thành trật tự xiềng xích hoành kích hư không, quất thiên địa, lực lượng kinh khủng này, không cho tích trữ đời, xen lẫn thành lưới lớn, muốn chiêu mộ hết thảy lực lượng. Ung ung, một hồi thanh thúy đạo âm vang vọng, giống như chuông vang bắn tung tóe sát phạt,
đem nguyên bản tồn tại vực sâu hoàn toàn đánh nát, rơi xuống mảnh vỡ vô số kích động, hóa thành đạo tắc trật tự lực tứ tán lao nhanh. Chiến trường nơi trung tâm, hoàn toàn hóa thành một phiến mông lung, không cách nào rình rập, trên bầu trời cầm kiếm Diệp Thần vậy bị ảnh hưởng, suýt nữa bị lực lượng kinh khủng kia chấn thành một đoàn xương máu. Nếu không phải vậy miễn cưỡng không ngừng võ tổ đạo tâm, Lăng Tiêu võ ý cùng võ đạo luân hồi đồ cường tuyệt phong ấn lực gia trì, hắn cũng sẽ bị dư âm vê bể. Cho ta dung. Trên bầu trời, lau một cái tươi đẹp màu máu vạch qua, lần mắc đại nhật, thấm ướt sơn hà, thậm chí vậy võ đạo luân hồi đồ bên trong tất cả sức sống, đều ở đây vậy phân bố hắc ám hạ, xuyên thấu qua phân nửa tươi đẹp. Lớn như vậy thương khung, không ngừng có mưa máu rơi xuống, có đi đôi với màu tím ánh sáng rực rỡ, nhiều hơn chính là 10 phần tươi đẹp đỏ thắm. Phịch, hai bóng người giống như là ngoài bầu trời khách tới vậy, từ hư không rớt xuống, tàn phá thân thể tự nhiên rủ xuống, còn chưa kịp mặt đất, đã là bị gió thổi giải tán bộ phận. À, đây cũng là khổ như vậy chứ. Đột nhiên, một đạo lãnh đạm giọng nữ vang lên. Nếu như Diệp Thần nghe được, tất nhiên sẽ ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì thanh âm này chính là máu hoàng tộc nữ đế. Đỏ thấm như máu ở giữa rừng trên cánh đồng hoang vu, gió nhỏ bên trong đều là nhàn nhạt mùi máu tanh, một bộ quần đỏ giống như là giữa trời đất tinh khiết nhất sắc, sáng bóng cước nha dẫm ở trên cỏ, tiếp rơi xuống Diệp Thần cùng đế tôn ngọc, tránh hai người té thành một cục bùn máu. Bóng đen hướng về phía máu hoàng tộc nữ đế nhàn nhạt mở miệng nói, ta không để cho ngươi giúp bọn họ, từ ta có đạo lý của ta. Ngươi cũng còn có thể dục hỏa sống lại, bọn họ vậy được trải qua như thế một lần. À, máu hoàng tộc nữ đế hài hước nhìn trước mắt bóng đen, mặt chứa mấy phần vẻ khinh thường, đáp lại, sống lại. Ngươi cái này người không ra người quỷ không ra quỷ hình dáng, cũng xứng. Không biết ngày xưa cái đó dung chuyển trời đất cổ huyền tôn chủ, thấy mình hôm nay cái này vĩnh rơi bóng tối bộ dáng chật vật, là vì sao tâm cảnh. Vậy hai tiểu tử bảo vệ, chẳng bao lâu sau ngươi có lẽ có, nhưng hiện tại sao? Máu hoàng tộc nữ đế bĩu môi. Quay đầu tầm mắt nhìn về ngoài bầu trời. Đại ca năm xưa đường, là chính xác. Bóng đen dần dần tản đi, mờ mịt ở hắn bên người vậy một đoàn hắc ám năng lượng chậm rãi rút đi, lộ ra một bộ thê thảm hình dáng. Nếu như thái thần đám người ở này, định sẽ cảm thấy quen thuộc, đây không phải là bọn họ tiên cảnh bên trong, thấy cổ huyền tôn chủ sao? Chính xác. Vậy hắn vì sao không dấn thân vào hắc ám, ngược lại thì để cho ngươi nhận cái này vạn cổ tới tiếng xấu. Đeo lên cái này vĩnh viễn không tẩy sạch phản đồ tên. Nữ đế khịt mũi coi thường, cho dù là hôm nay nàng thức tỉnh chỉ là một nửa tàn ức, kết hợp mình đắn đo, hơn phân nửa mà cũng có thể đoán ra năm đó chuyện gì xảy ra. Xem ra ngươi vậy mất đi rất nhiều. Cổ huyền tôn chủ khẽ gật đầu một cái, cũng là nhẹ giọng nói, ta không có lựa chọn, bàn cờ này, cần phải có người làm như vậy. Nữ đế trừng mắt nhìn, có thể ngươi cũng không phải là thất bại sao. Dấn thân vào hắc ám, cưỡi liền cổ lực lượng này, nhưng cũng bị lực lượng này, dần dần nuốt đi hết thảy, nằm xuống tới, bất quá là một cái lưu lại liền thần trí thi nô thôi. Cổ huyền tôn chủ nhưng là cười một tiếng, ha ha ha, sự thật tuy là như vậy, có thể ta ở Diệp Thần trên mình, thấy được hy vọng, đại ca năm đó đường, không có sai. Thân trong lòng luân hồi huyết mạch luân hồi chi chủ, có thể chặt đứt hết thảy các thứ này, giống như là ngươi bây giờ thấy được võ đạo luân hồi đồ vậy. Cái này hắc ám lực không cách nào chiếm đoạt hắn, ngược lại thì bị hắn và đế nhà tiểu tử, liên thủ trấn áp tại mảnh thế giới này bên trong, thậm chí cùng hắn tu vi lại vào, có thể hoàn toàn điều khiển cái này hắc ám lực. Sau đó sẽ đi hoàn toàn chém chết nó. Nữ đế thì là đối cổ huyền tôn chủ ném tới xem người điên giống vậy ánh mắt, trưởng thành. Lại vào. Ngươi có thể biết, ngươi hành động hôm nay, gần như đem cái này hai tiểu tử dồn đến đầu gió đỉnh sóng mà trên. Hôm nay Diệp Thần thân trong lòng hắc ám lực, một khi bị một chút thế lực biết được, hậu quả nhưng mà cực kỳ nghiêm trọng. Nữ đế thở dài một tiếng, hôm nay nói gì cũng đã chậm, lấy nàng thực lực, sống lại cảnh giới, thì không cách nào ngăn cản cổ huyền tôn chủ, cho dù là trong lòng không muốn, cũng không cách nào thay đổi sự thật này. Cổ huyền tôn chủ nhìn sắp tỉnh lại Diệp Thần cùng đế tôn ngọc, được rồi, người ta tới giữa mà nói, ta không muốn có người thứ ba biết được. Nữ đế trừng mắt nhìn. Nhìn về Diệp Thần hai người, ý nói lại là không cần nói cũng biết. Coi như phải, đạt được cổ huyền truyền thừa thực tập đi, bọn họ hai người thông qua ải thứ nhất. Nữ đế nhưng là trực câu câu nhìn cổ huyền tôn chủ,
cái trước cũng là một mặt mờ mịt, chợt chỉ gặp một bộ quần đỏ nhỏ bầy, yếu ớt tiếng đã tới. Nếu ngươi đều chết hết, cái này đạo chấp niệm thân tán trước khi đi, cầm ngươi vậy cổ huyền kiếm đạo để lại cho Diệp Thần, nếu không, ta nhất định xốc ngươi tiền quan tài, cầm ngươi tiên đế hải cốt sấy thành canh cho hắn bổ thân thể. Cổ huyền tôn chủ cười khổ một tiếng, mới vừa muốn mở miệng tiếp lời, máu hoàng tộc nữ đế bóng người, chính là biến mất không gặp, không lưu cụ già một tiếng thở dài. Khó khăn được ngươi cũng là hắn mở miệng. Cùng lúc đó, một chỗ khác tiên cảnh dưới, ánh mặt trời lặn như máu, nhẹ phẩy gió nhỏ khỏa mặt, lay động đinh nguyệt như mấy phần tóc xanh. Đã là thứ năm chương. Tiểu Kỳ Lân cùng Chu Uyên nhìn trước mắt mỏng như thiện rực ra người, cũng là không khỏi được ra đầu tê dại, người sống sờ sờ, lại là biến thành bộ dáng này, lại chỉ một lúc sau, chỉ gió mát phất một cái, liền sẽ hóa thành bụi bẩm tản đi. Khó trách cái này tiên cảnh chi địa, cũng để cho ta cảm thấy không tự tại. Không chừng cái này trong gió, bay bao nhiêu người sinh mạng. Chu Uyên nhẹ giọng líu díu. Kinh khủng nhất phải, những võ giả này trừ thái thượng thế giới tán tu ra, không thiếu một ít thiên ngoại thiên tài, đều là hóa thành ra người. Cái này một tấm, nhìn dáng dấp cũng là trước đây không lâu mới chết, có thể chúng ta lại liền một tia một hào gió thổi cỏ lay đều không cảm giác được. Giang Mị Âm cùng Thái Thần liếc nhau một cái, người sau cũng là chau mày, cái này chút nào không một tiếng động ý định giết người, quá mức sợ hãi quỷ dị. Cho dù là bùng nổ kịch chiến, vậy so dưới mắt như vậy yên tĩnh tới làm người an lòng. Cái này thì là chân chánh cổ huyền truyền thừa thực tập sao? Thái Thần trong lòng dâng lên một chút bất an, một bên Đinh Nguyệt như sắc mặt cũng là tái mét, nói tiếp. Cái này căn bản không là cổ huyền truyền thừa thực tập. Chu Thiên Khánh các người một đường tới, cũng là sắc mặt ngưng trọng, cho dù là vị này đến từ thái thượng thế giới thiên tài, đều có chút không biết làm sao. Nhìn dưới chân khoác lên trong cánh đồng hoang vu từng tờ một da người bị gió mát khẽ phất tản đi, hắn nhưng là không cảm giác được bất kỳ sát phạt hơi thở lưu tích chữ. Những người này, là mới vừa đi ở chúng ta trước mặt tán tu. Chu Thiên Khánh nhẹ giọng nói, bất quá là chốc lát quang cảnh, không có chút nào chiến đấu chập chờn truyền tới. Cũng đã là mấy cái tánh mạng tiêu vẫn, cái này cổ huyền bí cảnh thực tập, 10 phần tàn nhẫn. Lão đại, xem ra cái này tiên cảnh hạ, lại là như vậy luyện ngục vậy tàn sát, khó trách cổ huyền truyền thừa vạn cổ tới, không người có thể lấy. Chu Thiên Khánh bên cạnh Trúc Thiên cũng là chân mày cao lại, liền tình huống cũng chưa sáng tỏ khảo nghiệm, đã có vô số người bỏ mạng. Bất quá nhưng cũng chứng minh cái này nhìn như tiên cảnh cổ huyền bên trong quả thật có loại nào đó cấm chế tồn tại. Bằng vào trước mắt bọn họ võ giả mình lực lượng, căn bản không cách nào tham phá nơi đây huyền cơ. Bỏ mặc như thế nào, chúng ta cũng phải sống rời đi nơi này. Chu Thiên Khánh cũng là trầm giọng nói, hắn nhìn một chút bên người Trúc Thiên, Côn Luân, Huyền Giác, Liễu Hy bốn người, mặc dù đối với vậy cổ huyền truyền thừa 10 phần hướng tới, nhưng dưới mắt xem ra, bảo vệ tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Lời của hắn vừa dứt, đột ngột tới giữa, một hồi mãnh liệt rung động vang lên. Kèm theo mà đến, còn có một hồi kịch liệt sóng gợn lan truyền. Chuyện gì xảy ra, cái này chấn động làm sao đột nhiên xuất hiện, cái đợt này văn hình như là. Trúc Thiên vọng trước bầu trời xa xăm, không khỏi kêu lên nói. Là trận pháp? Không, đó là có người mượn trận pháp lực lượng, ở che giấu cái gì? Chu Thiên Khánh chợt ngước mắt nhìn về ngoài bầu trời, vậy cổ khuếch tán ra lực lượng hạ, che giấu chớp mắt rồi biến mất sát phạt hơi thở. Cùng cái này đầy đất ra người có lẽ có quan. Mau, tản đi thần hồn chập chờn, che giấu tự thân khí cơ. Chu Thiên Khánh vội vàng nói, hắn biết, trận pháp này sở dĩ tản ra mạnh như vậy mãnh liệt chập chờn, tất nhiên là có nhân vật thần bí ở sau lưng điều khiển, trận pháp này chủ nhân tuyệt không phải là người bình thường, thậm chí có thể là cổ huyền tôn chủ tự mình. Chẳng lẽ muốn dụ bọn họ vào hũ? Lão đại, chúng ta hiện tại được đi. Côn Luân Liễu Hy các người cũng là biến sắc, không dám chần chờ, vội vàng thúc giục, lúc này không đi nữa, chỉ sợ tánh mạng kham ưu. Được. Chu Thiên Khánh trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ, hắn vậy không nghĩ tới cổ huyền truyền thừa bên trong, sẽ bố trí kinh khủng như vậy trận pháp, xem ra lúc trước vậy vô cớ hóa thành ra người võ giả, cũng là trước liền trận pháp này nói. Vèo 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 vèo. Chu Thiên Khánh hoành kích thương khung, kinh khủng công pháp tách ra ra đủ loại ánh sáng rực rỡ. Đem 5 người bao phủ, hơi thở che giấu tại trong hư không, không để cho tự thân hơi thở tiết lộ chút nào, bọn họ cũng không dám mạo hiểm,
hắn mơ hồ cảm giác được, trừ trận pháp lực lượng ra, có một đôi tròng mắt một mực trong bóng tối nhìn chăm chú bọn họ, chỉ sợ sẽ gặp tai họa ngập đầu. Năm người một bên thối lui, một bên vậy tản ra thần hồn chú ý chung quanh tình hình. Ngay tại bọn họ hết tốc lực chạy trốn đồng thời, Chu Thiên Khánh nhưng là chân mày đột ngột khều một cái, hắn nhận ra được hiểu rõ đạo mạnh mẽ thần thức chập chờn từ phương hướng bất đồng tập kích tới, mặc dù ẩn núp, nhưng hắn vẫn là phát hiện. Bình bịch bịch, tiếp liền mấy tiếng giống như đá vụn rơi xuống đất tiếng rên, nhỏ không thể ngửi nổi, nhưng ngay sau đó, lại là có mấy đạo thần hồn hơi thở biến mất, Chu Thiên Khánh biết, lại có không ít người bỏ mình. Không cần quản cố những phế vật này, Chu Thiên Khánh quát lạnh một tiếng. Sẽ không để ý đám này ở hắn trong mắt xem ra, nhỏ như con kiến hôi tán tu, mấy người tăng thêm tốc độ về phía trước bay vùn vụt, rất nhanh chính là biến mất ở mờ mịt chân trời. Mà ở Chu Thiên Khánh các người sau khi rời đi nháy mắt tức thì, tràn đầy bích lục đồng bằng trung ương, một cái áo bào đen nam tử dựng thân nhìn xa, thần sắc lạnh như băng nhìn Chu Thiên Khánh mấy người trốn tới phương hướng, thanh gió mạnh thổi phất lúc đó, giống như cách một đời, hắn thân hình cũng là theo hư không vặn vẹo tan rã đi. Ngàn ngoài vạn giảm, mặt trời lặn mười phần, ánh mặt trời lặn như máu vậy che lồng màn trời. Hết thảy cũng lộ vẻ được như vậy yên tĩnh. Lão đại, trận pháp kia lực lượng mười phần quỷ dị, tiếp xúc tức chết. Trúc Thiên trầm giọng nói, lúc trước rút lui lúc đó, hắn từng chính mắt thấy mấy tên tán tu bị kẹt, vậy mong mỏng màn sáng bao phủ hạ, vô số máu tươi phun ra hư không, rồi sau đó quay về khư. Kỳ quái, ta vì sao luôn có một loại cảm giác? Có người đang ngó chừng chúng ta. Chu Thiên Khánh không có để ý Trúc Thiên giải thích, ngược lại là nhẹ giọng nỉ non, luôn luôn ngẩng đầu nhìn về hư không đảo mắt nhìn, có thể lại không có bất kỳ thu hoạch, chẳng lẽ là mình cảm giác xảy ra vấn đề. Trực giác của hắn, gần đây sẽ không có sai lệch mới được. Ngay tại Chu Thiên Khánh thu hồi ánh mắt quang, nhìn về bên người bốn người trong nháy mắt, hư không một góc, thoáng qua một chút rung động. Một đạo quỷ dị bóng người vô căn cứ hiện ra, nhìn chăm chú phía dưới mấy người, xem kỳ thần hình dáng, chính là mới vừa rồi âm thầm đuổi theo Chu Thiên Khánh mấy người áo bào đen nam tử. Hắn hai tròng mắt thâm thúy vô cùng, tựa hồ có thể xuyên thủng thiên địa đổ nghịch luân hồi, hắn ánh mắt, nhìn xuyên liền hư không, nhìn về phía Chu Thiên Khánh các người chỗ ở vị trí. Mà giờ khắc này Chu Thiên Khánh, nhưng là cũng không biết. Chúng ta cần một ít tình báo, quá bị động, cái này cổ huyền bí cảnh truyền thừa khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì? Cũng không có tự biết được. Chu Thiên Khánh nhìn một chút bốn phía hết thảy, thậm chí bọn họ ở địa phương nào, đều là không biết được, hắn trầm tư chốc lát, rốt cục thì làm ra quyết định. Các ngươi bốn người chia hai đội, ta đơn độc tổ một, Trúc Thiên và Liễu Hy tổ một, Côn Luân và Huyền Giác tổ một, mỗi người thu góp tin tức, mặt trời lặn ở chỗ này hội họp. Lão đại, mấy người còn muốn nói gì, Chu Thiên Khánh nhưng là khoát tay ngăn lại, không sao, cũng không phải là tử chiến. Hơn nữa, các ngươi thực lực ở nơi này trong bí cảnh, hiếm có địch thủ, chú ý làm việc là được. Lão đại yên tâm đi, coi như trận pháp kia lại quỷ dị vậy không làm khó được chúng ta. Trúc Thiên vỗ ngực bảo đảm nói. Hết thảy chú ý. Chu Thiên Khánh nói xong, thân hình đột nhiên phù diêu lên, giống như quỷ mị vô hình, ngay chớp mắt, cũng đã cướp hướng hư không một góc, ngay sau đó mũi chân nhẹ một chút, hóa thành lau một cái lưu quang biến mất không gặp. Đi. Trúc Thiên, chúng ta vậy lên đường. Liễu Hy các người ba người thấy vậy, cũng là rối rít triển động thân hình, hóa thành một đạo lưu quang tại chỗ biến mất. Ngay tại bọn họ biến mất không lâu sau, ở nơi này rừng rậm một bên kia, xanh thẳm trong mắt Đinh Nguyệt như mang đám người vẹt ra sương mù dày đặc, dậm chân tới. Mọi người đi theo ta đi, quỷ dị kia trận pháp mặc dù không cách nào phá giải, nhưng ta có thể đi vòng nó. Đinh Nguyệt như hướng về phía thái thần các người ngưng trọng nói. Đoạn đường này tới, may mà nàng thủ đoạn, mới có thể thành thạo đi xuyên qua cái này nhìn như tiên cảnh, thực thì dòng nước ngầm tuôn ra nơi hung hiểm. Ninh Nguyệt như nhìn như thon nhỏ hình dáng, nhưng ở cái này trong bí cảnh, nàng nhưng là có không cách nào địch nổi lực uy hiếp, cho dù là Chu Thiên Khánh các người, vậy tuyệt không dám khinh thường tại nàng. Huyễn cửa, đây là một cái làm được cả tòa thái thượng thế giới thế lực cũng kính nhi viễn chi thế lực, coi như vạn khư đều phải cho mấy phần mặt mũi. Có lẽ, lần này, là chúng ta trước tìm được cổ huyền tôn chủ táng thân mộ. Ninh Nguyệt như vỗ vỗ tay nhỏ bé, nhìn trước mắt cách đó không xa, tòa kia khảm ở trong núi rừng cổ xưa cửa, nhẹ giọng nói. Nàng tiếng nói rơi xuống,
Mọi người đều là gật đầu một cái, Chu Uyên và Tiểu Kỳ Lân trong ánh mắt mang theo mấy phần vẻ nóng như lửa. Đi thôi, đi vào trước xem nói sau. Giang Mị Âm, Thái Thần cùng nhìn một mắt Đinh Nguyệt Như, ngay sau đó cũng là nhẹ giọng nói. Tiểu Kỳ Lân nghe lời ấy, thân hình dẫn đầu lộ ra, thẳng đập mặc cự thạch kia đắp phong cách cổ xưa cửa đá. Mấy cái ngay hoảng hốt, không thấy bóng dáng. Nơi này, rất có thể chính là cổ huyền tôn chủ táng thân mộ. Đám người cũng là đi vào theo. Cổ môn bên trong trống rỗng, thứ gì cũng không có, Thái Thần các người vậy không quá mức để ý, chỉ có thận trọng đi về phía trước. Bỗng nhiên lúc này, bọn họ cảm giác được một cổ cực kỳ sát khí nồng nặc từ trước phương truyền tới. Có đồ, hình như là, thi khí. Hơi thở này mười phần cổ quái. Mọi người hô hấp ngay tức thì đọng lại, bọn họ sắc mặt vậy trở nên khó coi, ở chỗ này, cơ hồ toàn thân tu vi đều bị áp chế, mười không tích chữ một. Nơi này, đã có người nhanh chân giành trước. Ninh Nguyệt Như sắc mặt tái xanh, ở nơi này lớn như vậy bên trong không gian, hết thảy cơ hồ u ám không thể gặp, không có nghĩ xem bên trong trí bảo phân đưa, truyền thừa đợi lấy giống. Thậm chí liền đầu óc nguy nga lộng lẫy cảnh, đều là chưa từng có phân nửa. Hòa thoát thoát ngay ngắn một cái tòa lậu phòng, chỉ có một hơi phun trào ra nhàn nhạt hắc ám khí tức quan tài có thụ trạng, nghiêng ở một bên. Đó không phải là thi khí, là không không thời không hắc ám lực lượng, nơi này sợ rằng đã sớm gặp cướp, trong chúng ta kế. Thái Thần ánh mắt tới giữa thoáng qua một chút bất an, vội vàng lớn tiếng gọi đám người rút lui. Mau lui lại! Giang Mị Âm cũng là một hồi sợ hãi, nhưng ngay tại nàng mới vừa bước ra một bước lúc đó, nàng đột nhiên phát hiện mình thân thể lại không nhúc nhích được. Chuyện gì xảy ra? Giang Mị Âm sắc mặt khó chịu, nàng cảm giác được mình thân thể tựa như rơi vào bùn sình ao đầm bên trong vậy. Đây là tình huống gì? Không biết. Mọi người đều là lắc đầu một cái, nhưng ngay vào lúc này, bọn họ thấy Đinh Nguyệt Như thân hình đã là tán làm một đoàn tinh mang tán loạn không gặp. Chỉ còn lại mấy người bọn hắn đứng cô đơn ở tại chỗ. Nàng làm sao sẽ chạy so với ta còn nhanh? Tiểu Kỳ Lân sửng sốt một chút, trong tròng mắt tràn đầy nghi ngờ, nhưng vào lúc này, mọi người bên tai vang lên Đinh Nguyệt Như dặn dò. Nơi này đích xác là cổ huyền tôn chủ táng thân mộ không thể nghi ngờ, nhưng lại sinh biến cố, ta chân thân đang chạy tới, các ngươi không muốn dị động, đã quấy rầy vậy phong ấn xuống ma vật. Thái Thần nghe vậy, trong mắt đông lại một cái. Chẳng lẽ vậy quan bên trong, có phong ấn? Cổ huyền tôn chủ nếu đã bỏ mình, như vậy hắn thi thể không có ở đây quan bên trong, lại ở nơi nào? Liền huyễn cửa đều là bị bọn họ thủ đoạn mông lừa rồi, muốn đến cái này người sau lưng ý đồ rất rộng, nếu không phải đặc biệt nhằm vào chúng ta mấy người, tánh mạng tạm thời không cần lo lắng. Giang Mị Âm tỏ ý mấy người an tâm một chút chứa nóng, cũng là quay đầu nhìn về vậy một hơi phun trào ra hắc ám khí tức không quan. Thật lâu không nói. Tại sao có thể như vậy? Một chỗ khác rừng rậm bờ bên kia, Đinh Nguyệt Như thân hình trôi giạt lướt qua, hướng nàng trong ký ức vậy phiến cửa đá lao tới đi, cổ huyền bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao không không thời không hắc ám khí tức sẽ ở hắn quan tài bên trong phun trào. Hơi thở kia, tuyệt đối sẽ không sai. Cổ huyền tôn chủ lấy mộ trấn áp hắc ám, lấy ngày xưa đế thân là người làm mai, phía dưới kia rốt cuộc phòng ấn cái gì? Nếu như hắn đế thân không có ở đây quan bên trong, như vậy lại ở nơi nào, vậy liền thuyết minh, có lẽ vậy ma vật đã chạy khỏi. Ninh Nguyệt Như vừa nghĩ tới này, sống lưng đều có chút lạnh cả người. À, tê tâm liệt phế tiếng gào truyền tới, giọng nữ kia, mười phần thê lương. Một cổ kịch liệt chập chờn ngay tức thì cuốn tới, đem chạy đường Ninh Nguyệt Như thon nhỏ thân hình cuốn bay, đập vào một bụi cổ thụ chọc trời trước. Phịch, tê. Xem ra trở về thật tốt tu luyện một tí tự thân cảnh giới mới là, không thể chuyên chú ảo thuật, ta thân thể này lại mấy cái nữa, nên sống sờ bị chia rẽ. Ngay tại nàng phải tiếp tục lên đường để gặp, một cổ thi thể xuất hiện ở trước mắt, Đinh Nguyệt Như thấy vậy đỏ thấm phân bố, hơi ấm còn dư lại thượng tồn mặt, diễn cảm ngưng trọng. Là nàng, lại là đi theo ở Chu Thiên Khánh bên người vậy mấy đại cao thủ bên trong, duy nhất phái nữ, Liễu Hy. Đáng ghét. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ninh Nguyệt Như nhìn một chút Thái Thần các người bị kẹt phương hướng, lại là nhìn về một bên kia, thần sắc nhất thời trầm xuống. Cùng lúc đó, một chỗ khác, Trúc Thiên bên này. Ho! Từng ngụm máu tươi từ Trúc Thiên khóe miệng cuồng trào vượt quá, trước đây không lâu,
hắn hợp tác Liễu Hy, bị thần bí nhân này chém chết. 3.000 viêm động. Trúc Thiên một tiếng quát chói tai, phun ra máu tươi nháy mắt tức thì tránh tốc long lanh trong suốt ánh sáng, còn sót lại một cánh tay vung động quả đấm, bắn tung tóe kích động bể tan tành hư không tàn phiến, tựa như vậy nướng mãnh liệt một quyền, muốn tạc xuyên thiên địa. Phịch. Nhất kích chính giữa vậy người đàn ông áo bào đen ngực, đầy trời lộ ra dị tượng nháy mắt tức thì tiêu trừ vô hình, thời gian bay ngược, đầy trời sấm sét tắt ánh sáng, bể tan tành không gian lại nữa hiện ra. Đủ để đánh thủng thiên địa một quyền nện ở người đàn ông áo bào đen ngực, giống như là bao cát đánh vào đất cát bên trong. Người rốt cuộc là quái vật gì? Trúc Thiên gào thét, trước mặt áo bào đen nam tử, dựng thân giữa trời đất đều không từng có chút nào hơi thở hiển lộ, cùng hắn và Liễu Hy kịch chiến bắt đầu đến nay, liền võ đạo đều là chưa từng thi triển. Bằng vào cứng rắn vô cùng thân xác, đem hắn hai người miễn cưỡng đánh bể. Bát hoang màn trời, đoạn không. Ngay tại Trúc Thiên sắp bỏ mình để gặp, truyền tới quen thuộc tiếng quát, làm hắn thần hồn run lên. Lão đại, cứu ta! Trúc Thiên giống như là bắt đến một cái phao cứu mạng cuối cùng, giống to. Chu Thiên Khánh tới, ở hắn sau lưng, giống nhau có một tòa vô biên thế giới nhỏ ở diễn hóa, hư không đồ mô màn trời đại thế, cuốn lên sát ý. Đó là Chu Thiên Khánh chí bảo, bát hoang thiên đồ, cùng diệp thần võ đạo luân hồi đồ vậy, bất quá hắn bảo bối này. Chính là chủ sinh sát phạt đồ sắc bén. Màn trời cuốn lên đầy trời cát vàng, giống như trong tranh tuyệt cảnh dáng thế, kèm theo một cùng rơi xuống sát phạt đại thế, bao phủ nơi đây. Loáng thoáng có thể thấy, Chu Thiên Khánh thân ở trong đó, giống như thế giới chủ, trưởng làm thịt vạn linh. Có người đang kịch đấu. Là Chu Thiên Khánh. Cùng hắn giao thủ người là ai, có bản lĩnh như vậy? Chẳng lẽ là Đế Tôn Ngọc đánh trở lại? Nhìn không rõ lắm, là cái người áo bào đen. Như vậy thanh thế hạo chiến đấu lớn, ngay tức thì đưa tới vô số võ giả nhìn chăm chú, ở nơi này người người tự nguy để gặp, liền cường đại nhất Chu Thiên Khánh đều là ra tay. Đó là Trúc Thiên, bị người đánh bể thân thể. Lại là không ít người chú ý tới, một mực đi theo ở Chu Thiên Khánh bên người mấy lớn cao thủ trẻ tuổi một trong Trúc Thiên, trọng thương cơ hồ bỏ mình. Oanh! Hắc bào nhân thần bí động tác sạch sẽ lưu loát. Một quyền lại một quyền tiếp liền ra tay, bằng vào thân thể mạnh mẽ lực, giết hướng Chu Thiên Khánh. Phá! Chu Thiên Khánh hét lớn một tiếng, ở bên người hắn, hư không sụp đổ, bát hoang thiên đồ diễn hóa thế giới nhỏ cảnh vậy đang không ngừng tiêu vẫn, thương khung lóe lên ảm đạm ánh sáng, mắt xem thì phải nổ tung. Thế giới tựa như đều ở đây trong một cái chớp mắt này bị đánh xuyên, Chu Thiên Khánh thần sắc âm trầm, giữa trán mồ hôi hột không ngừng tuột xuống. Oanh! Ngay tại lúc này, treo ngược tinh hải như nước lũ vậy chút xuống bỏ ra, giống như 9 tầng trời ngân hà mang theo vô tận cuồn cuộn giết mang rơi vào trần thế, phải đem vậy hắc bào nhân thần bí hoàn toàn chìm ngập. Người áo bào đen ảnh cùng 9 tầng trời làm so, như là muối bỏ biển, mờ mịt vô hình. Bỏ mặc ngươi là quái vật gì, cùng ta Chu Thiên Khánh đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Trên hư không Chu Thiên Khánh thanh âm rét lạnh thấu xương, lăng liệt sát ý không che giấu chút nào. Hắc bào nhân thần bí từ đầu đến cuối đều không từng lấy ra thân hình, thuận tay đem thật cao khơi mào Trúc Thiên giống như là ném rác dưới vậy tiện tay hất ra, hắn hai tay thua lập, lạnh như băng thâm thúy con ngươi nhìn thẳng trên 9 tầng trời Chu Thiên Khánh. Keng! Người áo bào đen chưa từng lời nói, ngay tức thì mở mắt ra mâu, u ám hơi thở ngay tức thì kích động, đem hư không tầng tầng vỡ nát. Lão đại! Nỏ hết đà Trúc Thiên muốn tham chiến, lão đảo đứng dậy nhưng là bị hai người ngăn lại. Côn Luân, Huyền Giác, các ngươi. Trúc Thiên lúc này mới nhìn rõ ràng hai người, chính là lúc trước bị Chu Thiên Khánh phân đến một tổ khác Côn Luân cùng Huyền Giác, hiển nhiên người sau tương đối may mắn, chưa từng gặp gỡ tập sát. Tầng thứ này chiến đấu, chúng ta không xen tay vào được. Huyền Giác nhìn về trên hư không kịch chiến Chu Thiên Khánh, nhẹ giọng lắc đầu, nhấn lòng như lửa đốt Trúc Thiên, bọn họ dĩ nhiên có thể nhìn ra, vậy địch thủ chỗ cổ quái. Tên kia, càng giống như là một cái người chết. Trúc Thiên ánh mắt bên trong thoáng qua mấy phần sợ hãi, đến nay hắn cũng không quên được Liễu Hy bị chém chết trước, hướng hắn cầu viện không cam lòng một màn. Người chết. Huyền Giác và Côn Luân hai mắt nhìn nhau một cái. Không sai, hắn chỉ là ở dựa vào bản năng chiến đấu, không có chút nào thần trí cùng ý thức. Nhất định có người đang thao túng hắn, chúng ta được tìm được vậy người giật dây. Trúc Thiên vọng hướng hai người,
trầm giọng nói. Xích, thiên địa xa vào trong nháy mắt, bát hoang thiên đồ văng tung tóe thế giới mảnh vỡ, ngưng tụ thành một chuôi thiên kiếm, muốn chém hắc bảo nhân đầu lâu. Chỉ bằng một cái chết đi tiên đế thân, vậy mưu toan ở nơi này cổ huyền bí cảnh bên trong ngất trời. Chu Thiên Khánh thần sắc bừng bừng, bằng hắn kiến thức lịch duyệt, lại làm sao có thể thức không phá cái này bên trong đầu mối. Cùng lúc đó, hắc bào nhân thân hình lướt qua, một quyền lần nữa hướng Chu Thiên Khánh đập tới, phải lấy lực vượt 10.000 pháp. Không biết tự lượng sức mình. Chu Thiên Khánh hừ lạnh một tiếng, treo ở đỉnh đầu thiên kiếm thẳng chém xuống, cắt ra vạn trượng hư không cấm chế vô số, quang vũ lần vẩy chư thiên. Kinh khủng kiếm cương lượn lờ kích động, đem hắc bào nhân cánh tay trái miễn cưỡng chém ra một đạo hai tấc dài lỗ hồng. Đây cũng là đỉnh cấp tiên đế thân thể mạnh mẽ sao? Chu Thiên Khánh tự lẩm bẩm, hắn một kiếm này liền thái thượng thế giới một vực cũng có thể chém gãy, nhưng chỉ là phá vỡ đối phương phòng ngự mà thôi. Phốc, màu đen máu bắn tung văng lên, hắc bào nhân chỗ vết thương, dâng lên một chút bóng tối sáng bóng. Ừ, không tốt, mau lui lại. Chu Thiên Khánh thần sắc ngay tức thì đổi được dữ tợn, hắn quay đầu hướng sau lưng vô số võ giả gào thét hét lớn. Đó là, không không thời không hắc ám lực lượng, làm sao có thể. Trúc Thiên các người thời gian đầu tiên nghe tiếng, nháy mắt tức thì sắc mặt chính là tái mét, thì phải tê liệt ngã xuống đất. Vô số võ giả vành mắt sắp nứt, rối rít hướng ngoài bầu trời nhảy lên đi. Chỉ có chút không rõ cho nên tán tu, không nghĩ ra ngây tại chỗ. Suy, một chút bóng tối lực lượng vào cơ thể, không ít người biến sắc tại chỗ, sinh mạng đang không ngừng biến mất, ánh mắt dần dần đổi được hung ác. Vèo. Như trụ vậy hắc mang hướng Chu Thiên Khánh giết tới, trong chớp mắt chính là xuyên thủng hắn thân thể. Lão đại, Côn Luân các người đều là khiếp sợ, Chu Thiên Khánh trúng chiêu. Trên hư không, Chu Thiên Khánh thân thể hơi run rẩy, vậy bóng tối lực lượng đã đánh vào trong cơ thể hắn, đơn giản bị thương ngoài da, vết thương lỗ máu nhưng thì không cách nào ngưng chỉ, rỉ ra từng tia bốc lên hắc vụ. Chu Thiên Khánh thân thể dần dần đổi được ảm đạm, nguyên bản nướng mãnh liệt ánh sáng ở tắt. Chán tới giữa, cũng là thoáng qua một chút sát khí. Chu Thiên Khánh xương cốt toàn thân tí tách nóng nảy vang không ngừng, cưỡng ép bước ra trong cơ thể một món hắc ám khí tức, dừng lại mình hoàn toàn rơi vào bóng tối tình huống xuất hiện. Nhưng cử động này, vậy tổn thương mình trong cơ thể không thiếu kinh mạch, sắc mặt hắn không ngừng biến ảo, đỏ ửng, u ám, trắng bệch. Các ngươi đi trước, đến lúc trước nói điểm tập hợp hội họp. Chu Thiên Khánh chậm rãi đứng dậy. Quét sau lưng ba người một mắt, xem Trúc Thiên thương thế, nói chung cũng là rõ ràng liền Liễu Hy đã xảy ra chuyện. Lão đại, ta không đi. Lão đại, chúng ta cũng không đi. Ba người hốc mắt một đỏ, thề phải lưu lại cùng hắn sóng vai tác chiến. Chu Thiên Khánh lớn tiếng quát lên, hồ đồ. Đây là mệnh lệnh, cút xa một chút cho ta. Cổ lực lượng này, không phải các ngươi có thể ứng đối, dính hẳn phải chết, cho ta còn sống. Chu Thiên Khánh đứng dậy, nhìn người áo bào đen không nhúc nhích như trung thân hình, ta có thể sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống. Giết! Một tiếng quát lên, Chu Thiên Khánh khí động sơn hà, lần nữa giết hướng hắc bào nhân thần bí. Oanh! Lưng đeo bát hoang thiên đồ, Chu Thiên Khánh ngước mắt gian ngân hà trỗi lên, mang giữa trưởng càn khôn khép mở, một sóng tiếp liền một sóng đạo âm kích động hư không, trong chiến trường tim, hỗn độn mông lung, chỉ là mơ hồ có thể gặp hai bóng người vặn đánh nhau. Sống chết giao uống. Các ngươi ba cái, theo ta tới. Chu Thiên Khánh có thể cũng không phải là dòng thế hệ, không có việc gì, dưới mắt chúng ta tất cả người phải chung nhau ngăn địch. Thời khắc mấu chốt, Đinh Nguyệt như thanh âm ở Trúc Thiên ba người bên tai vang lên. Cùng lúc đó, Diệp Thần tự nhiên không biết những người khác gặp gỡ. Hắn bây giờ cũng vừa mới thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Trong không khí khắp nơi đều là tràn đầy hưu quạnh cùng hơi thở tử vong, mờ mịt hư không cũng khó phân biệt ánh sáng, đưa tay không thấy được năm ngón, mông lung hắc ám từ trên mà đè xuống, vô số sinh linh đê mê, muôn vàn linh thực sắp chết. Võ đạo luân hồi đồ bên trong, giống như là yên lặng vạn cổ một tòa lăng mộ. Ừ, cũng là thời điểm hồi sinh sức sống. Đỉnh núi bóng đen thấp giọng khẽ nói, không gặp dung mạo hình dáng nhưng là 10 phần nhân tính hóa làm một quay đầu tư thế. Nhìn về một bên Diệp Thần. Hô! Mấy hơi thở sau đó, Diệp Thần tiếng hít thở vang vọng ở cái này yên tĩnh lại thâm thúy trong thế giới,
theo hắn tiết tấu, chỗ tòa này nguyên bản suy bại thế giới vậy đang không ngừng tỉnh lại. Nguyên bản yên tĩnh hoàn toàn vẫn diệt sinh linh lại lần nữa tỏa sáng sức sống, thốt nhiên nhảy vút dài, trăm mét lớn cây lớn chọc trời đứng lên, liền liền nguyên bản khô héo cỏ dại, đều là căn căn bền bỉ, cắm rễ lòng đất. Oanh! Ánh sáng nhàn nhạt mang giống như là một hạt giống vậy nảy mầm nảy sinh, màu mực ánh sáng cho người một loại mười phần thấu lượng khiếp người cảm, tùy thời sẽ phun mỏng vậy. Người tỉnh! Bóng đen nhìn mở ra hai tròng mắt ngửa mặt trông lên hư không Diệp Thần, nhẹ giọng nói. Diệp Thần ngẩn ra, thần sắc cổ quái. Ta rõ ràng ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì. Bóng đen thấy Diệp Thần im lặng không lên tiếng, lần nữa mở miệng nói. Diệp Thần lần này, liếc mắt nhìn về vậy một đoàn hắc vụ ngưng tụ thành bóng người, nhẹ giọng mở miệng đáp lại. Chết liền điều này tìm đi, phòng ấn đã lần nữa vững chắc, trừ phi ta chết. Nơi này hắc ám lực sẽ không lại trào hướng ngoại giới. Bằng ngươi lực lượng, còn giết không chết ta. Diệp Thần tùy thời chuẩn bị vận dụng luân hồi thiên kiếm và luân hồi huyết mạch, bị Vô Thiên và Lý Tuyệt Vân phát hiện thì như thế nào? Ha ha ha, ta là giết không chết ngươi. Bóng đen lại là lần đầu tiên lộ ra nụ cười, nói tiếp, có thể ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào rời khỏi nơi này, trừ phi ngươi chịu đánh vỡ mình thế giới nhỏ rời đi. Cái này võ đạo luân hồi đồ nhận ngươi làm chủ, một khi bể tan tành, ngươi vậy không sống nổi. Như thế nào? Không bằng ngươi ta liên thủ, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, ngươi biết thế giới này phong ấn, ta giúp ngươi hoàn toàn nắm trong tay cái này đến từ không không thời không lực lượng, nói không chừng hai người chúng ta, ngày sau cũng có thể quân lâm cái này đại thế. Bóng đen định lôi kéo Diệp Thần, cũng là tuần tuần dụ dỗ nói. Ngươi không giết được ta. Ta cũng cầm ngươi không có biện pháp, đây không phải là trời cao chú định cao nhất đồng bọn sao. Huống chi, ngươi khí vận vô địch, lá bài tẩy rất nhiều. Đối mặt bóng đen câu câu lôi kéo, Diệp Thần mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói. Ai nói ta không giết được ngươi? Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, đi đôi với cuồn cuộn hung quang ở sau lưng hắn phun trào, lực lượng kia mười phần quỷ dị, nhưng là không giống không không thời không hắc ám khí tức. Tổ quan! Bóng đen thấy vậy, rõ ràng một lần, giọng vậy hơi có vẻ cứng ngắc. Một hơi màu đậm đồng quan bản thân cỡ đó, Diệp Thần chậm rãi nâng lên cánh tay, nhẹ nhàng đè ở tổ quan nắp quan tài bên trên. Nghe năm xưa tịch thần tiền bối sở dĩ xưng bá một cái thời đại, dựa vào chính là độc nhất hoang vu quy luật. Hôm nay lực lượng này ngay tại trước mắt của ngươi, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đem ngươi xóa bỏ. Diệp Thần sững sốt cười một tiếng. Lực lượng kia có thể kể cả người ta, võ đạo luân hồi đồ, đem chỗ tòa này thế giới, cùng rút sạch, hóa là hoang vu. Bóng đen nghe vậy, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, trầm giọng nói, ngươi không muốn sống nữa. Nhưng mà, đáp lại hắn nhưng là đột nhiên lãnh đạm, bình tĩnh trong mắt. Giống như là một người chết giống vậy không thèm chú ý đến trước hết thảy trước mắt, khinh thường thà nhập bọn, cũng không đem coi vào đâu. Hắn tay phải nhẹ nhàng cua múa, đồng quan phát ra nặng nề đại lộ âm. Nếu ngươi biết tổ quan, muốn đến cũng không phải cái gì hạng người vô danh, không ngại nói cho ta, ẩn núp ở nơi này cổ huyền bí cảnh bên trong, rốt cuộc có ý đồ gì? Nếu không, bóng đen thẳng tắp nhìn Diệp Thần, giọng uy nghiêm nói, người đây là đang uy hiếp ta. Keng! Một tiếng nổ vang, thiên địa ngay tức thì yên lặng, Diệp Thần trong thế giới nhỏ, núi biển kiết chỉ. Một đạo thần hồng thấu dậy, chiếu sáng thánh đồ. Nhất thức, uyên hồng. Bóng đen ngay tức thì khiếp sợ, khí được tức miệng mắng to, thằng nhóc con ngươi dám, một lần nữa, ta cũng không giữ được ngươi. Trên hư không Diệp Thần trong mắt kiên quyết ý sâu hơn, hắn hai tay khép mở, mấy trưởng tiếp liền hoành kích hư không, từng đạo phù văn thần bí không ngừng lóe lên lên, đan vào một chỗ, tạo thành kiên cố bình phong che chở, ngăn cách khí cơ. Oanh! Võ đạo luân hồi đồ bên trong, tràn ngập hắc ám lực nổi điên vậy sao động dâng lên, tựa hồ cảm nhận được liền bất an sâu đậm, muốn hủy diệt. Xí, thằng nhóc con, nhanh chóng cho lão tử dừng tay, ta là cổ huyền tôn chủ. Bóng đen gấp bể đầu sứt chán, lúc trước bộ kia cao cao tại thượng tư thái tẫn tán, hắn dĩ nhiên là có thể nhìn ra, Diệp Thần dự định động thật. Ở nơi này võ đạo luân hồi đồ bên trong, Diệp Thần mới là cái tiểu thế giới này chủ nhân. Hắn có thể thao túng dễ dàng trước cái thế giới này vận chuyển quy luật. Ha ha, có lẽ ngươi đã từng là cổ huyền tôn chủ,
nhưng là bây giờ ngươi, đã mất đi nhất đồ trọng yếu. Có lẽ ngươi đã từng bảo vệ qua thế giới hiện thật, có lẽ ngươi ngược dòng qua nham thần thiên tôn, nhưng rơi vào bóng tối ngươi, vẫn là sớm đi yên nghỉ đi, đã từng là vị kia, như cũ sống ở muôn vàn võ giả trong lòng. Không, ta thật sự là cổ huyền tôn chủ, thằng nhóc thúi, ta không dấn thân vào hắc ám, ta cũng không từng lau đi thần trí, cái này là khảo nghiệm đối với ngươi. Cổ huyền tôn chủ vội vàng phản bác, lời của hắn không rơi, diệp thần võ đạo luân hồi đồ bên trong liền truyền tới một cổ cực kỳ kinh khủng chập chờn, từng đạo quỷ dị phù văn giống như sấm sét hóa thành du long ở bôn tẩu, đạo đạo huyền diệu đại thế phun trào, võ đạo luân hồi đồ hư ảnh đổi được bộc phát rõ ràng. Không lâu lắm, bắt đầu xuất hiện loang lổ vết rách, một khi hắn tự bạo võ đạo luân hồi đồ, cái thế giới này nơi có sinh linh cũng sẽ hoàn toàn tiêu vẫn, hắc ám lực đem sẽ lần nữa tàn phá lan tràn. Hắn muốn vận dụng hoang vu phép tắc lực lượng, đem cả tòa cổ huyền bí cảnh toàn bộ chiếm đoạt. Thằng nhóc ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, cho dù là phối hợp xông vào cái này cổ huyền bí cảnh muôn vàn võ giả tánh mạng cũng không sao. Bọn họ nhưng mà vô tội. Cổ huyền tôn chủ hét lớn một tiếng, nhưng là chỉ nghe văn âm thầm thanh âm lăng liệt, tựa như địa ngục ma thần vậy vang lên. Vậy thì như thế nào? Thế giới hiện thật người bất kỳ đều không sợ tử vong. Không sợ không không. Đây không phải là diệp thần thanh âm, mà là đế tôn ngọc thanh âm. Xem ra ta thái thượng, như cũ khí phách dư âm, ha ha ha. Cổ huyền tôn chủ giọng bên trong thêm mấy phần vui vẻ yên tâm, trước mắt cái này hai người, ở hắn cổ huyền bí cảnh mở mấy lần tới nay, là hắn thấy hy vọng cuối cùng. Ở chỗ này trước, cổ huyền bí cảnh không thiếu thiên tư ngang dọc hạng người tới tìm truyền thừa, khao khát lấy được vậy vạn cổ trước tiên đế lực lượng, trấn áp chư thiên. Đã từng người người hứa lời thề so thiên khoát, nhưng chân chính đối mặt cái này hắc ám lực tới tạm thời, nhưng là không nghi ngờ chút nào, làm con rùa đen rút đầu. Võ đạo luân hồi đồ hư ảnh, so với lúc đầu lớn rất nhiều lần, nó phía trên lưu chuyển thế giới lực so với trước đó mãnh liệt không chỉ gấp mấy lần, đế tôn ngọc căn nguyên cũng bị hấp thu, thương khung hiện lên nhàn nhạt tự ý. Giống như là bị không ngừng rót vào lực lượng, tùy thời sẽ nứt ra quả banh ra vậy. Ta cũng muốn xem, năm xưa tịch thần đại nhân chân chính truyền thừa, hoang vu chi lực. Mặc dù xem thằng nhóc người rất khó chịu, nhưng cuối cùng cái này giây phút, có thể có cái đủ cách chôn theo, ngược lại cũng không việc gì tiếc nuối. Đế tôn ngọc cười lớn một tiếng, lượn lờ thân mình một đạo tím tức căn nguyên dung nhập vào hư không, hắn sắc mặt dần dần tái nhợt, cho dù dấn thân vào liền hắc ám, cũng phải ở chỗ này, hoàn toàn trấn áp rối loạn ngọn nguồn. Ngược lại là ta, khinh thường đế thị. Diệp thần giờ phút này cũng là sắc mặt đỏ ửng, vậy sắp vỡ nát thế giới, vậy đại biểu sắp hoàn toàn bể tan tành tiêu vẫn hắn, tổ quan hoành ở bên người, vậy sao động lực lượng ông minh, tùy thời sẽ phá quan ra. Bất quá, người như vậy ưu tú gia hỏa lúc này chết, đế thị hao phí vạn cổ máu tươi đào tạo thiên tài trôi theo dòng nước, quái đáng tiếc. Hoang vu chi lực một khi giật tán, nơi đây không người nào có thể chạy trốn, lúc trước chỉ là một phần. Liền thiếu chút nữa làm được Chu Thiên Khánh các người đồng loạt bỏ mình, hôm nay cung bắn mũi tên không quay đầu lại, bọn họ trong lúc nói cười tiếng gió. Đế nhà, có đại ca ta ở đây, cho dù là không không lúc nào không lại đến, vậy như cũ sẽ là vậy Chư Thiên trên chiến trường nhất nhìn chăm chú thần tộc, hắn ắt sẽ vượt qua tổ tiên. Đế Tôn Ngọc cười chúm chím trả lời, nói xong, xoay người nhìn về vậy tự thành cổ huyền tôn chủ bóng đen. Còn như ngươi, cổ huyền tôn chủ. Diệp thần cùng đế tôn ngọc đều là chân mày cao lại, khinh thường nhìn phía dưới tức giận bóng người, muốn lừa gạt bọn họ hai người, đoạn không khả năng. Lại không nói ngươi tên này có phải hay không cổ huyền tôn chủ, cho dù thật là, hôm nay cũng phải chém ngươi. Cái này hắc ám lực, không thể tích chữ đời. Diệp thần trong mắt đông lại một cái, trong cơ thể thế giới lực phun trào, võ đạo luân hồi đồ ngay tức thì khuếch trương, nguyên phiến thiên thương khung hạ, cũng lóe lên vô tận sức mạnh to lớn. Ở hắn lưng sau đó, một tôn lớn vô cùng thế giới hư ảnh nổi lên, tản ra mênh mông uy nghiêm, nó hư ảnh như núi cao vậy to lớn, tựa như cả ngày đều bị che phủ, để cho cái này phiến hư không cũng làm run rẩy. Hết thảy sức sống ở hư ảnh kia ánh chiếu hạ chậm rãi trôi qua, liền liền Diệp thần cùng đế tôn ngọc vậy đều là cảm thấy như mộng như ảo, bọn họ ở trong bất tri bất giác, theo trước mắt ảo ảnh vậy ảo ảnh ở tiêu tán. Đó là, hoang vu chi lực. Dưới tuyệt cảnh. Thằng nhóc này lại là có thể dần dần nắm trong tay một chút hoang vu, cũng không phải là đến từ vậy tổ quan bên trong trấn áp vô chủ lực,
đây cũng tính là, cho vắng vẻ hằng ngươi lão đầu tử này một câu trả lời thỏa đáng rồi. Cổ Huyền Tôn chủ hóa thành bóng đen lần đầu tiên có kích động như vậy tâm trạng, đó là ức chế không dưới mừng như điên. Hết thảy các thứ này đều ở đây hắn tính toán bên trong, hắn muốn xem, dưới tuyệt cảnh hai người, có thể đi tới cái gì bước, hôm nay cục diện, là hắn muốn thấy nhất kết quả. Tốt lắm, chơi đùa kết thúc, chúng ta tới nói một chút tránh sự mà đi. Cổ Huyền Tôn chủ cười chúm chím đứng, tụ thủ quơ múa lúc đó, đầy trời tàn phá bừa bãi sức mạnh to lớn nháy mắt khắc gian sụp đổ tiêu trừ, xem là chân tránh ảo ảnh vậy, rủ xuống hạ màn trời lại không gặp. Hoang vu quy luật, hoàn toàn siêu thoát thực tế hiểu lực lượng. Ban đầu, tịch thần cũng chính là bằng vào cái này hoang vu chi lực, danh chấn thái thượng, bỏ mạng ở trong tay đỉnh cấp tiên đế cường giả, đều là không phải số ít, phải biết, mỗi một tôn tiên đế, đều là thông hiểu vạn cổ, trưởng duyên sinh diệt tồn tại. Bọn họ có lực lượng, đã sớm siêu thoát người hoặc thần phạm vi, tiên đế, bản thân chính là một loại ý chí. Nhưng là, hiện tại Diệp Thần lại có thể bằng dựa vào mình dẫn dắt ra hoang vu chi lực. Oanh! Theo Cổ Huyền Tôn chủ thi triển thủ đoạn, Diệp Thần và Đế Tôn Ngọc một màn trước mắt mà thay đổi, giống như là thời gian ở chảy ngược, nguyên phiến thế giới đang không ngừng khôi phục tỏa sáng vốn là sức sống. Chúng ta, ở nghịch thời gian, có thể trở lại quá khứ. Đế Tôn Ngọc cảm nhận được thời không trôi qua, mười phần khiếp sợ. Một bên Diệp Thần lại là rung động, hắn xoay người nhìn về mặt đất trên bóng đen, đầu óc bên trong lặp đi lặp lại vang trở lại mới vừa người trước. Chẳng lẽ, hắn thật là Cổ Huyền Tôn chủ? Ở trước mắt mình, là cùng Tịch Thần, Nham Thần Thiên Tôn, Cỏ Thần cùng một thời đại cường giả. T. Diệp Thần, Đế Tôn Ngọc hai người đều là ngay tức thì nghĩ tới điều gì? Hết thảy các thứ này chẳng lẽ đều là Cổ Huyền Tôn chủ khảo nghiệm? Ho. Theo một tiếng nhẹ ho, hai người lần nữa hoảng qua thần tới, thời không đã là chảy ngược như cảnh, lần nữa ngược dòng đến trên đỉnh núi. Ở võ đạo luân hồi đồ bên trong, ở hắn thế giới nhỏ bên trong, nghịch chuyển thời không. Mới vừa hết thảy, hắn lại là không có cảm giác nào, hoặc giả nói là, không có chút nào năng lực ngăn cản. Diệp Thần nhìn bốn phía, cũng là cau mày trầm tư. Hắn vậy không nghĩ ra, Cổ Huyền Tôn chủ rốt cuộc là làm sao làm được. Thằng nhóc, bây giờ biết ta Cổ Huyền Tôn chủ lợi hại đi, ta chính là Cổ Huyền bí cảnh ở giữa ngài chúa tể. Lúc trước bất quá là, hù dọa, ách, khảo nghiệm một chút các ngươi. Bóng đen cố làm thâm trầm, đang thi triển liền như vậy thủ đoạn nghịch thiên sau đó, hắn lần nữa nhìn về Diệp Thần cùng Đế Tôn Ngọc, dùng mạo chậm rãi hiện lên ở dũng động sâu màu đen mặt sương mù bên trên. Một cái xa lạ lão nhân ra. Ngươi thật sự là Cổ Huyền Tôn chủ. Đế Tôn Ngọc trong mắt cổ quái, mặc dù cái này cụ già ngăn cản bọn họ, nhìn như không có ác ý, nhưng trên mình vậy cổ xuất xứ từ hắc ám thâm uyên xuống hơi thở, nhưng là hiện ra hết không thể nghi ngờ. Hắn là Cổ Huyền Tôn chủ. Diệp Thần lúc này mới lên tiếng, lúc trước hắn đang cùng Chu Thiên Khánh đánh một trận lúc đó, thời khắc mấu chốt chính là cái cụ già này ức chế hoang vu chi lực lan tràn. Mới để cho đám người có một đường sinh cơ, trốn vào khác tạm thời không. Từ Đinh Nguyệt như dặn dò tới xem, cũng như này thủ đoạn nghịch thiên, ở hắn võ đạo luân hồi đồ bên trong ức chế thế giới lực bùng nổ, cũng chỉ có Cổ Huyền Tôn chủ tự mình. Cái thời đại kia đỉnh cấp tiên đế cường giả, là tuyệt không phải bọn hắn có thể hiểu tồn tại. Tiên bối, nếu có thể trở về tố, sao không đem chúng ta đưa về đến gặp phải vậy vực sâu trước khi thời không? Đế Tôn Ngọc vội vàng hỏi. Hiển nhiên mới có thể có thủ đoạn như vậy, vậy định có thể làm được, dẫu sao hắn nhưng mà mười phần chán ghét tự thân cái này cổ hơi thở. Mặc dù thu được lực lượng, nhưng là mình từ nhỏ bị dẫn nước ý thức hạ, nhất là bẩn thỉu tồn tại. Hắn dẫu có chết, không muốn xa vào. Diệp Thần nhưng lại yên lặng nhìn Cổ Huyền Tôn chủ, không nói tiếng nào. Thằng nhóc, ngươi chẳng lẽ liền không muốn nói gì? Cổ Huyền Tôn chủ nhìn về phía Diệp Thần, kỳ mong được đáp lại. Có thể thực tế một lần nữa nói cho hắn, Diệp Thần hiển nhiên đối bí mật này, không có hứng thú gì. Các ngươi lúc trước trải qua, cũng không phải là ảo ảnh, mà là chân chính tồn tại. Xác thực nói, hai người các ngươi là chân chính bị hắc ám lực ăn mòn, dấn thân vào hắc ám bên trong, ta nếu có thể ngưng chỉ thế giới nhỏ tự bạo, tự nhiên cũng có thể đưa các ngươi hồi đến lúc đó. Cổ Huyền Tôn chủ mở miệng nói, nhưng lựa chọn cơ hội chỉ có một lần, các ngươi lựa chọn. Cũng có thể đối mặt kết cục bất đồng, nghiêm túc cân nhắc.
Đế Tôn Ngọc nghe vậy nhưng là không chút do dự nói. Ta lựa chọn trở về, không không thời không hắc ám lực lượng, chính là thực tế phỉ nhổ tồn tại, dẫu có chết không sinh. Hắn ánh mắt kiên định, cho dù là có thể làm hắn tu vi tiến nhiều, hắn cũng là tuyệt không muốn. Cổ Huyền Tôn chủ nhẹ nhàng gật đầu, chợt chỉ điểm một chút ở Đế Tôn Ngọc trên lồng ngực, người sau chưa tới kịp mở miệng nói gì, tung tăng thần sắc chưa tới kịp hiển lộ, thân hình chính là hóa thành lau một cái lưu quang chết. Đến ngươi, Diệp Thần. Cổ Huyền Tôn chủ hời hợt đuổi Đế Tôn Ngọc, liếc mắt nhìn về Diệp Thần. Ta đang suy nghĩ, hết thảy các thứ này là vì cái gì? Diệp Thần nhưng là đáp một nẻo, trong suốt con ngươi lóe lên nhỏ mang, nhìn chằm chằm trước mắt Cổ Huyền Tôn chủ. Nếu như ta nói, ta cái gì cũng không chọn đây. Lặng lẽ đợi một hồi lâu sau, Cổ Huyền Tôn chủ đến lúc Diệp Thần như vậy một cái câu trả lời. Chưa tới kịp mở miệng, chỉ gặp Diệp Thần đứng dậy, lần nữa nhắc tới kiếm trong tay, kiếm phong hoành lập, chỉ hướng Cổ Huyền Tôn chủ ngực. Ngươi là Cổ Huyền Tôn chủ không giả, ngươi có chọc trời thủ đoạn không phải là giả, có thể ta rõ ràng, ngươi không giết được ta. Đối mặt Cổ Huyền Tôn chủ khiếp sợ, Diệp Thần nói tiếp, ngươi cầm Đế Tôn Ngọc làm đi nơi nào. Cái này bóng tối lực lượng, liền ngươi đều không cách nào nắm trong tay, càng đừng xách lau đi hắn hơi thở. Cổ Huyền Tôn chủ nhàn nhạt hỏi, thằng nhóc, không muốn ở ta bên cạnh đùa bỡn khôn vặt. À, Diệp Thần nhưng là nghe vậy cười một tiếng, tiền bối lời ấy ngược lại là sai rồi, tuy không biết cớ gì ngươi cùng chúng ta hai người diễn như thế một tuồng kịch, hư hư thật thật. Nếu như ta đoán không lầm, bây giờ ta, có thể chém ngươi, mà ngươi, nhưng cầm ta không biện pháp gì. Cổ Huyền Tôn chủ nghe vậy, nhưng là cởi mở cười một tiếng, thằng nhóc, ngươi là lúc nào nhìn ra được. Không hổ là luân hồi chi chủ, như vậy tâm cảnh, là thật không dễ. Bị Diệp Thần một lời đâm phá cụ già lại là không tiếc tán thưởng, cái này để cho hắn có chút không nghĩ ra được. Ngươi, thật là Cổ Huyền Tôn chủ. Diệp Thần hồ nghi hỏi. Cổ Huyền Tôn chủ gật đầu một cái, nói tiếp, nói chính xác, ta chính là tung người bóng tối Cổ Huyền Tôn chủ. Nham Thần Thiên Tôn tột cùng nhất thời điểm, vượt quá nắm trong tay mặt đất cùng nham đất lực lượng, còn nắm trong tay hắc ám cùng chết huy năng. Phải biết, cái này thế gian tối tăm nhất, cũng không phải là bầu trời đêm, mà là mặt đất. Mặt đất chỗ sâu, hàm chứa đậm đà hắc ám, sơ bẩn, bẩn thỉu, mục nát. Liền liền Nham Thần Thiên Tôn, cũng không cách nào an ổn nắm trong tay những thứ này cực hạn hắc ám lực lượng. Mà ta đuổi theo Nham Thần Thiên Tôn, vậy đuổi theo hắc ám. Diệp Thần con ngươi híp lại, tự nhiên biết Nham Thần Thiên Tôn và hắc ám là một. Nhưng Cổ Huyền Tôn chủ từ một loại ý nghĩa nào đó, không tính là hắc ám, tuyệt đối không nghĩ tới, Cổ Huyền Tôn chủ nhưng lựa chọn nghĩa vô phản cố đi con đường này. Cổ Huyền Tôn chủ tiếp tục nói, thật ra thì hắc ám phân rất nhiều chồng, nhưng không không thời không hắc ám lực lượng luôn muốn xâm lược thế giới hiện thật. Đây cũng là ban đầu Tím Hoàng Tiên Cung thiết lập mồi lửa dự tính ban đầu. Bất quá Nham Thần Thiên Tôn đã từng đề cập tới một câu, luân hồi có thể không sợ hãi hết thảy hắc ám, ta ban đầu không để ý tới rõ ràng, nhưng hôm nay, ta coi là rõ ràng. Diệp Thần ngẩn ra, ngài là nói, dựa vào luân hồi lực lượng, có thể không sợ bóng tối ăn mòn. Khó trách hắn sẽ rơi vào trước mắt như vậy tình cảnh. Không sai. Hết thảy các thứ này đều là bao trùm ở ban đầu Nham Thần Thiên Tôn tưởng tượng hạ, vô luận như thế nào, người thành tựu thế hệ này luân hồi chi chủ, không thể nghi ngờ cũng là phù hợp nhất thí nghiệm thí sinh. Cổ Huyền Tôn chủ nói đạt tới nơi này, từng chữ từng câu gian để lộ ra chút không biết làm sao. Không không hắc ám tuy muốn xâm lược thế giới hiện thật, nhưng nếu là có thể lợi dụng cái này bóng tối lực lượng, có lẽ có thể bảo vệ thực tế, ta chính là vậy thí nghiệm, cuối cùng sinh ra sản vật, coi như là 5% công đi. Cổ Huyền Tôn chủ khổ sở nói, Diệp Thần chợt cũng là bừng tỉnh hiểu ra. Dấn thân vào hắc ám, có điều khiển liền cái này sát phạt lực lượng, vậy giữ nguyên thần trí, nhưng là không cách nào lại đối giống vậy thân trong lòng hắc ám lực ra hỏa, tạo thành tổn thương. Cứ như vậy, liền giải thích thông. Cổ Huyền Tôn chủ có thể tùy tiện đem mình hoang vu chi lực áp chế, nhưng hắn mới bắt đầu tưởng tượng không sai, hắn không giết được mình. Ta có thể nắm trong tay cổ lực lượng này, không cách nào đối cùng tông người hành sát phạt lực, nói cách khác, ta lực lượng này, không cách nào dùng để chống đỡ không không thời không cường giả. Nhưng ngươi không cùng, ngươi là luân hồi chi chủ, huyết mạch ngươi dõi mắt không không lúc nào không,
cũng là nghịch thiên tồn tại. Diệp thần nhìn về cổ huyền tôn chủ, cho nên ban đầu, người ngay tại trên người ta làm thí nghiệm. Nếu như ta xem ngươi như nhau, thất bại thì sao? Cổ huyền tôn chủ thần sắc trầm xuống, không có lại xem diệp thần trong mắt, ngược lại thì nhìn về ngoài bầu trời, nếu như ngươi thất bại, cũng sẽ không có tư cách biết chân tướng, ta cũng vậy không sẽ vận dụng cái này đạo tà niệm lực lượng cuối cùng, đi ngăn trở ngươi nổ hoang vô chi lực. Giống như các ngươi hai người mới vừa nói, ta là kẻ ác, các ngươi liều chết, đem cổ huyền bí cảnh tống táng. Hay hoặc là, các ngươi lựa chọn kéo dài hơi tàn, ta tới chung kết cái này bí cảnh. Chân tướng 10 phần chói tai, nhưng chẳng bao lâu sau, Diệp Thần lại không phải là không có làm qua giống nhau lựa chọn, ở hắn phải lấy hoang vu nổ cổ huyền bí cảnh lúc đó, cũng không từng đem bậy bên ngoài muôn vàn võ giả, mặc kệ ngoài suy tính liền sao. Vô luận như thế nào, hắn nếu như thất bại, tất cả mọi người đều sẽ chết. Lúc đầu Đinh Nguyệt Như, nói là sự thật. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Người khảo nghiệm, cũng hoặc là nham thần thiên tôn thiết chí khảo nghiệm, quá mức tàn nhẫn. Diệp Thần không cách nào phản bác, hắn thông qua khảo nghiệm, vừa vặn chứng minh mình, có thể trước mắt cổ huyền tôn chủ, chính là cùng loại người. Cảm ơn người tha thứ ta. Cổ huyền tôn chủ cười một tiếng, có chút rất nhiều đắng chát. Nếu không phải đại thế như vậy thê lương, ai lại cam nguyện là chốt, bỏ sinh cầu vậy một cái hư không mở mịt tương lai. Diệp Thần hôm nay là thành công, có thể những cái kia bỏ mình thất bại đâu. Cổ huyền tôn chủ đâu. Thậm chí trong dòng sông lịch sử dài, cũng sẽ không có người nhớ bọn họ. Liên quan tới cổ huyền bí cảnh ghi lại, ngoại giới thiếu quá mức thiếu, thậm chí năm đó, vậy chỉ là có số lượng không nhiều mấy cái như vậy lão người không chết biết được nội tình. Huyễn cửa đang là một cái trong số đó. Cổ huyền tôn chủ giải thích. Thật ra thì, đây cũng là cổ huyền bí cảnh một lần cuối cùng mở ra, nếu như không tìm được thích hợp truyền nhân, ta cái này đạo tung người bóng tối tàn niệm thể, cũng sẽ đem chỗ tòa này bí cảnh táng nhập hư không. Điều bí mật này, sẽ vĩnh viễn đến đây chấm dứt. Diệp thần nhưng là hỏi, tiền bối, nếu dấn thân vào bóng tối lực lượng, không cách nào ngăn cản cái này không không thời không quỷ dị lực lại lan tràn, ngài như thế nào ngăn trở? Nhục thân của ta, từng khắc xuống cấm chế, ở sau cùng thời gian bên trong, sẽ xóa bỏ cả tòa bí cảnh nơi có sinh linh, rồi sau đó tự bạo. Đến lúc đó đem đánh loạn toàn bộ thiên ngoại thiên tọa độ, mặc dù không biết vậy hắc ám lực sẽ lan tràn hướng phương nào, nhưng tóm lại, sẽ không cách thái thượng thế giới rất gần, cứ như vậy, cũng có thể là đời sau, tranh thủ một đường sinh cơ. Cổ huyền tôn chủ nhìn về Diệp Thần, lúc trước các bạn ngươi đi vậy mảnh không gian, bao gồm đế tôn ngọc bị ta truyền đưa đến không gian, chính là ta táng thân mộ. Bất quá nơi đó là phiến thiên đường, cũng không gặp hắc ám rối loạn xâm nhập, bọn họ nếu là có thể tìm được vậy mộ, bên trong có ta năm xưa chiêu mộ không thiếu cất giấu vật quý giá, ngược lại cũng coi là một loại truyền thừa. Diệp thần nghe vậy, lúc này mới yên lòng, thái thần bọn họ nếu có thể bình yên vô sự, cái này không thể tốt hơn nữa. Ta năm xưa trấn giữ cái này cổ huyền bí cảnh, trừ làm thí nghiệm đối tượng ra, cũng là bởi vì là, nơi đây, người này, không phải ta không thể. Cổ huyền tôn chủ trong mắt đông lại một cái, Diệp thần trong lòng đột nhiên cũng là thấy lạnh cả người dần dần leo lên. Tiền bối, cái này bí cảnh, đừng không thành cùng thế giới vậy, vốn là không không lúc nào không chí cường phong ấn tử địa. Diệp thần rốt cuộc rõ ràng tại sao, năm đó một tôn tiên đế muốn liều mạng thí nghiệm, bọn họ đã tuyệt lộ, chỉ có thể ra hạ sách này. Không sai, cũng chính là như vậy, ta lấy tàn thân, trấn áp vạn cổ năm tháng, hôm nay. Sợ là đến cuối rồi. Không không thời không đám kia ma thần giống như là ra đời hắc ám bên trong tà mị vậy, bất diệt không tiêu tan, dù là vạn cổ, vẫn là tàn xuyễn. Người dưới chân cái này phiến vực sâu, chính là táng hiểu rõ tôn xâm lược thực tế ma thần, lúc trước người gây ra như vậy động tĩnh thời điểm, tin tưởng cũng là thấy được. Ta lực lượng, chỉ có thể trấn áp bọn họ, không cách nào phai mờ. Đây chính là ta cái này 5% phẩm, lúng túng tình cảnh. Cổ huyền tôn chủ bi thương cười một tiếng, nằm xuống tới vẫn thì không cách nào chống đỡ không không thời không ăn mòn, hắn lấy sức một mình trấn giữ bí cảnh, tiên đế khu đè đổ vực sâu, bất quá là vì đời sau chỉ hoãn một đường sinh cơ. Có lẽ, ta chính là vậy một đường sinh cơ đâu. Diệp thần cười khẽ, đứng dậy hướng về phía cổ huyền tôn chủ nói, tiền bối, vậy thì để cho ta cái này thành công, hoàn toàn chém đám kia rác rưởi như thế nào.
ở ngươi trên mình, ta thấy được nham thần thiên tôn bóng dáng. Cổ huyền tôn chủ không khỏi thổn thức, là hắn bộ xương già này mắt mờ. Có lẽ nàng nói không sai, lúc trước lão phu còn từng trong lòng so đo, rất có không cam lòng, hôm nay xem ra, ngươi ngược lại là người được chọn số 2. Diệp thần bị cổ huyền tôn chủ trong miệng nàng làm được không giải thích được, chẳng lẽ ở mình trước, còn có người gặp qua cổ huyền tôn chủ. Hắn tự nhiên không biết máu hoàng tộc nữ đế từng đi ra. Thằng nhóc, ta xin hỏi ngươi, ngươi coi như là kiếm tu chứ? Cổ huyền tôn chủ nhìn Diệp thần kiếm trong tay, lúc trước vậy từng âm thầm ngắm nhìn Diệp thần ra tay, trừ hắn vậy rất nhiều lá bài tẩy ra, thằng nhóc này đối với kiếm đạo thành tựu, cũng là 10 phần khủng bố. Bằng ngươi hôm nay tu vi, như muốn chém chết ngày xưa những cái kia mấy tôn ma thần, cho dù bọn họ huyết khí lại nữa, nhưng quỷ dị kia thủ đoạn cùng bất hủ đế thân, vậy không tầm thường thủ đoạn có thể địch. Cổ huyền tôn chủ nói tiếp, ngươi tựa hồ chẳng muốn ở nơi này trong bí cảnh vận dụng huyết mạch và luân hồi mệnh tinh, ngươi là đang ẩn núp cái gì? Diệp thần ngượng ngùng gãi đầu, thánh thiên thần hỏa căn nguyên ở máu hoàng tộc nữ đế trong tay, dung hợp thánh thiên thần hỏa một bộ phận nhan tuyển nhi đã rất mạnh. Căn nguyên càng không cần phải nói, cho nên vị kia nữ đế, hắn nhưng mà mọi thứ không dám đắc tội. Vắng vẻ hằng lão đầu tử kia truyền cho ngươi thủ đoạn, càng nhiều thời điểm mà nói, là để cho ngươi cầm tới lấy mạng đổi mạng, liều chết thời điểm sai xử, cho dù mới vừa ngươi ngự động một chút hoang vô chi lực, là có thể liều chết đánh giết như vậy cường giả, có thể ngươi cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ huyền tôn chủ của trách một lần nửa ngày Diệp thần, làm nửa ngày làm nền, cuối cùng nhưng là nói. Ngươi kêu ta một tiếng sư tôn, ta truyền cho ngươi đối kháng những cái kia hắc ám ma thần cao nhất cổ huyền kiếm đạo, giúp ngươi kiếm ý cao hơn một tầng lầu. Cổ huyền tôn chủ nói. Năm xưa hắn, chính là bằng vào đây đối với kiếm đạo khủng bố thành tựu, cơ hồ lấy sức một mình tiêu diệt rất nhiều ma thần. Kiếm đạo, là một loại vô cùng là phức tạp đồ, nó cần năng lực cùng tư chất, còn cần vận khí, còn cần thời gian tích lũy, trọng yếu nhất còn cần cơ hội. Mà ở ba người này bên trong, năng lực là khó tu luyện nhất, nếu như không có bất kỳ đường tắt có thể đi, cũng chỉ có thể từng bước từ từ lục lọi, điều nghiên, lĩnh ngộ, sau đó một điểm một giọt tích lũy, cuối cùng đem kiếm đạo suy diễn đến mức cực kỳ, thành là chân chính cao thủ vô địch, đây cũng là kiếm đạo căn cơ. Nhưng là, đại đa số võ giả cùng cực cả đời, thẳng đến sinh mạng cuối, cũng không cách nào tham phá trong đó vạn lý một trong, đi ra con đường của mình. Nhưng mà cái này nhưng cũng không làm trở ngại có chút tu sĩ ở lĩnh ngộ kiếm đạo trong quá trình, không ngừng hiểu, cuối cùng đem lĩnh ngộ được trình độ cao nhất, thậm chí có thể vượt qua kiếm đạo, đạt tới một loại khác cảnh giới. Cổ huyền tôn chủ tỏ ý Diệp thần nhìn về ngoài bầu trời, mình chính là tiện tay nhặt lên nửa đoạn nhỏ cành khô làm kiếm, diễn hóa thiên địa thế. Để cho ngươi xem, không không thời không một chút kiếm đạo. Theo cổ huyền tôn chủ trong tay tàn chi múa. Võ đạo luân hồi đồ bên trong, một mảnh tinh không dưới, một viên ngôi sao to lớn, tản ra mãnh liệt ánh sáng, chiếu sáng vô tận hư không. Oanh! Một tiếng nổ vang, ngôi sao này lại xảy ra kịch liệt chấn động, bị bóng người một kiếm đâm thủng, giật tán ra kinh khủng năng lượng, hướng bốn phương tám hướng lan đi. Vậy khí tức kinh người chỗ đi qua, tinh thần vỡ nát, hư không sụp đổ, vậy cổ uy thế làm người ta kinh hồn bạt vía. Ngôi sao này năng lượng là lớn mạnh như vậy, nhưng lại bị bóng người mấy thước kiếm phong cho chiếm đoạt, hóa thành vậy mấy thước hàn nhận bên trên, lau một cái trong trẻo lạnh lùng lăng liệt sát phạt ánh sáng. Nhiều năm sau hắn trọng lâm thế gian, chuôi này tầm thường bất quá thanh phong, ra khỏi vỏ gian chính là làm được thiên địa đồng loạt ông minh, muôn vàn loan vũ vỡ nát, đó là cực hạn nén lực. Như vậy một cái cường đại tồn tại, ngay tại vô tận ngân hà bên trong ngao du, hiện ra hết phong hoa. Hắn đứng ở trong tinh hải ương, mắt nhìn xuống bao la tinh không, kiếm trong tay nhận như du long có linh, chính là mang theo ngân hà thay đổi, tung lên vô tận tinh thần đảo huyền. Kiếm trong tay hắn nhận trên, nội liếm hơi thở lóe lên ánh sáng nhạt, một tích tắc này, thế gian tựa như cũng mất đi ánh sáng, trên trời dưới đất, duy nhất ánh sáng liền chỉ có cái này một chuôi sát kiếm. Ở nơi này sau vô số trong năm tháng, thanh sát kiếm này không ngừng hấp thu lực lượng, cuối cùng đổi được thiên đạo không buông tha. Không cách nào tích chữ đời. Tán. Vậy cơ hồ có thể một kiếm chặt đứt hàng vũ, đoạn vạn cổ năm tháng sát kiếm ở chàng trai một tiếng khẽ quát hạ vỡ nát, hóa thành từng đạo lưu quang tràn vào hắn ngực, hóa thành lau một cái ý chí tích chữ tại trong lòng, từ đó thế gian không hiện.
Thanh kiếm này chính là cổ huyền kiếm đạo khởi nguyên, là một thanh thần kiếm, là lão phu chiêu mộ thế giới hiện thật trăn trở không không lúc nào không, dốc hết cả đời làm bằng. Rồi sau đó kiếm linh trực bước giới này đỉnh cấp, là đại đạo không buông tha, rơi xuống thần phạt, bể thân kiếm, nhưng dù vậy, thì như thế nào, kiếm kia ý ở đây, thì có cổ huyền kiếm ở. Cổ huyền tôn chủ cười ha ha một tiếng, trong tay cảnh khô sáng lên nhỏ mang, như ở ngày xưa, cái này bể rơi tàn chi, như thường có thể chém đỉnh cấp tiên đế, bể phá thương khung. Cái này cổ huyền kiếm đạo ý chí, là chân chánh truyền thừa. Diệp thần trong mắt bên trong thoáng qua mấy phần cuồng nhiệt vẻ, hắn mơ hồ có thể cảm thấy, luân hồi mộ địa ở giữa luân hồi thiên kiếm đều ở đây khẽ run. Kiếm này nói, sao chỉ nước kiếm đạo, chảm thiên cửu kiếm vân. Vân, đều mạnh hơn. Bất quá Diệp thần tin tưởng, thiên đấu lớn đổ sát kiếm so với càng kinh khủng hơn. Có thể thiên đấu lớn đổ sát kiếm, có thể gặp không thể cầu. Cái này cổ huyền kiếm đạo, lại có thể làm ta kiếm đạo ý chí dao động. Có thể đổi ý một cái, Diệp thần trong lòng lại là nổi lên lẩm bẩm. Lại phải bái sư. Mình cùng nhau đi tới, tiện nghi này sư phụ ngược lại là kiếm không thiếu, mỗi một cái đều có cao nhất tuyệt học muốn hắn thừa kế. Đây chính là luân hồi khí vận sao. Lão già kia, các ngươi những thứ này cái lão thất phu, người người đều phải cho hắn làm sư tôn, là cũng muốn cưỡi đến ta máu hoàng nhất tộc trên đầu. Sâu kín trong trẻo lạnh lùng tiếng vang lên. Diệp thần đột nhiên dùng mình một cái, từ đầu tới đuôi cái này một vị đều không từng hiện thân, hôm nay nhưng là không nhìn nổi. Cũng đúng, cái này thế giới nhỏ, nhưng mà ở võ đạo của mình luân hồi đồ bên trong, đã quấy rầy vị này bà cô. Ách, cổ huyền tôn chủ sửng sốt một chút, nhìn trước mắt một bộ quần đỏ tung bay, xích sáng bóng như ngọc chân đẹp khoản bước mà đến cô gái, trong lòng cũng là căng thẳng. Gay gâu, dạo ai mà quá mức. Lão già kia. Ta không thích gặp người nói sau hai lần nói, làm sao, đùa bỡn kiếm đùa bỡn đến trên đầu ta. Nữ đế trong mắt đông lại một cái, rất nhiều một bộ khó che giấu tức giận muốn bùng nổ. Thằng nhóc, lão phu truyền cho ngươi kiếm đạo chân ý, có thể muốn tỉ mỉ thể ngộ. Cổ huyền tôn chủ lúng túng cười một tiếng, không hề lại không sách muốn thu Diệp thần làm đồ đệ nói như vậy, xoay người giống nhau một bộ thế ngoại cao nhân phong độ, nói thẳng. Cảm ngộ trước kia ý cảnh. Lấy thần hồn lực, đồ mô ta trước kia kiếm ý. Diệp thần nhắm mắt ngưng mắt nhìn mình thức hải, trong đầu từ từ hiện ra một chút kiếm đạo chân ý. Huyền thực chất yếu tính vậy sát phạt khí tán phát, suýt nữa thì phải xông phá hắn thần hồn, phá thể ra. Thật là khủng khiếp cảm giác, lại chỉ là trả lại như cũ tiền bối một luồng ý chí, nhưng suýt nữa thần hồn vỡ nát. Cái loại này kiếm ý hình thái là một chuôi nhỏ như du ti vậy kiếm. Nó nhìn như giống như là giọt nước vậy mềm mại, nhưng lại có cực mạnh lực sát thương, di động tại đầu óc bên trong, liền suýt nữa xuyên thủng mình óc phòng ngự, đem thần hồn xé thành mảnh vỡ. Diệp thần tâm thần khẽ nhúc nhích, đan điền ngưng chỉ, kiếm ý hóa ảnh. Cái này cổ kiếm ý tốc độ thật sự là quá nhanh, thật là vượt quá tầm thường, cơ hồ ở ngay tức thì cũng đã chảm phá hư không, từ trong cơ thể hắn bạo ngược bắn ra. Ba ba bá. Kiếm cương nhỏ mang lóe lên lúc đó, nếu không phải cổ huyền tôn chủ cùng máu hoàng tộc nữ đế hai đại ngày xưa cường giả bảo vệ, cái này võ đạo luân hồi đồ, cũng phải mình đầy thương tích. Lấy Diệp thần bây giờ thể xác cường độ căn bản không chịu nổi, thoáng chạm đến vậy phân nửa kiếm mang ý, nguyên cái cánh tay phải cũng đã bị chấn đoạn. Diệp thần vội vàng đem đạo kiếm ý này thu hồi, cái loại này kiếm ý uy thế, có chút không thể khống chế. Kiếm ý cảnh. Diệp thần trong lòng mặc niệm. Lần nữa thử nghiệm, cái loại này chân ý đặc biệt thần bí, hắn chỉ có thể căn cứ trong trí nhớ mô phỏng, cũng không có thực tế hiệu quả, càng tựa như vô hình. Diệp thần tâm thần đắm chìm với mình trong tròng mắt, hắn hai tròng mắt chậm rãi tán làm một đoàn quang choáng váng, giống như là thủy mặc chảy nhập thanh hà như vậy hoán mở, sau đó lại là ngưng tụ thành một chuôi sắc bén thần kiếm, đang không ngừng lật bay. Thằng nhóc này, lại trong thời gian ngắn ngủi. Liền khắc ra kiếm ý hình thức ban đầu ở thần hồn trong óc, lấy hắn tư chất, nếu có thể xông phá tiên đế những ràng buộc, có lẽ có thể mang theo cổ huyền kiếm ý, lại đột phá lần nữa. Cổ huyền tôn chủ tự lẩm bẩm, trợn to hai tròng mắt hồi lâu bỏ không được nháy mắt một tí, trực câu câu nhìn Diệp thần. Thằng nhóc này, vốn là cái yêu nghiệt, tất cả mọi người đều bỏ quên thiên tư của hắn, hắn thuộc về có thể sáng chế ra mình đạo một loại người kia, giống như đã từng là nham thần thiên tôn.
sáng lập đạo của mình. Ta có lúc đang suy nghĩ, các ngươi những thứ này nhìn như cường thịnh đến cực điểm, ý chí cũng tốt, võ học cũng được, biết hay không hạn chế sự phát triển của hắn. Máu hoàng tộc nữ đế nhẹ giọng tự nói. Các ngươi đường, đã đi tới cực hạn, con đường phía trước đã đứt, hắn nếu như hết sức được ngươi tất cả chân ý, cũng bất quá là cái thứ hai cổ huyền kiếm chủ hoặc là nham thần thiên tôn mà thôi. Một bên cổ huyền tôn chủ nghe vậy, cũng là rơi vào trầm tư. Biết vắng vẻ hằng tại sao không đem vậy sáu thức toàn bộ truyền thụ cho hắn, mà chỉ là dẫn nhập môn, lấy uyên hồng mà kết. Cổ huyền tôn chủ chân mày cau lại, cái gì, vắng vẻ hằng chỉ truyền hắn một phần chia. Có lẽ cái đó đứa nhỏ hiện tại còn cho rằng, hắn thực lực mình nhỏ, không cách nào rình rập phía sau mấy thức, dẫu sao ước chừng uyên hồng nhất thức, cũng đã cho hắn mở ra thế giới mới cửa. Cái này cũng sẽ đưa tới hắn tranh thắng tim cùng liệp kỳ ý, nhưng ta ý là, hắn vĩnh viễn sẽ không rõ ràng, phía sau là một đoạn đường, chỉ có mở ra đạo của mình. Vắng vẻ hằng thực lực có bao kinh khủng, người lấy là thật là thiên đạo áp chế, không cách nào theo dõi. Liên thái thượng thiên đạo, năm đó cũng đều thiếu chút nữa bị hắn thọt lật, nghịch thế mà lên ra hỏa, nếu không phải ra vậy đương tử sự việc, người cảm thấy hắn sẽ ẩn núp chuyết cho mình đệ tử. Người hẳn rõ ràng, liền hắn vậy đi phán đoán đường, có lẽ vốn là sai lầm đâu, dẫn được như vậy một cái mầm non người trước ngã xuống người sau tiến lên, nằm xuống tới có lẽ là hại hắn. Cổ huyền tôn chủ nhẹ nhàng gật đầu, đến đây chấm dứt. Kiếm ý đã thành, sau kiếm đạo, do chính hắn đi ngộ đi, ngươi nói đúng, tái tạo một cái cổ huyền kiếm chủ đi ra, tại cái này đại thế mà nói, lật không dậy nổi nửa điểm mà gợn sóng. Nữ đế nhìn về cổ huyền tôn chủ, dửng dưng một tiếng, xoay người chính là sáp nhập vào vô hình trong hư không, không thấy bóng người. Ngươi đổ vẫn là như cũ. Cổ huyền tôn chủ cười khổ một tiếng, nhìn về trong hư không Diệp Thần, thật lâu không nói. Kiếm đạo chân ý, loại cảm giác này như vậy trong sạch. Ta học kiếm ý càng nhiều, có lẽ hắn kiếm đạo của hắn vậy sẽ càng cường đại hơn. Để tâm tiềm tu Diệp Thần chút nào không nghe thấy cổ huyền tôn chủ cùng nữ đế nói như vậy, hắn lúc này trong lòng mình thầm khen, loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái, giống như là vô cùng kiếm ý đúc thành liền mình thân thể vậy. Diệp Thần mở mắt ra, nhìn về cổ huyền tôn chủ, người sau vậy ném tới ánh mắt tán dương, không kêu không nhảy vút, không tệ. Ngươi nếu là lại không dừng lại, ta cũng sẽ tự đi cắt đứt truyền thừa. Cổ huyền tôn chủ cười một tiếng, như thế nào, có cảm thụ gì? Diệp Thần nhưng là sững sốt cười một tiếng, cảm thụ ngược lại là không nói được, chính là rất thoải mái thôi, sâu hơn tầng thứ nói, ngược lại không nhược tiền bối xem một chút. Hắn ánh mắt, chậm rãi nhìn về dưới chân vực sâu, kiếm ý ông minh vang vọng ở đầu óc bên trong, Diệp Thần mơ hồ có thể cảm nhận được, vậy một tôn tôn ma thần tiếng gào thét thê lương không ngừng vang vọng ở bên tai. Ngươi muốn thực chiến? Cổ huyền tôn chủ sửng sốt một chút, nhìn trước mắt luân hồi chi chủ, trầm giọng hỏi. Ngươi có thể rõ ràng, cái này đã không thuộc về thực tập phạm vi. Hơn nữa ngươi thương thế còn không khôi phục. Cổ huyền tôn chủ lần nữa hỏi, nghênh đón hắn chính là Diệp Thần ánh mắt kiên định. Tiền bối, nếu như ta không thử một lần, quay đầu lại, cái này cổ huyền bí cảnh còn được là rủ xuống tinh không hạ, đến lúc đó cho dù thái thượng không gặp họa. Lại có vậy một phiến đại lục sẽ không sinh linh đổ thán đâu. Nếu như ta có thể mượn này, chém cái này niêm phong dưới ma thần, những cái kia người đầu tiêu chết, cổ huyền bí cảnh lực lượng, không liền có thể chọn đời trấn áp còn sót lại hắc ám lực. Vạn cổ năm tháng, muốn đến những cái kia tà vật, cũng không quá dựa vào hắc ám khí tức lực lượng che giấu vực sâu hạ, hôm nay ta cũng có thể như vậy, bằng vào thiên huyền cảnh lực lượng cùng rất nhiều lá bài tẩy, mặc dù không cách nào bảo đảm nói thắng. Nhưng tóm lại, là đáng thử một lần. Diệp Thần nhìn về cổ huyền tôn chủ, xin tiền bối, liền quyền coi đây là sau cùng thực tập đi. Bởi vì, ta nói, đã là như vậy. Diệp Thần đầu óc bên trong thoáng qua rất nhiều bóng dáng, chỉ cần có một chút khả năng, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Cổ huyền tôn chủ nghe vậy thân hình run lên, mấy lần muốn nói lại thôi, vẫn còn là cùng gật đầu nói, ta hiểu ý. Oanh! Cụ già gót chân hung hăng giẫm một cái, nguyên phiến mặt đất giống như là bị nhào nát tờ giấy vậy, nháy mắt khắc gian dạn nứt vô số đạo uyên vết, không thấy đáy chỗ sâu, từng tiếng thần ma gầm to mang theo nóng bỏng lòng đất dung nham phun ra, mơ hồ có thể nghe tiếng cười thê lương. Khặc khặc, đại thế đã tới, tộc ta vó sắt sẽ đạp bể mỗi một phiến thế giới hiện thật,
yên lặng ở vô tận bóng tối tinh không xuống đi. Diệp Thần tay cầm trường kiếm, bóng người chớp mắt, dung vào vực sâu vô tận hắc ám bên trong, không thấy bóng dáng. Hắn mặc dù bị thương, nhưng thực chiến mới có thể để cho hắn cường đại hơn. Trọng yếu hơn chính là, những thứ này không không thời không ma thần cũng bị năm tháng ăn mòn, tu vi rơi xuống rất nhiều. Cổ Huyền Tôn chủ đứng ở tại chỗ, đôi mắt ngưng mắt nhìn dưới chân vực sâu, hồi lâu sau mới thở dài nói. Diệp Thần à Diệp Thần, rõ ràng ngươi không phải nham thần thiên tôn, có thể mỗi một cái lựa chọn, lại là lúc nào cũng để cho ta thấy được ngày xưa nham thần thiên tôn bóng dáng. Ngươi coi là thật bất phàm. Nếu trong lòng có bảo vệ người, vậy thì đi làm đi. Cổ Huyền Tôn chủ tự lẩm bẩm. Diệp Thần dung vào hắc ám bên trong, trong đan điền một khối lóe lên nhỏ mang, đúng như dự đoán, vậy từng bước xâm chiếm hết thảy hắc ám lực, chưa từng tản ra phân nửa sát ý. Hắn hóa là giới tử, tốc độ cực nhanh, giống như quỷ mị vậy qua lại hư không, không biết bay vút bao lâu, mới ngừng lại. Cuối cùng đã tới. Diệp Thần trong lòng cảm khái, hắn thân hình từ từ hiển hiện ra, cái này phiến vực sâu để, hoành lập một viên lớn vô cùng tinh thần. Ngôi sao ngoài mặt, hiện đầy chi chít kẽ hở, nhìn như kinh khủng dữ tợn. Diệp Thần ánh mắt không ngừng quét nhìn bốn phía, hắn rất nhanh chính là phát hiện đầu mối trong đó. Vốn là lòng đất quần ma hống đáng, giờ phút này nhưng là 10 phần yên tĩnh, tựa hồ cũng không có bất kỳ sinh mạng sống sót dấu hiệu. Ừ, đây là... Diệp Thần đột nhiên trợn to con ngươi, bởi vì ở hắn cuối tầm mắt, ở ngôi sao trung ương, lại là nằm một cổ thi thể. To lớn cường tráng thân thể có chừng mấy chục trượng, nhưng là đã sớm biến hình, không chỉ là bên ngoài, liền liền nội tạng cũng rửa nát, hơn nữa còn có nồng đậm thi thúi từ thi thể nội bộ phiêu tán đi ra, thịt thối giữa vẫn đang không ngừng ngoạ ngoậy. Thi thể chung quanh là màu xám cho hỗn độn trạng mây mù, tạo thành một cảnh quay vực, bị một cổ quỷ dị khí lưu bao quanh. Diệp Thần thấy ở nơi này mảnh hỗn độn bên trong, có vô số quái vật ở dạo chơi, xem tình huống, càng như là ra đời ở hắc ám bên trong một loại không thể danh trạng ma thần. Chẳng lẽ nói, đây chính là lúc trước phát ra quỷ dị kia tiếng cười ra hỏa sao? Diệp Thần cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, càng phát ra khẳng định trong lòng suy đoán. Đáng tiếc thương thế còn không khôi phục, cho dù không hề bị cái này hắc ám lực ăn mòn. Có thể coi là ở nơi này bóng tối trong hoàn cảnh, vậy vẫn khó mà nhìn xuyên vậy trung tâm. Diệp Thần khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười khổ sở. Hắn thực lực mặc dù không thấp, nhưng là ở nơi này viễn cổ ma thần trước mặt như cũ lộ vẻ được nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Cho dù là vậy thân thể không lành lặn, ta có thể phá ra hắn phòng ngự sao? Diệp Thần tự lẩm bẩm, vậy nhìn như một bãi bùn nát tồn tại, nhưng còn đang tản ra khiếp người uy áp. Cho dù là phong khốn tại này, vạn cổ như cũ chưa từng biến mất. Bất quá, đáng đánh cuộc một lần, những thứ này tà ma, ta có lẽ có biện pháp đối phó. Bỗng nhiên, Diệp Thần đầu óc bên trong lóe lên một cái ý niệm như vậy. Trong mắt hắn đổ ánh vô tận hắc ám, vậy từng đạo bóng người ở hắn con người gian lóe lên, một giây kế tiếp, Diệp Thần trong lòng có quyết đoán, hắn mục tiêu chính là những thứ đó. Không tốt, gặp nguy hiểm. Diệp Thần con người hơi co lại, nhất thời cảm giác được trên người mình truyền tới một hồi uy áp kinh khủng, liền cái ngôi sao kiệu anh chiếu rọi đều là nháy mắt khắc gian tiêu trừ, hắn nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm một bước. Khặc khặc, không nghĩ tới, lại có thực tế loài người có thể đi tới nơi này. Đã như vậy, người thân xác, là bản đế. Nguyên bản vậy một số gần như thối giữa đế thân thể khẽ run lên, trong nháy mắt. Diệp Thần giống như là trải qua vạn cổ năm tháng vậy hằng viễn, vậy đôi như dã thú con người tản ra tanh hôi hơi thở, nhìn chăm chú Diệp Thần. Vậy tôn ma thần con người bên trong bắn ra hai đạo sắc bén giết mang, xé ra xương mù dày đặc che lồng hắc ám thâm uyên, suýt nữa xuyên qua Diệp Thần đan điền. Suy, vội vàng lúc đó, Diệp Thần hóa là giới tử, nhưng còn là bị một ít tổn thương. Từng giọt đỏ thấm xông ra, khá vậy chỉ là ngay tức thì. Vết máu chưa rơi xuống đất, theo chân hắn bước đứng yên, tất cả thương thế bốc hơi lên dậy một chút xương trắng, không thấy dấu vết. Chẳng biết lúc nào, vậy không không thời không ma thần vậy xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, nhìn Diệp Thần lộ ra quỷ dị mỉm cười. Ta nguyên vốn cho là, ngươi và không không lúc nào không phải có chút quan hệ, mới vừa coi thường vậy hắc ám lực lượng ăn mòn, nhưng vậy mùi huyết dịch. Ta thật là tò mò, thực tế võ giả,
lúc nào có thể chống cự ta không không thời không lực lượng. Vậy tôn ma thần chóp mũi hơi co rúm, tham lam mút vào Diệp Thần vết thương kia trong nháy mắt chảy ra mấy phần máu mùi vị, mười phần hướng tới, như mê như say vậy xa vào. Giết! Tu Di Pháp Tướng, Trảm Thiên Cửu Kiếm, sát 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 sát. Diệp Thần con người đông lại một cái, Tu Di Phật Pháp vận chuyển tới trình độ cao nhất, hắn thân thể, liền hóa thành ngàn vạn trượng cao, đỉnh thiên lập địa, hiển hiện ra vô cùng pháp tướng to lớn khí tượng. So với cái này Tu Di Pháp Tướng, kinh khủng hơn, là Diệp Thần Kiếm. Trảm Thiên Cửu Kiếm bùng nổ, kiếm mưa như sao rơi rơi xuống, mang luân hồi cùng chí cao Phật Pháp khí tượng, hung hăng chém chết hướng ma thần. Ừ, lại có thể phá ra ta đế thân thể phòng ngự, có vốn để chảnh, xem ra ta xem thường ngươi, bất quá. Không không thời không ma thần sắc mặt trầm xuống, cho dù là vạn cổ phong ấn đến nay, hết sức yếu ớt, có thể một cái thiên huyền cảnh nho nhỏ con kiến hôi lại dám can đảm chống cự. Ngươi tu vi quá yếu, không cần vùng vẫy, đi chết đi. Diệp Thần quanh thân lóe lên nhỏ mang, vùng đan điền mơ hồ kích động tiếng rồng ngâm, kiếm minh tứ tán, hắn lúc này mình, giống như một chuôi lợi kiếm. Vực sâu vô tận hạ, âm phong gào thét. Từng cổ một dùng mình hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Ở nơi này đáy vực, nguyên bản vẫy ma thần bên người cái khác ma thần ẩn núp tại hắc ám bên trong, ẩn núp mà đợi ý định giết người. Những thứ này kinh khủng tồn tại cũng có mãnh liệt lực sát thương, thời khắc phân tán Diệp Thần sự chú ý, giống như là vô số đôi tròng mắt đang ngó chừng hắn, hơi không lưu ý, liền sẽ gặp gánh đâm sấm sét nhất kích. Khí tức lạnh như băng tràn đầy nguyên phiến bóng tối vực sâu. Mơ hồ bên trong, Diệp Thần có thể rõ ràng nghe, một viên to lớn vô cùng tim đang nhảy nhót. Khặc khặc, cổ huyền kiếm ý. Liền cổ huyền kiếm ý kiếm hồn đều không từng ngưng đúc, cũng dám ở ta trước mặt múa rìu trước cửa nhà lỗ ban. Ma thần mấy lần ra tay, tiếp liền bị Diệp Thần chặn, cho dù là hắn đế thân thể uy áp trà đạp vực sâu, vỡ nát vạn linh, có thể Diệp Thần như cũng bị tự thân kiếm ý bao vây, chưa từng gãy. Mặc dù nhìn như bên tám lạng, người nửa cân, nhưng Diệp Thần hơi thở nhưng ở dần dần yếu bớt, mà vậy vực sâu xuống ma vật, chỉ là vận dụng thân xác thuần túy lực lượng, đơn giản trẻ đập. Có ý tứ, ta phải đem ngươi bắt giữ, xé thành mảnh vỡ. Ma thần âm chắc chắc tiếng cười vang vọng ở vực sâu hạ, mục nát sụp đổ trên mình hiện ra vô cùng tận hắc vụ, kéo ra mảng lớn thịt vụn rớt xuống. Vẫn lạc thiên mạc, ma thần cặp mắt bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng. Chỉ gặp vô cùng hắc vụ đột ngột phân nề tới giữa, mang theo muôn vàn u hồn sát ý kích động bốn phương, đem cả tòa vực sâu bao phủ. Hắn không khỏi được hài hước mà cười, trong con ngươi để lộ ra đậm đà đùa cợt. Cổ huyền kiếm ý, ta kiếm ý. Diệp Thần thấp giọng líu díu, toàn thân cao thấp tóe ra tia sáng chói mắt. Nháy mắt tức thì, một cổ cuồn cuộn vô cùng vô tận kiếm ý bộc phát ra, bao phủ chu vi mấy chục trượng hư không. Ở hắn kiếm ý dưới ảnh hưởng, hình thành một tòa kiếm vực, lấy Diệp Thần là trung tâm, liền không gian đều là bị tàn phá bừa bãi kiếm lưu chạm phá cắt kim loại, thời không cũng thì không cách nào lưu ngưng động. Ma thần thế công đột nhiên vừa chậm. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy trôi lơ lửng giữa không trung, tựa như thân kiếm đứng thẳng Diệp Thần. Ở kiếm ý dưới ảnh hưởng, hắn lại sinh ra ảo giác, giống như là rơi vào vũng bùn, khó mà chuyển bước, càng khó hơn lấy công kích Diệp Thần. Động tác chậm gần như không chỉ gấp đôi, mỗi một lần đánh giết thế, giống như kiếm lưu trong người leo phúc tàn phá, thành phiến thịt thối giữa bị chém bể lâm vào là phấn vụn, ngay chớp mắt, nguyên cái cánh tay phải chính là trần lộ ra u ám trong suốt căn căn cốt phong. Hắn vết thương càng ngày càng bí dày tập, một đạo lại một đạo dữ tợn vết kiếm ở hắn huyết nhục trên lan tràn mà qua. Ma thần trong mắt lóe lên một chút từ trong thâm tâm nụ cười. Hắn mặc cho mình đã không cách nào khống chế cánh tay. Bị Diệp Thần dẫn dắt kiếm ý vững vàng phong tỏa, một tấc tấc da thịt bị lột bỏ, máu loãng giống như thác nước vậy phun trào. Ha ha ha, không có đủ hay không, người nhỏ như vậy mà lực lượng. Ma thần giữ tợn gầm thét, nhìn về trong hư không, kiếm vực không ngừng biến dạng vực sâu, lan tràn hướng mặt đất kiếm cương chảy loạn, hắn điên cuồng nói. Muốn giết ta? Cho một mình ngươi cơ hội. Vừa dứt lời, hắn khác một cánh tay gặp phải hủy diệt đả kích. Máu loãng đầm đìa, cốt cặn bã kích động, tình cảnh mười phần kinh người. Ở hắn đích một tiếng quát lên bên trong, hắn thân thể, đã bị đánh được mình đầy thương tích, máu thịt mơ hồ. Tu vi tuy yếu,
nhưng ngươi kiếm ý, nhưng là rất mạnh. Ma thần mặc dù bị thương nặng, nhưng thần sắc nhưng là hưng phấn dị thường, chẳng biết lúc nào, hắn tán lạc mỗi một tấc máu xương, thịt vụn tới giữa, vô số u hồn bị màu xám cho hỗn độn khí lưu bọc, tàn phá kích động. Rắc rắc. Rất xa ngoài bầu trời truyền tới sụp đổ vang lớn, quanh thân mỗi một tấc hư không đều là mơ hồ phát ra tiếng giòn vang, giống như là có vật gì vỡ nát ra. Ca. Lại là một tiếng giòn giã, Diệp Thần mơ hồ có thể gặp được, ban đầu vực sâu hạ, chỗ sâu vậy đại lộ khắc màu vàng phù văn quấn thành xiềng xích đang không ngừng sụp đổ, nơi này phong ấn, phải bị xé. Hơn nữa còn đang không ngừng bị tấc tấc vỡ ra, đây là đang tan vỡ đại lộ lưu cấm chế. Diệp Thần cảm ứng được khí tức nguy hiểm mãnh liệt, không dám chút nào chần chờ. Trường kiếm trong tay cấp phung, một kiếm tách ra ra nhỏ mang, kinh khủng kiếm ý ngay lập tức quét qua. Vù vù. Không gian run rẩy dữ dội, Diệp Thần quanh thân hư không, bị một kiếm chém ra. Cái này vốn là phong ấn bên trong lưu lại cấm chế, sẽ kể cả cái này vực sâu cùng xa vào ở thời không tới giữa, nguyên bổn chính là vì phòng ngừa nơi đây ma vật cưỡng ép phá phong, bày đồng quy trận. Lại không lùi đi, hắn vậy sẽ cùng theo chỗ tòa này vực sâu cùng hóa thành cướp xám. Diệp Thần hóa thành một tia sáng trắng phóng lên cao, hướng phương xa độn đi, nhưng trong lòng thì nổi lên nghi ngờ, lần này chuyến đi, quá mức chót lọt chút. Thẳng đến Diệp Thần bóng người biến mất ở chân trời, yếu ớt tiếng chính là vang vọng ở cái này vực sâu tới giữa, đó là mong đợi mừng như điên. Ha ha ha! Bản đế thoát khốn lúc đó, chính là các ngươi ngày tận thế. Ta đã đánh hơi được vậy 5 tháng hơi thở, cổ huyền bí cảnh bên trong, tới như thế nhiều máu tươi mới, hụ hụ ho. Ma thần ngông cuồng cười to, hắn cả người là tổn thương, bể tan tành đế thân thể ở Diệp Thần vô cùng kiếm ý bao phủ hạ, lại là suýt nữa hoàn toàn tán loạn. Hôm nay tàn hồn kéo giống như một bãi bùn nát đế thân thể, ở mấy cây còn sống cốt phong chống đỡ hạ, chậm rãi chảy vào một góc hư không bên trong, không thấy tung tích. Oanh! Võ đạo luân hồi đồ bên trong, cổ huyền tôn chủ cảm thụ dưới chân truyền tới hàng loạt chập chờn, tầng tầng kiếm ý thỉnh thoảng gian bắn tán loạn, lao ra mặt đất. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vực sâu hạ, ngày xưa phong ấn kết giới ở hiển lộ uy danh, sợ rằng sẽ đem cái này không gian san thành bình địa. Luân hồi chi chủ, thu ngươi võ đạo luân hồi đồ, vậy vô huyền thánh quang phong ấn tàn lực, sẽ trong phút chốc đem ngươi thế giới nhỏ biến dạng. Cổ huyền tôn chủ thấy vực sâu hạ, lau một cái lưu quang vọt thiên lên, hắn biết, Diệp Thần hẳn là thành công. Tiền bối, ta nếu như thu võ đạo luân hồi đồ phong ấn lực, nơi này tụ tập hắc ám lực chẳng phải sẽ phún ra ngoài, cái này bí cảnh. Diệp Thần hỏi, vậy ma vật đã trừ, hắc ám lực không người dẫn dắt, ta cái này đạo tàn niệm là được đem điều khiển, rồi sau đó nuốt vào thân mình, lúc này cùng theo táng diệt ở nơi này thế gian. Cổ huyền tôn chủ cười lớn một tiếng, hóa thành một đoàn bóng đen chọc trời mà treo, như trụ vậy cuồn cuộn hung quang lóe lên đen nhánh lại thâm thúy ánh sáng, sang sảng thanh âm vang vọng ở Diệp Thần bên tai. Thằng nhóc, cái này tòa phong ấn, lúc này vẫn diệt, ta sẽ theo vậy vô huyền thánh quang phong ấn lực, hoàn toàn táng diệt cái này mảnh không gian. Sau cùng thời gian, cổ huyền tôn chủ hóa thành lau một cái lưu quang quanh quẩn ở Diệp Thần quanh thân, nhẹ giọng nói. Cái này đạo cuối cùng còn sót lại căn nguyên. Liền tùy ngươi đi tìm các bạn ngươi, ở lão phu táng thân quan hạ, cũng có một đạo vô huyền thánh quang phong ấn, đêm này thần nguyên đánh vào hắn hạ, vững chắc sau cùng phong ấn là được. Chẳng lẽ, Diệp Thần mơ hồ đoán được một hai, cái này cổ huyền bí cảnh, phong ấn không chỉ một tôn không không thời không ma thần. Không sai, lão phu ngày xưa tung người hắc ám, lưu lại một đạo tàn niệm linh thể chấn thủ cái này vực sâu hạ, hôm nay có thể rõ ràng, đã lại cuộc đời còn lại tâm nguyện. Ta vậy đế thân thể mộ, mới là phong ấn chánh chủ địa phương, ở nơi đó, phong ấn một tôn không không thời không chí cường tiên đế, không thể khinh thường. Bất quá không sao, đế thân thể trấn áp xuống, cho dù hắn thủ đoạn thông thiên, vậy tung không dậy nổi sóng gió, đem cái này thần nguyên trồng, có thể củng cố phong ấn. Cổ huyền tôn chủ thanh âm ở dần dần biến mất, hiển nhiên hắn cái này linh thân sắp muốn giải tán. Nhớ lấy, tuyệt không thể cùng cứng rắn hám. Cùng ngươi lúc trước giao thủ vậy ma thần không cùng, nơi đó là một vị cường giả chân chính. Lần nữa củng cố vô huyền thánh quang phong ấn, đợi ngươi ngày sau du ngoạn tiên đế cảnh, lại tìm cổ huyền, chém chết lão này. Oanh!
Diệp thần thế giới trước mắt không ngừng rớt xuống, đầy trời tinh thần nện xuống, chết sâu cảnh không hiện, cổ huyền tôn chủ lưu lại vậy đạo thần nguyên hóa thành lau một cái màu sữa lưu quang, bọc diệp thần quanh thân, xé ra màn trời hướng phương xa đi. Khắc khắc, củng cố phong ấn, xem ra ta chủ vậy sắp giáng thế, đã như vậy, bản đế liền để cho cái này sáng chói hắc ám thịnh thế, tới mau hơn một chút đi. Táng diệt vực sâu thế giới, một chút yếu ớt ám mang cùng theo diệp thần rời đi phương hướng, lặng lẽ vạch qua. Cùng lúc đó, thái thần bên này, mấy người thân hình không ngừng đi xuyên qua ở giữa rừng, cầm đầu, chính là Đinh Nguyệt Như, nàng xanh thẳm con ngươi không ngừng nhìn khắp bốn phía, đề phòng tùy thời sẽ xuất hiện ý định giết người. Ngàn bên trong ngoài nơi chân trời, ánh sáng mặt trời xé rách một tầng đỏ rực sáng mờ, cùng thường ngày bất đồng chính là, chân trời bong bóng cá trắng, lóe lên một chút vô hình màu máu, ám vụ đang chậm rãi nảy sinh. Lão đại hắn, Côn Luân luôn luôn dừng chân quay đầu lại, nhìn về vậy sao động bất an màn trời cuối, còn lại hai người, Huyền Giác, Trúc Thiên đều là sắc mặt âm trầm. Yên tâm đi, có động tính thuyết minh vậy tiểu tử coi như nhảy nhót vui mừng, chúng ta muốn bước nhanh hơn, phương pháp phá cuộc, tại tiền phương. Ninh Nguyệt Như không chớp mắt, gọi mấy người đi đường, dưới mắt tình thế, mười phần không ổn, quỷ biết ở cái này nhìn như tiên gia tình cảnh trong thế giới, còn ẩn giấu cái gì quỷ dị. Chúng ta nếu lựa chọn tin tưởng ngươi, tự nhiên cũng sẽ không đổi ý, có thể hay không chia sẻ một ít tình báo. Trúc Thiên vọng trước Đinh Nguyệt Như, nếu như nói liền huyễn cửa đều bị đùa bỡn tại trong bàn tay mà nói, cái này cổ huyền bí cảnh, 10 có 8 9 chính là hẳn phải chết cảnh, không sanh môn có thể tìm ra. Nhưng nếu thời khắc mấu chốt, Đinh Nguyệt Như tìm được bọn họ, vậy thì đại biểu, trong này nhất định xảy ra một ít tình huống. Chu Thiên Khánh tâm phúc cố vấn, ngược lại có mấy phần bản lãnh. Ninh Nguyệt Như ngược lại là đối cái này ba người cao nhìn mấy lần, xem ra ngược lại cũng không đều là chỉ biết là chém chém giết giết mãng phu. Nói chính xác, nơi này đã từng là đúng là cổ huyền tôn chủ táng thân mộ không thể nghi ngờ, hơn nữa, nói không chừng hắn chọn đời chân bảo siêu tầm, ở nơi này. Thông qua khảo nghiệm, chắc là dễ như trở bàn tay. Nghe được Ninh Nguyệt Như như vậy giải thích, Trúc Thiên cũng là nhướng mày một cái, khảo nghiệm. Dĩ nhiên, chỉ bất quá cũng không phải là hôm nay khảo nghiệm, trong này, xảy ra một ít biến cố, liền cổ huyền tôn chủ cũng không có dự liệu đến biến cố. Ninh Nguyệt Như nói đã tới nơi này, thần sắc ngưng trọng nói, nguyên vốn phải là dựa theo ta lúc trước thôi diễn hết thảy tiến hành, đây cũng chính là lúc trước chúng ta vì sao có thể thấy như vậy một vị mặt mũi hiền lành cổ huyền tôn chủ. Vậy chỉ là một đạo vô ý thức linh thể mà thôi, chính là vạn cổ trước liền lưu lại tàn xem, căn bản không có linh trí. Hắn chỉ bất quá ở đặc định cảnh tượng kích hoạt, chỉ dẫn chúng ta thôi. Có thể vậy hắc bào nhân thần bí xuất hiện, nhưng là cũng không phải là nguyên định khảo nghiệm một vòng. Có không không thời không hơi thở dẫn dắt, đang làm dự vốn là cổ huyền bí cảnh khảo nghiệm, cho nên, chúng ta lúc này mới hai mặt thụ địch. Ninh Nguyệt Như suy nghĩ một chút, vẫn là giải thích. Quả nhiên, không không lúc nào không. Trúc Thiên ba người cùng đều là sắc mặt trầm xuống. Bị huyễn cửa chứng thực tồn tại, trước đây trong lòng còn có một chút may mắn, vậy không còn gì vô tồn. Gia tộc của bọn họ, ở toàn bộ thái thượng thế giới tới xem, cũng thuộc về tầng trên, trong tộc trưởng bối cũng không thiếu tiên đế cường giả chấn giữ, đối với không không lúc nào không cái này bốn chữ cấm kỵ, nhiều ít vẫn hiểu. Hơn nữa, ta hoài nghi, vậy cái đuổi giết tất cả người, cùng Chu Thiên Khánh kịch chiến đế thân thể, chính là cổ huyền tôn chủ. Thần nguyên đã hết tán. Chỉ còn lại vậy không mục nát đế thân thể đang chiến đấu, cổ lực lượng kia, hẳn là không không thời không hắc ám lực khống chế hắn. Nghe vậy, Trúc Thiên ba người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, cho nên, bên kia chỉ có thể Chu Thiên Khánh đi trước chĩa vào. Các ngươi theo ta, nhìn xem vậy thần môn sau đó, táng thân mộ phong ấn, ta nghĩ biện pháp, phá cuộc. Ninh Nguyệt Như thân hình chớp mắt, dẫn đầu xông vào vốn là thần môn sau đó, Trúc Thiên ba người thấy vậy. Cũng là nhẹ giọng nói. Con bé này nói, không thể tin hoàn toàn, nhưng nếu thật là không không lúc nào không đánh tới, tạm thời từ bỏ hai lòng, toàn lực giúp nàng. Huyền Giác Côn Luân hai người cũng là khẽ vuốt cằm, nóng rực con ngươi lúc đó, dâng trào chiến ý đang không ngừng cháy, theo sát Đinh Nguyệt Như bước chân, hướng vậy phiến thần môn sau lưng đi. Không không thời không rác rưởi. Hình ảnh quay về. Diệp thần vậy đi tới cái này tiên cảnh chi địa. Xem ra,
nơi này chắc là cổ huyền tiền bối nói, táng thân mộ. Ngược lại thật là không hổ là tiên gia tình cảnh mỹ xưng, không nghĩ tới cái này nhìn như sát phạt địa ngục vô biên cổ huyền bí cảnh chỗ sâu, vẫn còn có như vậy nơi thế ngoại. Được trước tiên tìm đến thái thần tiền bối bọn họ. Phỏng đoán ta thân phận đã bị phần lớn võ giả biết được, bất quá biết được cũng vô dụng, bọn họ không cách nào đem tin tức truyền cho Vô Thiên và Lý Tuyệt Vân. Chỗ này, thật giống như so với trước kia mấy chỗ thế giới, đều phải rộng lớn, bỏ mặc, trước tiên tìm người muốn chặt. Diệp Thần trực tiếp thi triển ra đại hoang trộm thiên thuật, lập tức trộm đi phía trước không gian, xúc địa thành thốn, đem khoảng cách rút ngắn, ngay tức thì thoáng hiện. Nhưng rất nhanh, Diệp Thần bước chân dừng lại. Người nào ở chỗ này kịch chiến? Diệp Thần thân thể cách nhau khá xa, đều là mơ hồ cảm thấy sát ý, nhưng lại gặp vậy cuối, xảy ra kinh thiên đại chiến. Là Chu Thiên Khánh vẫn là đã rời đi Đế Tôn Ngọc. Mới có thể có như vậy thông thiên thủ đoạn, tầm thường cường giả tuyệt đối không cách nào làm được, thậm chí Thái Thần và Giang Mị Âm hôm nay trạng thái cũng không được. Mà cách đó không xa Đế Tôn Ngọc hiển nhiên vậy cảm thụ chiến đấu này chập chờn, chậm rãi đến gần. Cổ khí tức kia, bát hoang thiên đồ. Chu Thiên Khánh. Màu tím trường sam ngay tức thì săn dậy, Đế Tôn Ngọc nhìn xa ngoài bầu trời cuối, cảm thụ thân thể truyền tới hơi rung động, hắn tin chắc không thể nghi ngờ. Vậy kịch chiến ra hỏa, chính là lúc trước muốn đánh chết mình, Chu Thiên Khánh. Hắn đang cùng người nào kịch chiến? Đế Tôn Ngọc tròng mắt nhẹ mị, chẳng lẽ là Diệp Thần? Nhưng một giây kế tiếp, lại là vội vàng hủy bỏ. Cái tên kia còn ở cùng cổ huyền lão đầu đối lập, tuyệt sẽ không ở đây bên trong, rốt cuộc là còn có người nào như vậy thông thiên chỉ có thể. Đế Tôn Ngọc thân hình chớp mắt, dưới chân nhịp bước tiếp liền đạp ra, từng trận màu vàng tím phủ văn thần bí lóe lên, trải xây đại lộ, xúc địa thành thốn, biến mất ở trên trời bên ngoài. Suy! Cùng lúc đó, bồi đen mang lặng lẽ theo nơi đây gió mát phất qua ngàn dặm bên ngoài, nơi cướp chỗ, núi thây biển máu đắp, đầy đất đều là phục thi. Đáng tiếc, đều là chút con kiến hôi, tại bản đế tu vi khôi phục, như muối bỏ biển. Vậy đoàn màu đen vầng sáng chậm rãi ngưng thành hình người, nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ giận dữ, bởi vì đối phương hóa thành dáng vẻ và hắn giống nhau như đúc. Quanh thân tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh, ban đầu vực sâu hạ vậy rách dưới không chịu nổi đế thân thể hôm nay thẳng, vậy như có như không hủ khí cũng lại yếu đi mấy phần. Là hắn. Có võ giả cảm nhận được dị động, vượt qua thiên bách lý chạy tới, chính là thái thượng thế giới và thiên ngoại thiên tán tu, thấy cái này khuôn mặt, hiển nhiên cũng là sững sờ. Hóa thành Diệp Thần ma thần âm ngoan cười một tiếng. Mấy tên tán tu đi tới Diệp Thần bên người, mới vừa muốn nói cái gì, một cánh tái nhợt trưởng lộ ra, nháy mắt khắc gian chính là xuyên qua bọn họ ngực, con kiến hôi mà thôi. Hắn trong lòng bàn tay mấy viên đỏ tươi tim vẫn đang không ngừng nhảy động. Dưới chân mấy người đã sớm không sức sống. Oanh! Thiên ngoại dị tượng, giống vậy vậy kinh động trước mắt cái này giả mạo Diệp Thần. Chiến đấu này hơi thở, tựa hồ thực lực không kém. Diệp Thần trước mắt sáng lên, chợt lại là khẽ lắc đầu một cái, không đúng, có tộc ta hơi thở, chẳng lẽ là ma chủ đại nhân? Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Lúc này, trong chiến trường tim, màu đen núi to bên trên, khói báo động làm cảnh. Không ngừng phun trào ra từng tầng đại lộ sóng gợn, đi đôi với huyết khí cuồn cuộn kích động, mười phần khủng bố. Phá! Một tiếng gầm lên vang lên, cái này ngập trời huyết quang, đều bị hút vào đến trong dãy núi tim, biến thành nhô lên giết mang. Một đạo máu đỏ ánh sáng rực rỡ từ đỉnh núi phóng lên cao, trực tiếp xuyên qua núi non trùng điệp dãy núi, chọc thủng thương khung, soi hướng bốn phương, chiếu sáng vậy hắc ám ở giữa hắc bào nhân thần bí. Trong nháy mắt, Chu Thiên Khánh dưới chân màu đen vách núi, ở hắn uy áp chấn động hạ, giống như nhào nát giấy trắng vậy yếu ớt, bị tùy tiện biến dạng thành vô số phấn vụn. Giết! Chu Thiên Khánh cháy máu tươi, liều chết đánh giết. Hắc bào nhân thần bí bàn tay đột nhiên đưa ra, ở nơi này đầy trời màu máu giết mang bên trong, đem cái này đạo có chừng ngàn trượng dài ngắn ánh sáng miễn cưỡng cầm ở lòng bàn tay. Hung hăng vặn một cái, tàn phá bừa bãi huyết quang ở hắc bào nhân giữa trưởng nhô lên vượt quá. Nhưng dù vậy, vậy cổ bàng bạc huyết khí lực như cũ khó nén trùng tiêu thế, người áo bào đen theo bản năng lại nữa liều mạng, lui về phía sau. Chậm! Chu Thiên Khánh xét xử ánh mắt nhìn về hắc bào nhân kia, lạnh giọng nói, không không thời không rác rưởi,
không dám lấy bộ mặt thật mọi người, cho dù là đế thân thể thì như thế nào. Đạo tia sáng này bên trong hàm chứa cực kỳ kinh khủng huyết khí lực, cho dù là hắc bào nhân này, cũng không dám đón đỡ một kích này, không thể không né tránh. Hống! Đây là người áo bào đen lần đầu tiên phát ra âm thanh, không giống người, hai tròng mắt đỏ bừng, càng giống như là tới từ hồng hoang mãnh thú. Trầm thấp gầm thét vang lên, hắc bào nhân trong con người bắn tán loạn ra hai luồng ám sát ngọn lửa, ở hắn lưng sau hiện ra một tôn to lớn ma tượng hư ảnh, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét, hai cánh tay dương ra, tựa như che đậy thiên địa, mang vạn quân thế chụp hướng bầu trời ở giữa tia máu. Cái này ma tượng một quyền rơi xuống, thiên địa vỡ nát. Tia máu ở ma tượng móng to hạ hóa là cho tàn. Mà ngay tại lúc này, Chu Thiên Khánh bóng người chẳng biết lúc nào, đã gian giết tới, sau lưng Bát Hoang Thiên Đồ lại lộ vẻ thần uy, cùng theo hắn đánh tới, chính là không gặp bờ bên kia tinh hải rủ xuống. Vô số tinh thần mang theo khủng bố sáng chói giết mang từ màn trời rót ngược xuống, Chu Thiên Khánh mang hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng đụng vào ma tượng trên cánh tay. Oanh! Ma tượng cánh tay phải ngay tức thì nổ tung, biến thành một phiến xương máu tiêu tán ở giữa trời đất. Cùng lúc đó, Chu Thiên Khánh quyền kính uy lực còn lại không giảm, tiếp tục đánh về phía ma tượng ngực, trực tiếp đem ma tượng toàn bộ thân thể cũng xuyên thủng, nổ thành một phiến xương máu, hóa là đầy trời mưa máu rơi xuống. Nhưng hắn cũng không có dừng tay, như cũ mang kinh thế hãi tục sát thế, hướng ma tượng cái ót túi đánh tới. Trời long đất lở. Đây là thương khung sụp đổ, hư không hỏng mất tình hình, thiên địa đại thế, quy luật vào giờ khắc này cũng đang không ngừng văng tung tóe trước. Vô luận là tinh thần cũng hoặc là thiên địa đều bị đánh nát, giữa trời đất tràn đầy khí tức hủy diệt. Từng cái một thâm thúy u ám vết nứt không gian ở giữa trời đất bị xé ra, hỗn độn hơi thở không giảm, ở nháy mắt tức thì vỡ nát ra. Chu Thiên Khánh vẫn không có dừng tay ý, hắn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đánh tan hoàn toàn cái này một tôn đế thân thể, là một bộ không đem ma tượng đánh chết tuyệt không bỏ qua tư thái. Ông ông ông! Thiên địa rung động. Mảnh thiên địa này tựa như chịu đựng không ở Chu Thiên Khánh công kích cuồng bạo này, sắp tan vỡ. Ken két ca. Cuối cùng, ma tượng ở Chu Thiên Khánh liều chết đánh giết một đôi thiết quyền hạ, hóa thành một đoàn màu đen quang vũ tán loạn, người áo bào đen thân hình rõ ràng một lần, bị Bát Hoang Thiên Đồ bên trong vẫn xuống tinh thần đập chúng, cùng theo hư không vỡ nát, táng vào chảy loạn bên trong không thấy dấu vết. Hừ. Chu Thiên Khánh mắt lộ ra ngoan sắc, không không lúc nào không thì như thế nào. Quy tắc hạn chế các ngươi, thực lực 10 không tích chữ 1, điều khiển đế thân thể thì như thế nào, ngày khác ta phi thăng không không lúc nào không, cần thiết để cho tất cả người nhìn chăm chú. Giờ khắc này Chu Thiên Khánh, quá mức chói mắt, bằng sức một mình, miễn cưỡng chấn áp một tôn đế thân thể, cho dù là vật chết, có thể đó cũng là một đời tiên đế thân xác, hở một tí có thể nghịch chuyển càn khôn đại sát khí. Lúc đầu, không phải ma chủ, nhưng quen thuộc kia hơi thở. Là ma chủ lực lượng, thao túng cổ huyền tôn chủ thân xác thành thạo động, nhưng lực lượng kia 10 phần yếu ớt, lại bị một con kiến hôi áp chế, nhìn dáng dấp ma chủ tình huống cũng không hay. Giả mạo Diệp Thần trong mắt lóe lên dùng mình, nhìn về trong hư không đứng ngạo nghễ Chu Thiên Khánh. Oanh! Không cùng Diệp Thần ra tay, một đạo màu tím điện mang ngay tức thì hóa thành du long cuộn sạch chân trời, mục tiêu, nhắm thẳng vào Chu Thiên Khánh. Âm thầm trông chờ Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, quen thuộc kia hắc ám lực lượng thêm thân, hắn ở là vậy tôn bị trấn áp đế thân thể báo thù. Hóa thành Diệp Thần dáng vẻ ma thần trong lòng ngầm từ so đo, cái này cổ huyền bí cảnh bên trong, quả nhiên có người mình. Xem người đàn ông kia tư thái thần hình dáng, áo bào tím thêm thân, vậy rất là phù hợp vậy nhất tộc hậu nhân điệu bộ, không giống như là hạng người tầm thường. Chu Thiên Khánh. Đế Tôn Ngọc hét lớn một tiếng. Quanh thân cốt văn tách ra kinh khủng đạo đạo phù văn kích động hư không, hắn nhìn xa cách đó không xa Chu Thiên Khánh. Là ngươi. Xem ra có thu hoạch à, lại vẫn còn sống. Chu Thiên Khánh trong mắt đông lại một cái, hôm nay Đế Tôn Ngọc có thể cũng không phải là trước kia mệt mỏi, mặc dù ba đạo tím tức đã qua hai, nhưng người này lá bài tẩy, có thể xa không chỉ như vậy, mặc dù không biết nội tình, nhưng mình lúc trước nhưng đối với hắn trước xuống sát thủ. Phong thủy quay vòng. Lần này đến phiên ngươi. Đế Tôn Ngọc trong mắt sát ý không giảm, châm chọc nói, ta cũng không xem một ít người thừa dịp người gặp nguy. Xác thực nói, hắn khinh thường dùng vậy không không thời không hắc ám lực,
sớm ở lúc trước cùng người áo bào đen đánh một trận lúc đó, đế tôn Ngọc Liền đã đến, nhẫn đến hiện đang xuất thủ, là hắn đế thị khí phách. Ta chỉ là tiếc nuối, ban đầu không có giết ngươi. Bất quá nếu đã tới, như vậy cùng làm thì chính là. Chu Thiên Khánh quát lạnh một tiếng, kinh khủng hơi thở lần nữa không ngừng nổ lên, sau lưng Bát Hoang Thiên Đồ thế giới hình thức ban đầu chậm rãi ngưng dậy, muốn cưỡng ép chân áp đế tôn Ngọc. Lần này, ta muốn đích thân tháo xuống đầu lâu ngươi. Đế tôn Ngọc trong lòng sáng tỏ, chỉ cần ở chỗ này đánh chết liền Chu Thiên Khánh, cổ huyền bí cảnh bên trong, đem không địch thủ nữa, còn như Diệp Thần sao. Hắn đã sớm giữ lại hậu thủ. Oanh! Đế tôn Ngọc trong cơ thể tím tức không ngừng bay lên, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nguyên bản binh hiểu hai đạo hộ thể tím tức bị hắn cưỡng ép thúc xanh, ba đạo tử mang diệu thế, chậm rãi ngưng tụ thành một đóa đạo hoa, mơ hồ làm sấm sét đồng tình, mười phần minh mông. Chu Thiên Khánh thúc dục Bát Hoang Thiên Đồ nghinh kích, hai tướng va chạm chỗ, mông lung một phiến, nhìn không rõ lắm, mơ hồ có hỗn độn tràn ngập. Hai đại tuyệt đỉnh thiên tài giao phong, kinh động bốn phương cường giả, rối rít chạy tới, học hỏi cuộc chiến đấu này. Đế tôn Ngọc rốt cuộc lại sống lại, quá khó có thể tin. Hắn không phải là bị Chu Thiên Khánh chém sao? Vậy cũng chưa chắc, Chu Thiên Khánh mặc dù lợi hại, nhưng là đế tôn Ngọc cũng không phải hạng người tầm thường, hơn nữa hắn hơi thở còn ngang ngược như vậy, hiển nhiên cũng không có chân chính mất mạng. Đám người bàn luận sôi nổi, rung động không dứt. Chu Thiên Khánh, ta đây là coi thường ngươi. Đế tôn Ngọc nhìn về phía Chu Thiên Khánh, con mắt thâm thúy. Hai người giao phong, long trời lở đất, kinh khủng chập chờn không ngừng lan tràn, đem vùng lân cận không gian xé thành mảnh vỡ. Đế tôn Ngọc cùng Bát Hoang Thiên Đồ va chạm, ba đạo tử mang ngưng tụ thành đại lộ hoa lóe lên, không ngừng xông về phương xa, cuối cùng tiêu tán ở mờ mịt trong hư không, mà Chu Thiên Khánh vẫn như cũ trôi lơ lửng hư không. Bát Hoang Thiên Đồ lên hai cái phong cách cổ xưa ký tự đã ảm đạm xuống. Nhưng lại không có chút nào ý lùi bước, ngược lại càng phát ra sáng rỡ, dường như muốn tan biến hư không vậy. Đế tôn Ngọc khẽ cau mày, không dám tùy tiện đến gần Bát Hoang Thiên Đồ, vật này quá mức khủng bố, nhưng sâu trong đáy lòng sát ý nhưng là không giảm phân nửa. Ta phải đem đầu lâu ngươi chém xuống. Đế tôn Ngọc giống giận, một bước vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, xuất hiện ở Bát Hoang Thiên Đồ trước mặt, cốt văn đồng loạt ngưng ở giữa trường, lóe lên ánh sáng màu tử kim. Giơ tay lên chính là một chưởng đánh tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn chấn triệt thương khung. Bát Hoang Thiên Đồ run rẩy dữ dội không dứt, tựa như tùy thời đều có thể văng tung tóe vậy. Có thể đế tôn Ngọc chính hắn, hiển nhiên vậy bị vậy thế giới thực lực đánh vào, khí tức trong người bạo loạn như lưu, khó mà áp chế, hơi thở mười phần phù phiếm. Khó phân như nhau. Ma thần tròng mắt đông lại một cái, như vậy chiến đi xuống. Ai chết vào tay ai còn thật khó mà nói, Chu Thiên Khánh cho dù trải qua một phen thảm chiến, nhưng hôm nay đế tôn Ngọc hiển nhiên cũng không đỉnh cấp, tiếp tục như vậy, chỉ sanh biến cố. Hắn phải đem thế cục hoàn toàn đánh loạn, chí ít Chu Thiên bàn trước hết chết. Cho ta trấn áp. Một đạo lạnh như băng tiếng quát từ ma thần trong miệng khạc ra, hắn đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo sáng chói cực kỳ ánh sáng, rơi vào Bát Hoang Thiên Đồ bên trên. Rắc rắc, rắc rắc. Nguyên bản cũng đã đạt đến cực hạn Bát Hoang Thiên Đồ bề mặt nứt ra, xuất hiện hai cái khe hở. Mau xem, lại là Diệp Thần. Lúc trước Chu Thiên Khánh vậy từng đối Diệp Thần ra tay, ba đại trẻ tuổi chí tôn muốn khai chiến. Trông chờ các võ giả đều là ánh mắt nóng như lửa, bọn họ cũng biết cái đó không thể tưởng tượng nổi thiên huyền cảnh thần bí thanh niên là Diệp Thần. Giả Diệp Thần xuất hiện, để cho vốn là vô cùng lo lắng tình huống chiến đấu lại lần nữa đổi được khó hiểu đứng lên. Là ngươi. Chu Thiên Khánh sắc mặt trầm xuống, than thầm không ổn, hắn cùng cái này hai người, đều có huyết cừu, như quả đế tôn Ngọc và Diệp Thần liên thủ. Lấy trước mắt hắn trạng thái, nhất định không địch lại. Diệp Thần. Đế tôn Ngọc thấy người đến, hiển nhiên cũng là hết sức kinh ngạc, cái này không phải ở cổ huyền tôn chủ nơi đó sao? Vực sâu để nợ cũ, hồi đầu lại tìm ngươi thanh toán, đầu lâu ngươi, trước ở lâu một hồi lại lấy. Đế tôn Ngọc hừ lạnh một tiếng, phiết đầu nhìn về Chu Thiên Khánh, hành động này cũng là làm được đột ngột xuất hiện Diệp Thần trong lòng có so đo. Xem ra cái này đế tôn Ngọc, không hề dự định đối với ta ra tay, địch nhân kẻ địch. Liền là bạn. Diệp Thần e sợ cho nói hơn tất mất, mặc dù hắn vậy suy đoán đế tôn Ngọc cùng hắn đồng dạng là muốn che giấu càng lộ người,
nhưng dẫu sao cái này cái khuôn mặt, hôm nay gọi là Diệp Thần. Duy nhất có thể bình tĩnh, chính là đánh chết Chu Thiên Khánh. Đáng chết! Chu Thiên Khánh tuyệt đối không nghĩ tới, cái này bị mình trấn áp hai người, lại xuất hiện lần nữa ở hắn trước mắt, còn có thể buông xuống thành kiến liên thủ. Bình bịch bịch, thương khung sụp đổ, đạo âm lượn lờ kích động, ba đại cường giả trẻ tuổi võ đạo xen lẫn ngang dọc, đem không gian hoàn toàn vỡ vụn, hình thành một cái hắc động vậy tràng vực. Nơi này tràn ngập vô tận sát ý, đem những cái kia kích động hư không mảnh vỡ chiếm đoạt, hóa thành bụi, liền cặn bã đều không còn lại, chỉ còn lại một hơi thâm thúy đen nhánh hắc động trên không trung lơ lửng, tản mát ra u ám sâu chiếu rọi, giống như thế giới hắc ám ở giữa một món đom đóm ở bắn tán loạn. Ở đó tràng vực hình thành không gian bên trong, ba cái bóng người kịch chiến, Chu Thiên Khánh thân hình lần lượt tháo chạy, ở hắn quanh thân, mơ hồ có bi long ngâm hống, phượng hoàng thật vải máu dị tượng kèm, mười phần khủng bố. Phốc! Chu Thiên Khánh miệng to hộc máu, rốt cục thì thua trận, kéo thân thể trọng thương tung tóe, bị một đạo giết mang xuyên qua ngực, mượn lực chạy trốn xa đi. Thế chân vạc ba chân, cái này thăng bằng một khi bị đánh vỡ, liền có người muốn chết. Lúc trước Chu Thiên Khánh từng suýt nữa đem Diệp Thần cùng Đế Tôn Ngọc từng cái đánh chết, hôm nay phong thủy quay vòng, vậy hai người muốn đầu tiên diệt trừ hắn. Rất nhiều võ giả không khỏi xúc động, lúc trước nhất có ưu thế Chu Thiên Khánh, coi là thật phải chết ở chỗ này sao? Đối mặt Diệp Thần cùng Đế Tôn Ngọc liên thủ đuổi giết, Chu Thiên Khánh một đường chạy trốn xa, thét dài như sấm, hung lệ giết mang bắn tung tóe khắp nơi, chấn động được rất nhiều rừng chân trông chờ tán tu huyết khí đều là xông lên đầu. Lực lượng thật là đáng sợ, cách xa ngàn dặm, cũng không cách nào nhìn thẳng. Đám người không khỏi tim quý. Chu Thiên Khánh bóng người đã dần dần biến mất, thế nhưng nơi cướp chỗ sát phạt hơi thở, vẫn như cũ là trải qua hồi lâu không tiêu tan, chấn nhiếp vạn linh. Đi chết! Ngụy trang thành Diệp Thần ma thần quát lạnh một tiếng, giữa trường một vòng hắc nguyệt phát ra lăng liệt hơi thở, cong nha vậy hàn nhận lóe lên nhỏ mang, nháy mắt tức thì trời long đất lở. Oanh! Chu Thiên Khánh liều chết chống cự, máu tươi điên cuồng cháy, xương cốt lạc lạc vang dội, toát ra tia máu che mặt trời, vô cùng thê thảm. Hắn gặp tổn thương nặng, thân hình run rẩy dữ dội, không ngừng chảy máu thân thể lại cũng không cách nào chống đỡ, hung hăng rơi xuống đất. Ở bên kia, hóa là Diệp Thần ma thần, trong mắt dùng mình đại chán, quát lạnh một tiếng đuổi theo, Đế Tôn Ngọc bực mày râu nhỏ trọn, trầm ngâm nửa khắc, vẫn là đi theo lên. Mấy hơi thở sau đó, trong rừng thủ phủ, u ám xum xuê cành lá giống như gió thổi không lọt màn trời che đi ánh sáng của mặt trời mang, Đế Tôn Ngọc cùng vậy ma thần trước sau đi theo tới. Nhưng cái này bên trong, nhưng là không gặp Chu Thiên Khánh bóng người. Hắn đi không xa, đã thất lạc nửa cái mạng, thân thể không lành lặn ở nơi này trong rừng. Đế Tôn Ngọc nghe bên cạnh Diệp Thần nói, mặt mũi ngưng tụ thành chữ xuyên, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, nhìn trước mắt hình bóng, trầm giọng nói. Hắn thật sự là Diệp Thần, vì sao cho ta cảm giác kỳ quái? Bỏ mặc, Diệp Thần thật xin lỗi, ta cũng có ta sứ mạng, giết ngươi, hết thảy các thứ này liền kết thúc. Chúng ta nên tính sổ một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trừ đi không không thời không ảnh hưởng, nguyên bản tự mình chiến đấu, là đoạt cổ huyền cơ duyên ba người vốn là địch thủ cũ, hôm nay Chu Thiên Khánh trọng thương, Đế Tôn Ngọc hướng Diệp Thần ra tay. Bùng nổ kịch đấu. Nhìn như đột ngột, vậy còn ở tình lý bên trong. Dù là trước đây không lâu từng mấy lần liên thủ, nhưng Đế Tôn Ngọc cũng là mang gia tộc sứ mạng tới, vậy đế ấn, hắn cũng là mẫu dòng chí nghi muốn đoạt lại. Thế giới hiện thật, võ đạo thế giới, chính là như vậy tàn khốc. Hai đạo thần mang kích động, quanh quẩn hư không, hoành kích thương khung, đế thị thần bí cốt phủ văn qua lại không ngừng, sáng lên sáng chói nhất sát ý. Đây là đối với ngụy trang thành Diệp Thần ma thần sát ý. Bí cảnh một chỗ khác, thần môn bên trong. Tại sao, ta trong lòng luôn có một cổ sao động cảm giác. Lún vũng bùn đám người, đều là mặt thần sắc ngưng trọng, Tiểu Kỳ Lân giờ phút này hai tròng mắt tới giữa dâng lên đạm đạm ám quang. Hô! Chu Uyên miệng to thở hổn hển, loại cảm giác này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, mặc dù yếu ớt, nhưng xác nhận không thể nghi ngờ. Là vậy không không thời không hắc ám lực. Sư tôn, các vị, là không không thời không hắc ám khí tức. Chu Uyên trầm giọng nói. Đế thị tổ điện một nhóm, Chu Uyên suýt nữa vì vậy bỏ mạng,
lúc này mới có thái thần mang theo ái đổ đi mất đi điện đi tìm đế phong hoa, vậy dưới cơ duyên xảo hợp, cùng Giang Mỹ Âm các người tiến tới với nhau. Là vậy miệng quan. Giang Mỹ Âm kinh hô. Thái thần mắt lộ ra vẻ buồn rầu, nơi này hắc ám khí thức mặc dù yếu ớt, nhưng đối với tu vi yếu một bậc Chu Uyên và Tiểu Kỳ Lân mà nói, đã dần dần ở trong người sinh ra phản ứng. Oanh! Thái thần sử dụng đế ấn, muốn thoát khỏi đây cơ hồ động lại không gian lực lượng quỷ dị, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Màu vàng tím phù văn kích động, tản ra một cổ minh mông, thâm thúy, địch trần ánh sáng, đem Chu Uyên cùng Tiểu Kỳ Lân bảo vệ, chưa đến nỗi bị hắc ám khí thức xâm nhập. Nhưng dù vậy, theo thời gian trôi qua, Tiểu Kỳ Lân và Chu Uyên trạng thái cũng là không ngừng trở nên ác liệt. Chu Uyên hai tròng mắt dâng lên vẻ kinh dị vầng sáng, trong mắt lóe lên ngọn lửa màu đen càng ngày càng thịnh vượng. Tiểu Kỳ Lân đồng lỗ giống vậy tràn đầy màu máu hồng mang, trong hốc mắt ngọn lửa đang hừng hực cháy, không ngừng lật lan. Thái thần quanh thân không ngừng thấm ra uy áp, thúc giục đế ấn, trên mình màu tím phủ văn quang hoa sâu hơn, phảng phất từng ngọn thiên địa ý chí diễn hóa đại trận quay về gộp lại, đem nguyên mảnh không gian hợp nhất. Coi như vậy, vậy hắc ám lực ăn mòn nhưng là chưa từng dừng lại phân nửa. Chu Uyên quanh thân dần dần hiện ra từng đạo màu vàng tím đường vân, phảng phất là phù văn liên ở hắn trên mình vần quanh, đó là thái thần lực lượng ở che chở. Tiểu Kỳ Lân phiến phiến vảy cứng rắn trên, màu tím kim đường vân cũng thay đổi được hơn nữa tươi đẹp lóa mắt, phảng phất từng cái sống lại màu tím kim du long, ở da thịt của hắn hạ không ngừng cuồn cuộn, hí. Thái thần trên mặt lộ ra thần sắc kiên nghị, hắn biết nếu như không nhanh chóng phá giải cái này quỷ dị không gian phong tỏa, Chu Uyên cùng Tiểu Kỳ Lân liền sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa còn là bị giống như buồn ngủ chết. Cuối cùng rơi vào vô tận hắc ám, lâm vào là những cái kia không thể danh chạm tồn tại. Đế ấn chói lọi càng ngày càng chói mắt, mất khống chế Tiểu Kỳ Lân nhưng là hai quả đấm mãnh như vậy đập về phía bên cạnh mình hư không. Oanh! Chu Uyên thẳng bị mãnh liệt sóng trùng kích nổ bay, thân thể hung hăng đụng vào trên vách tường. Thái thần thấy vậy khẩn trương, Giang Mỹ Âm cũng bị cái này cử động bất ngờ sở kinh, nhưng thân hình nhưng thì không cách nào nhúc nhích phân nửa. Chu Uyên nửa người đã có chút không thể danh trạng hình thái. Hống! Tiểu Kỳ Lân vành mắt sắp nứt, hoảng hốt gian hai tròng mắt khi thì giống như lửa cháy mạnh cháy, khi thì bi quý vạn phần, nó suýt nữa giết Chu Uyên. Nuốt trời thuật, phá cho ta! À! Dưới tuyệt cảnh Tiểu Kỳ Lân, hỗn độn khí tức tràn ngập ở nơi này quanh thân, nó giáng trước trong suốt màu tím nghịch lân ngay tức thì rời thân thể, hóa thành một đạo hàn nhận bắn tung tóe hư không, phải đem cái này khống chế bọn họ lực lượng vặn tán. Ở một chớp mắt kia, hỗn độn lực lượng bị nuốt trời ý chí ảnh hưởng, quỷ dị này không gian bên trong thiên đạo quy tắc rối loạn, Tiểu Kỳ Lân ngắn ngủi khôi phục hành động, nó nện ngực, hiển nhiên vậy bóng tối lực lượng còn ở ăn mòn nó thần trí. Các ngươi đi mau! Bạo hống một tiếng, hai móng cánh tay Kỳ Lân cua múa, đem đám người quăng ra quỷ dị này không gian, đứa nhỏ một mình ngẩng đầu lên, giá ngự vạn lôi, ngự biển tung người hắc ám. Không! Trong nháy mắt tan mất giam cầm đám người nóng nảy hô to, trọng thương Chu Uyên mê ly gian liều chết muốn cứu giúp, nhưng là bị thái thần vững vàng đè lại. Chúng ta bộ xương già này còn ở, ngươi cho ta đàng hoàng một chút ở chỗ này. Tử Sam tuyệt thế, thái thần cùng Giang Mỹ Âm nhìn nhau. Ăn ý gật đầu một cái, liền phải hướng thần môn sau đó mới lần phát động công kích. Oanh oanh oanh! Trúc Thiên, Huyền Giác, Côn Luân các người chạy tới, ba màu ánh sáng phong cố liền chu vi ngàn dặm, có tam giác thế đem thái thần các người ngăn lại. Thật xin lỗi, ta đến chậm. Ngay tại thái thần, Giang Mỹ Âm muốn giết hướng ba người lúc đó, Đinh Nguyệt như thanh âm ở vang lên bên tai. Chu Thiên Khánh người bên cạnh. Nếu không phải Đinh Nguyệt như kịp thời ngăn lại, sợ rằng thái thần và Giang Mỹ Âm đã sớm đánh đập tàn nhẫn. Thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường. Ninh Nguyệt như thay đổi lúc trước bộ kia non nớt hình dáng, hai tay thua lập, ánh mắt nhìn xa ở giữa thiên địa. Cổ huyền tôn chủ thân xác niêm phong liền không không thời không ma thần, vậy quan ở giữa đế thân thể hôm nay bị hắc ám từng bước xâm chiếm, ở đại sát tứ phương. Muốn rõ ràng này cục, chỉ có trước phá trận pháp này, tìm về đế thân thể lại vững chắc phong ấn. Ninh Nguyệt như hướng về phía thái thần và Giang Mỹ Âm nói, phải cứu đứa nhỏ, giữ ta nói làm. Giang Mỹ Âm trong mắt híp một cái này Chu Thiên Khánh bên cạnh ba người, có thể cũng không phải là tốt tướng dư nhân vật, lúc trước còn từng đối bọn họ ra tay.
Được. Thái thần hít sâu một hơi, cản lại Giang Mị Âm, chậm rãi mở miệng nói. Trước cứu Tiểu Kỳ Lân muốn chặt, những người này là Đinh Nguyệt Như tìm tới, dưới mắt chúng ta chỉ có thể tin tưởng huyễn cửa thủ đoạn. Đinh Nguyệt Như mặt mũi như xương, lúc này nàng, hai tròng mắt bên trong đều là xanh thẳm băng hàn sắc hơi thở, lạnh lùng dị thường. Các ngươi hai người, chia nhóm bên trong trận vị, nam trận vị. Đông Nam Tây Bắc bên trong, Trúc Thiên ba người đứng hàng tam tịch, còn thừa lại hai tiệc, do Thái Thần và Giang Mị Âm bổ vị. Hết sức các người có thể, đem thần hồn bao phủ chỗ tòa này mặt đất. Năm người nghe vậy, đồng loạt sử dụng thần hồn, mênh mông như biển sức mạnh to lớn trong phút chốc như thủy triều dâng lên, dưới vào chu vi ngoài ngàn dặm tấp tấp địa mạch. Chín thần thời đại, huyễn tổ hạ xuống, ta là. Đinh Nguyệt Như nhiều tiếng như nước thủy triều, cả tòa không gian chu vi ngàn dặm bên trong, xem có thể đạt được hết thảy đều là chậm rãi tràn vào đổi, như trong suốt vẻ. Loại trình độ này, bộc phát rõ ràng. Nàng mơ hồ có thể thấy được, Tiểu Kỳ Lân ở đó quan tài trước, không ở gào thét, từng luồng hắc ám khí tức đang không ngừng giật tán, trừ cái này ra, vạn pháp không rõ, vạn vật đều là tiêu tán. Quay về thế, Huyễn Long rời thiên trận. Thiên địa ngay tức thì trong sạch, nguyên bản vây quanh ở ngàn vạn dặm giữa vạn vật hóa thành trong suốt không gặp, lớn như vậy trên cánh đồng hoang vu, chỉ có mặt đất cùng mấy người bóng người Diêu Tương hô lập. Dẫy dụa Tiểu Kỳ Lân vạn phần thống khổ, toàn thân có nám đen vẻ, đám người thấy vậy, đều là cả kinh. Không nên tới gần. Đinh Nguyệt Như lần nữa dặn dò. Vô huyền thánh quang nghịch thân trận pháp, lại là nó. Lần này, đến phiên Đinh Nguyệt Như sắc mặt tái xanh, như vậy nói cách khác, trấn áp không không thời không phong ấn, là vô huyền thánh quang. Vô huyền thánh quang vậy gọi là vô huyền thánh quang trận, chính là chín thần thời đại khai thiên thứ nhất sát trận. Khắc vạn đạo quy tắc theo mọi thứ tự nhiên mà sống, trải qua vô số năm tháng làm bằng, chính là thiên trận. Vô huyền thánh quang trong trận, có 9981 tòa thánh bia tồn tại, chính là ước chừng 81 tôn tiên đế căn nguyên máu tươi nơi phúc cấm kỵ trận, trên đó khắc vẽ thiên đạo ý chí, uy năng cuồn cuộn, chính là cao nhất sát phạt tuyệt thuật. Những thứ này thánh bia bên trên có vô số thiên đạo phù văn lưu truyền, hàm chứa vô cùng uy năng, xem tới nơi đây nơi trấn áp. Chính là một tôn không không thời không siêu cấp cường giả. Cũng chỉ có gần như vậy yêu nghịch thiên tồn tại, mới xứng với thiên trận niêm phong. Vô huyền thánh quang nghịch thân trận, chỉ là vì phòng ngừa trận cơ không tổn thương, xem tới nơi đây chính là một nơi tâm trận, cho nên mới có lực lượng quỷ dị kia hạn chế người hành động. Vậy quan tài, chính là một tòa thánh bia sao? Khó trách cổ huyền tôn chủ phải lấy tự thân đế thân thể tới trấn áp. Ninh Nguyệt Như cắn chặt hàm răng. Nếu như hết thảy các thứ này suy đoán là thật, sợ rằng lấy nàng thủ đoạn, phá vỡ cái này nghịch thân trận cứu ra Tiểu Kỳ Lân dễ dàng, nhưng vốn là bị tổn thương trận cơ lại lần nữa bị thương, phía dưới kia phong ấn ma vật chẳng phải là muốn thoát khốn. Một tôn không không thời không khủng bố cường giả một khi xuất thế, cho dù là thực lực 10 không tích chữ 1, cũng có thể chỉ một cái đem cái này cổ huyền bí cảnh cũng miễn cưỡng nghiền nát. Vào giờ khắc này, nàng do dự. Cứu Tiểu Kỳ Lân rất có thể sẽ giúp một tôn mạnh mẽ tồn tại thoát khốn, nhưng nếu là không cứu, cái này nàng thường treo ở mép nhắc tới bạn thân nhất, sẽ bị hắc ám hoàn toàn chiếm đoạt. Ở Đinh Nguyệt Như trong óc, nổi lên từng bức họa, một màn thoáng qua. Những hình ảnh này đều là bàng nhược mộng cảnh vậy. Trước kia trong giấc mộng Đinh Nguyệt Như chỉ là một món tàn hồn, mà lần này nhưng là nàng chân thân. Ở trong một cái chớp mắt này, nàng huyết mạch trong cơ thể lực điên cuồng vận chuyển. Từng luồng màu vàng thần quang từ trong cơ thể tràn ra. Ở chung quanh nàng hình thành tầng tầng không gian rung động, trong rung động ẩn chứa một chút đạm màu vàng kim thần văn, ở tiếp theo một cái chớp mắt chậm rãi ngưng hình thành một con rồng hình hư ảnh. Một cái kim sắc cự long ở hư không ngao du, tản mát ra mạnh mẽ vô cùng hơi thở, để cho nguyên mảnh không gian run rẩy. Hủy diệt chập chờn tràn ngập ở Đinh Nguyệt Như quanh thân bát phương, để cho nàng cả người cũng đang kịch liệt rung động. Ở nơi này kim long sau đó, chán nàng trên bỗng nhiên sinh ra một phiến sáng chói nghịch lân, cái này phiến vải tản ra vô tận thần huy, từng đạo màu vàng thần quang ở phía trên lưu động, tựa hồ là có thần tính vậy. Ở sau lưng nàng, đột nhiên hiện ra một vòng trăng tròn, cái này vòng trăng tròn treo ở hư không, phía trên có chấm phức tạp tinh thần đồ án, 10 phần tối tăm thần bí. Tựa hồ ẩn chứa vô cùng nghĩa sâu xa. Ở một tích tắc này, nàng trong cơ thể lực lượng bạo tăng. Thanh thế hơn nữa kinh người. Từng tầng một màu vàng quang vòng ở chung quanh nàng ngưng tụ,
đem nàng bao phủ, nàng hơi thở càng ngày càng mạnh. Kinh khủng năng lượng ở nàng bề mặt tạo thành, để cho nàng khí thức trên người còn đang không ngừng đổi được cường thịnh hơn. Ung ung, một loại khó mà hình dung uy nghiêm, ở Đinh Nguyệt Như trên mình bộc phát ra, tựa hồ nàng đã biến thành một tôn chân chính đỉnh cấp tiên đế, đứng ở trên bầu trời, quan sát phía dưới thế giới. Nàng trong đôi mắt, bắn tán loạn ra một chút màu xanh tinh mang, rơi vào phía dưới 81 tòa thánh bia một tòa bên trên. Chỗ tòa này trên bia minh văn lóe lên, nàng xem qua, hơn nữa trí nhớ như mới. Trong chốc lát, nàng lại có chút hoang mang đứng lên. Còn có một chút chưa bao giờ thấy qua hình ảnh, vào lúc này, nàng thế giới giống như là bị quấy nhiễu, một đôi bàn tay vô hình đem vỡ ra tới, tràn vào đến trong đầu. À, cho ta lăn. Ninh Nguyệt Như bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, một tiếng thét kinh hãi, trong đôi mắt nổ bắn ra ra sáng chói thần mang. Lần nữa ngưng thần, trước mắt Tiểu Kỳ Lân hơi thở đã bắt đầu tan rã, nó muốn chết sao? Ta! Cuối cùng, Đinh Nguyệt Như vẫn là lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, ai để cho ngươi là bạn tốt của ta đây? Tiên đế lực lượng, ta! Chân thực không được, liền lấy ta lá bài tẩy điền vào, bà cô nhỏ ta còn thật cũng không tin. Đinh Nguyệt Như cắn răng nghiêm giọng, xem ra cũng chỉ có thể liều mạng một cái, ngồi nhìn bỏ mặc cho Tiểu Kỳ Lân gặp nạn, nàng hay là làm không tới. Huyễn Long rời thiên trận, lên. Đinh Nguyệt Như trong mắt xanh đầm tựa như biển, theo một tiếng khẽ kêu, dễ như bỡn thiên địa lần nữa rung chuyển. Từng đạo rồng thần hư ảnh từ trên người nàng bay vút lên quanh quẩn. Ung ung, kinh thiên động địa tiếng vang thấu rót toàn bộ kết giới. Một đạo lại một đạo thiên lôi từ không trung rơi xuống. Thẻ xem kỹ. Màu vàng kim rơi sét đánh xuyên sơn sông. Ở Đinh Nguyệt Như tầm mắt bên trong, vô huyền thánh quang nghịch thân trận pháp mỗi một cái tâm trận cũng đổi được rõ ràng, buộc vòng quanh một tòa luyện ngục lò luyện vậy đồ án, Tiểu Kỳ Lân giờ phút này, chính là lõm sâu vậy trong đó. Mỗi một đạo sấm sét rơi xuống, đều là suy yếu vậy nghịch thân trận pháp một phần, nhưng cũng là kết kết thật thật đánh vào Tiểu Kỳ Lân trên mình. Phịch, kết giới rạn nứt, thiên lôi nặng nề nện ở nó trên đầu, nó thân thể run lên, miệng phun máu tươi, thương thế trên người càng nghiêm trọng hơn. Tiểu Kỳ Lân trên mình du long lôi không ngừng, toàn bộ đập ở nó trên thân hình, từng cái du long lôi xuyên qua trên người hắn miếng vảy, đâm vào da thịt của hắn, lưu lại từng cái dữ tợn vết thương. Hống, Tiểu Kỳ Lân khóe miệng không ngừng chảy máu tươi, thân thể kịch liệt co quắp, nó muốn tránh thoát. Nhưng căn bản cũng tránh thoát không hết cái này lôi đình lực trói buộc, những thứ này sấm sét không ngừng ăn mòn trên người nó ra thịt, để cho nó đau đớn khó nhịn. Hống. Cuối cùng, Tiểu Kỳ Lân ngửa mặt lên trời một tiếng giống giận, hắn cặp mắt bên trong vẻ độc ác ở tiêu tán. Những thứ này kim lôi, có thể bước ra bên trong cơ thể ngươi hắc ám khí tức, chịu đựng à. Ninh Nguyệt Như đầu đầy mồ hôi, thấy Tiểu Kỳ Lân như vậy gặp nạn, nàng trong lòng giống vậy như vạn quân sấm sét tích hạ. Phá! Nàng quanh thân du long lôi, cuối cùng một đạo rơi xuống. Oanh! Vậy cuối cùng một đạo thiên lôi đập ở Tiểu Kỳ Lân trên mình, Tiểu Kỳ Lân phát ra một tiếng thống khổ bào hiếu. Trên người hắn miếng vảy đã bị đánh máu thịt phiên quyển, nhưng nó như cũ cưỡng ép chịu đựng ở, cặp mắt bên trong ban đầu vậy nồng nặc hung tàn vẻ, cuối cùng tiêu tán không gặp. Hống! Cuối cùng, vậy kết giới lên tiếng đáp lại mà bể, Tiểu Kỳ Lân sau cùng một tiếng gầm, tựa như giải thoát. Nó chậm rãi co lại thành một cái than màu đen nhỏ quả banh ra, nguyên bản bạo ngược thân hình sụt đột ngột, biến thành đám người quen thuộc hình dáng. TTT. Ngay tại Tiểu Kỳ Lân được cứu đồng thời, vốn là dưới đất, từng luồng bóng tối lực lượng đang không ngừng nảy sinh, mơ hồ có thể nghe được tới từ địa ngục châm biếm tiếng, mười phần chói tai. Quả nhiên là không không thời không lực lượng. Bao gồm Đinh Nguyệt Như ở bên trong mấy người, ngay tức thì cũng đổi sắc mặt. Cái này đạo khiếp người ánh sáng rực rỡ, làm người ta tin quý. Một đoàn đoàn hắc vụ sắp xông phá phong ấn, như dáng thế, sợ rằng cái này đại thế đều phải thất thủ, phía dưới kia, nhưng mà tập kết ước chừng 81 tôn tiên đế cường giả trấn áp khủng bố tồn tại. Các vị ngưng thần, giúp ta củng cố phong ấn. Ninh Nguyệt Như sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, vào giờ phút này, nàng lực lượng đã không có thể kiên trì thời gian quá dài, phải ở trong thời gian ngắn nhất vững chắc phong ấn. Không lâu sau nữa, sợ rằng phong ấn sẽ bị giải khai, như bị vậy trấn áp thần ma cường giả phá vòng vây ra, tiếp theo, ắt sẽ sinh linh đổ thán. Được. Chia nhóm năm phương đám người trầm giọng gật đầu.
Từng đạo căn nguyên lực liên tục không ngừng lóe lên thần huy, hết sức duy trì nguyên bản vô huyền thánh quang nghịch thân trận pháp vận hành. Ninh Nguyệt Như trong cơ thể, vô số kinh mạch ở đứt đoạn, nàng đã đạt đến cực hạn. Oanh, oanh, oanh. Nhưng vào lúc này, lòng đất phong ấn đã bị cưỡng ép giải khai một nửa, một cổ kinh khủng hơi thở từ phía dưới bốc lên, đó là từng đạo đen nhánh ánh sáng, chính là vậy không không lúc nào không cái gọi là giới lực. Ở hắc ám khí tức bao phủ bên trong, một viên to lớn màu đen con ngươi chậm chạp lộ ra, không ngừng rình rập trước, trên đó tràn đầy là mùi máu. Một đoàn đoàn bóng tối bóng mờ, nhanh chóng dâng trào hướng bát phương. Các ngươi mau rút lui lui. Ninh Nguyệt Như ánh mắt bên trong thoáng qua một chút tuyệt vọng, kinh hô thành tiếng. Nằm xuống tới vẫn là thất bại trong gang tấc, nàng xem thường cái này đủ để chấn áp hết thảy lực lượng, nguyên vốn cho là bằng vào mình thủ đoạn, có thể ngăn cản một hai, có thể dưới mắt xem ra, là dễ như bỡn bị bại thế. Bóng tối hơi thở, một khi bộc phát ra, vậy hở một tí diệt giới uy thế, chỉ sợ cũng liền tiên đế cấp cường giả đều phải tạm lánh mũi nhọn, một khi dính trên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ung ung, toàn bộ mặt đất, cũng run rẩy. Bóng tối ánh sáng, càng ngày càng thịnh. Loại khí tức này, phảng phất là một đầu trong ngủ mê viễn cổ ma chủ bị thức tỉnh, như vậy hơi thở cuồng bạo, làm được tất cả mọi người linh hồn cũng làm run rẩy. Đây là một loại sợ hãi, xuất xứ từ tại đáy lòng linh hồn sợ hãi. Nhưng vào lúc này, vù vù, vù vù, vù vù, vù vù, trên bầu trời trên kết giới xuất hiện từng tia kẽ hở, sau đó liền như mạng nhện vậy chi chít phủ đầy, rất nhanh thì phải thối giữa. Từng trận giòn vang tiếng truyền tới. Huyễn Long rời thiên trận màn hào quang thì phải hoàn toàn vỡ vụn. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, bỗng nhiên một cổ minh mông lực lượng từ trên trời hạ xuống sắp, ngay tức thì liền đem tất cả khủng bố sát phạt ngăn cản. Đó là từ trên 9 tầng trời, đập xuống một tòa nguy nga hùng tráng đỉnh núi, liền như vậy đột ngột xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Đây là một tòa toàn thân có màu xám cho đỉnh núi. Đỉnh núi cao vút trong mây, một mực kéo dài đến phía chân trời xa xôi. Hơn nữa chỗ tòa này đỉnh núi bề ngoài, tản mát ra chập chờn, so với mới vừa rồi những cái kia bóng tối hơi thở, hơn nữa tinh khiết cùng bằng bạc. Đỉnh núi vòng ngoài, có từng vòng năng lượng lan truyền phun trào, tầng tầng đệ vào diễn hóa trước dị tượng, tựa hồ đang bảo vệ thứ gì vậy. Ở ngọn núi này phía trên, có một đạo to lớn môn hộ trên có vô số rườm rà phức tạp phù văn thần bí. Lóe lên tinh thần vậy sáng lạng sáng bóng. Trên đỉnh núi, thần trước cửa, một đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ, lại là đạp núi tới. Diệp thần. Giang Mị Âm hai tròng mắt đỏ thắm, kinh hô thành tiếng ngay tức thì, cơ hồ nước mắt chính là muốn đoạt hố mắt. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại cũng là cả kinh, thật sự là Diệp thần. Cái này. Ninh Nguyệt Như nhìn trước mắt cái này vô cùng cái rung động tính một màn, miệng mở liền mười mấy phần lớn. Trọn tròn mắt mâu. Chỉ gặp Diệp thần đạp đỉnh núi chân phải nhẹ nhàng đạp một cái, đem vậy thẳng đến chân trời ong được chấn động hạ vạn trượng hư không, từng đạo phù văn thần bí cùng theo khắc ấn hư không, khắc xuống đạo đạo quy tắc lực. Nham thần chi đạo, giới tử Phật Pháp, chân áp. Oanh! Oanh! Núi kia thể kể cả bất hủ thần lực, đồng loạt tràn vào mặt đất trên một hơi quan tài bên trong, lấy thiên địa lực, phải đem một hơi mấy trượng cổ quan lấp đầy. Đó là cổ huyền tiền bối lực lượng, mới có thể củng cố phong ấn. Diệp thần thanh âm truyền ra, bàng bạc trải thiên kiếm ý cuốn lên gió bão, tự thân hóa thành một chuôi đảo huyền thiên mạc thương kiếm, mũi nhắm thẳng vào vậy cổ xưa tang thương quan tài. Cũng chính là 81 tòa thánh bia một trong tâm trận. Chấn! Cổ huyền kiếm ý bình định hư không, giật tán hắc ám khí thức bị vậy như trụ vậy thiên kiếm chém bể, mọi âm thanh yên lặng. Thành công! Ngay tại Diệp thần lấy là hết thảy bụi bậm lắng xuống lúc đó, nguyên bản niêm phong kết giới lần nữa giãn ra. Diệp thần, cổ huyền tôn chủ đế thân thể không thấy, chỉ dựa vào vậy quan tài thánh bia lực, không cách nào trấn vậy thần ma cường giả. Ninh Nguyệt Như thanh âm truyền tới, liền Diệp thần đều là ngay tức thì hàn sắc. Cái gì? Mắt xem cái này tiếng chuông ổn định phong ấn lại là lại lần nữa giãn nứt, thượng không cùng Diệp thần phản ứng. Ngàn dặm bên ngoài chính là tản ra một tiếng kinh thiên hoàn toàn ông minh tiếng, cuộn sạch chân trời sóng lớn ngay tức thì cuồn cuộn. Liền bọn họ chỗ ở mặt đất, đều là không ngừng rạn nứt, từng đạo khe hở không ngừng càng sâu, lúc trước tạm thời bị vững chắc vô huyền thánh quang phong ấn chỗ, mấy tòa trận nhãn vậy thì ở vào lay động bên trong.
Tình huống gì? Diệp Thần nhìn về phương xa, không rõ cho nên hắn nhướng mày một cái, trước đây chính là cảm nhận được liền một cổ kịch liệt chập chờn, chẳng lẽ cũng không phải là nơi đây rạn nứt phong ấn gây ra? Lão đại! Lão đại! Lão đại! Trúc Thiên, Huyền Giác, Côn Luân ba người biến sắc, cái hướng kia, chính là Chu Thiên Khánh lúc trước cùng Hắc Bảo Nhân thần bí kịch chiến địa phương. Diệp Thần, chúng ta sợ rằng có phiền toái. Ninh Nguyệt Như sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, cái này cổ huyền bí cảnh bên trong, có một đôi tay trong bóng tối thúc đẩy hết thảy. Nàng ánh mắt nhìn về nguyên bản an táng cổ huyền tôn chủ đế thân thể cổ xưa quan tài, nói tiếp, chỉ sợ sẽ là phong ấn hạ vậy tôn không không thời không thần ma cường giả đang dở trò quỷ. Vô huyền thánh quang phong ấn lực, 10 phần bá đạo, này cùng phong khốn thiên địa tuyệt thuật đại trận, cho dù là không không lúc nào không cường giả cũng khó mà thoát khỏi, nhưng nơi này phong ấn lực đang không ngừng yếu bớt. Mới vừa ta vì cứu ra tiểu kỳ lân, lại đem nguyên bản bảo vệ tâm trận nghịch thân trận pháp giải khai, nơi này hắc ám lực sợ rằng giật tán đã sớm có một đoạn thời gian, phía dưới cái tên kia, chính là lợi dụng một điểm này, khống chế đế thân thể. Diệp Thần con ngươi híp lại, nói, xem ra cổ huyền tiền bối hoàn toàn không có dự liệu được liền hắn táng thân mộ, đều là xảy ra biến cố. Ninh Nguyệt Như trừng mắt nhìn, hướng về phía Diệp Thần hỏi, ngươi tối như vậy mới đến, là gặp cổ huyền tôn chủ. Vậy hắn có thể hay không giúp chúng ta thoát khốn? Người trước âm không rơi, nhưng là chỉ gặp Diệp Thần tiếc nuối lắc đầu một cái, cổ huyền tiền bối, đã không có ở đây. Mới vừa vậy đạo vững chắc phong ấn lực lượng, chính là hắn tàn hồn cuối cùng một món thần nguyên biến thành, cổ huyền tiền bối mặc dù dự liệu được phong ấn sẽ giãn ra, nhưng lại không nghĩ rằng, hắn thân xác lại sẽ bị lợi dụng. Diệp Thần than nhẹ một tiếng, hôm nay nếu muốn lần nữa vững chắc phong ấn, chỉ có nhanh chóng tìm về đế thân thể, chọn đời trấn áp vậy phong ấn. Thời gian không nhiều lắm, lúc trước có Hắc Bảo Nhân thần bí ở khắp nơi đuổi giết còn sống võ giả, Chu Thiên Khánh từng cùng một trận chiến, phát hiện trong cơ thể, có không không thời không hắc ám lực. Hơn nữa tên kia, không có chút nào thần trí, chỉ có bản năng ý thức chiến đấu, lại thân xác 10 phần cường hãn, liền Chu Thiên Khánh cũng suýt nữa không địch lại. Ta hoài nghi, đó chính là đế thân thể, không không không, nhất định là đế thân thể. Ninh Nguyệt Như chắc chắn nói. Oanh! Diệp Thần còn muốn nói gì, ngoài ngàn dặm lại là một hồi động đất thiên diêu, Ninh Nguyệt Như cũng là nói tiếp, chính là chỗ đó, chiến trường ở đó. Xem có thể đạt được hư không bắn tung tóe kích động mảnh vỡ xem quang vũ vậy phân bay, hóa thành từng hạt tròn mấy chục trượng sao xa ầm ầm nện xuống, mặt đất liên miên đỉnh núi san sát chặn ngang bị chém đứt, xuyên thủng, tình cảnh 10 phần kinh người. Diệp Thần ngươi lực lượng, ngươi lại dấn thân vào liền hắc ám, ngươi vì mạnh mẽ, lại lựa chọn và không không lúc nào không những tên kia một nhóm. Đế Tôn Ngọc tiếng kinh hô vang lên, xen lẫn tức giận cùng không rõ ràng. Mọi người đều là bị vậy ngàn bên trong ngoài một tiếng gào thét rung động, tiếng sấm cuồn cuộn, cơ hồ đè đổ thương khung. Không có ai chú ý tới, ở đó tấp tấp vỡ nát hoàn vũ dưới, một món ám sắc căn nguyên hắc vụ lặng lẽ tản đi, nhảy lên vào không thấy đáy mặt đất khe hở bên trong. Oanh! Chỉ gặp một đạo trong suốt màu tím lưu quang trực bức thương khung, Đế Tôn Ngọc chán tới giữa tràn đầy ngưng trọng, hắn nhìn vòng quanh khắp nơi, tầm mắt như ngừng lại Đinh Nguyệt Như đám người một khối. Cuối cùng, lóe lên tím tức nhỏ mang hai tròng mắt đông lại một cái, vững vàng phong tỏa Diệp Thần. Diệp Thần! Đế Tôn Ngọc trầm giọng nói. Đế Tôn Ngọc mặc dù tức giận, nhưng cũng không mất lý trí, hắn biết Diệp Thần là một cái dị số, là một cái đáng sợ tồn tại, là một cái có thể hủy diệt chỗ tòa này cổ huyền bí cảnh khủng bố tồn tại. Xem ra, người cuối cùng là dấn thân vào liền hắc ám. Đế Tôn Ngọc hừ lạnh một tiếng, trong mắt bên trong hiện ra hết sát ý, người khác có lẽ không biết, hắn rảnh rẽ nhất, hôm nay mặt đối mặt nhìn nhau, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái trước trên mình vậy như có như không hắc ám lực. Diệp Thần nhưng là chân mày cau lại, người đang nói gì? Đế thân thể ở nơi nào, được nhanh chóng tìm về đế thân thể, vững chắc vô huyền thánh quang phong ấn, phía dưới kia ma vật sắp xuất thế. Diệp Thần vội vàng giải thích. Phía dưới phong ấn vẫn đang không ngừng rạn nứt, tùy thời có bị giải khai nguy hiểm. Một tôn thần ma cường giả ra đời, sợ rằng không kém gì tử thần giáo đoàn ma nữ, đủ để lật đổ cả tòa bí cảnh, liền thế giới hiện thật cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đế thân thể. Làm sao, chuyện cho tới bây giờ, người còn muốn mượn vậy đế thân thể lực lượng, giải khai phía dưới phong ấn,
để cho ngươi chủ tử thuận lợi xuất thế sao? Ha ha, luân hồi chi chủ lại là như vậy. Đế Tôn Ngọc hai tròng mắt đông lại một cái, vừa dứt lời, không cùng Diệp Thần giải thích, như lôi đình sát phạt thế công chính là rơi xuống. Lần này xem ngươi còn chạy đàng nào. Không không thời không rác rưởi, chịu chết đi. Đế Tôn Ngọc một tiếng quát lên, toàn thân toát ra sáng chói chói mắt màu vàng tím thần mang, từng tầng một thần bí đại lộ phù văn quanh quẩn quanh thân, hóa thành cốt phù trấn áp tới, giống như một vòng hừng hực mặt trời nóng rực vậy ở giữa không trung nổ tung. Diệp Thần trên mình còn có thương thế, không dám khinh thường, hiển nhiên cái này động thật cách, Đế Tôn Ngọc cháy máu tươi thực lực tuyệt không kém gì vậy Chu Thiên Khánh, hắn sử dụng một thanh kiếm, cuồn cuộn cương phong ngang dọc tàn phá, cuồng bạo kiếm ý giống như sóng lớn vậy dâng lên, khí sâu cầu vòng. Một kiếm tiếp theo một kiếm chém xuống, đem vậy Đế Tôn Ngọc từng đạo đại lộ phù văn diễn hóa quanh thân cốt phù toàn bộ vặn diệt, nhưng cũng có chút không chịu nổi đối phương điên cuồng cháy máu tươi lực lượng. Không hổ là Đế Tôn Ngọc, quả nhiên lợi hại. Mới vừa, vì sao Đế Tôn Ngọc nói Diệp Thần dấn thân vào liền hắc ám, còn nói hắn là không không thời không người. Trong chốc lát, đám người nhìn về trên hư không Diệp Thần, ánh mắt đổi đắc ý vị sâu dài. Đế Tôn Ngọc đến từ đế nhà, vạn cổ trước tôn quý thế gia, hắn mà nói, chắc hẳn sẽ không giả. Chẳng lẽ Diệp Thần thật phản bội thực tế? Nhưng vào lúc này, mọi người ánh mắt cũng là đồng loạt rơi vào Giang Mị Âm cùng Thái Thần đám người trên mình. Đã như vậy, ta liền tự mình phá hủy ngươi cái này dối trá mặt nạ. Đế Tôn Ngọc hét lớn một tiếng, toàn thân toát ra hơn nữa rực rỡ tươi đẹp sáng chói ánh sáng rực rỡ, từng vòng màu tím sóng gợn từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, hình thành đại lộ hoa hình thức ban đầu, dương ra đạo múi, giống như là một tấm lưới hướng Diệp Thần bao phủ đi qua. Tên này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần trong lòng xảy ra nghi ngờ, Đế Tôn Ngọc mới vừa thấy mặt liền đối với mình đánh đập tàn nhẫn, hiển nhiên ở hắn không có ở đây thời điểm, phát sinh qua cái gì? Đế Tôn Ngọc, người điên rồi. Dừng tay, vô huyền thánh quang phong ấn một khi phá vỡ, tất cả mọi người đều được chết. Diệp Thần nhìn về mặt đất, vô số võ giả trợn to trong mắt, nhìn chằm chằm trong hư không hai bọn họ người. Thái Thần tiền bối, xin cùng các vị cùng, tìm về đế thân thể. Nếu không vị kia không không thời không tuyệt mạnh xuất thế, chúng ta đều là khó thoát tai kiếp. Diệp Thần phân phó nói, nhìn về Thái Thần cùng Giang Mị Âm. Mặt khác, Đế Tôn Ngọc sát phạt thế không giảm mà lại tăng. Diệp Thần kiếm trong tay chói lọi sáng chói, mênh mông ngân hà kiếm ý ngưng tụ, hóa thành một đạo sáng chói ngân hà kiếm khí, hung hãn tích chém ở màu tím kia trên lưới. Xích! Màu tím lưới bị Diệp Thần ngân hà kiếm khí trực tiếp biến dạng. Diệp Thần kiếm thế chút nào chưa giảm, cổ huyền kiếm ý chưa từng có từ trước đến nay mũi nhọn thẳng chém ở Đế Tôn Ngọc đỉnh đầu màu tím đại lộ tốn trên. Keng! Chỉ thấy được vậy hai đạo tím tức lóe lên nhỏ mang, mơ hồ tán loạn, nguyên bản vậy đạo hoa hình thức ban đầu theo Diệp Thần một kiếm, ầm ầm chợt tản ra. Hoa Mỹ cánh hoa giống như tách ra tuyết liên vậy chói mắt, từng cơn mảnh vỡ kích động tàn phá, trong nháy mắt, liền đem Diệp Thần thân thể vết thương liền mấy phần. Đế Tôn Ngọc hoàn toàn điên rồi, thậm chí lấy chết giá phải trả cũng phải chu diệt Diệp Thần. Mau, tìm đế thân thể. Ninh Nguyệt như hô to một tiếng, đang muốn lao tới hướng trời bên ngoài, nhưng là chỉ nghe văn Đế Tôn Ngọc trầm giọng la lên. Chậm đã. Ba đạo căn nguyên tím tức ngưng tụ thành đại lộ hoa hình thức ban đầu vỡ nát, liền liền đế thì kinh khủng nhất thiên đạo nguyên thủy đế rõ ràng, vậy quy tắc phù văn thêm người cốt phù đều bị Diệp Thần vặn tán, lúc này Đế Tôn Ngọc hiển nhiên có chút lực không theo tim. Nhưng hắn vẫn như cũ là gào thét nói. Không muốn nghe tin hắn, Diệp Thần đã phản bội thế giới hiện thật, hắn muốn hồi phục không không thời không vậy Tôn Đại Ma. Mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đế Tôn Ngọc giữa lông mày, tản ra một đoàn màu đen quang vụ, chính là vậy đám người kiêng kỵ không thôi hắc ám lực. Lúc trước, ở rừng rậm ra, ta cùng hắn cùng đuổi giết Chu Thiên Khánh, từng cùng Diệp Thần đánh một trận, hắn thua chạy. Để lại một đạo thần nguyên bị ta lấy được. Diệp Thần nhưng là nhướng mày một cái, mình cùng hắn vực sâu hạ tách ra tới nay, mới vừa rõ ràng là lần đầu tiên gặp nhau, chẳng lẽ còn có một cái Diệp Thần. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Suy, Đế Tôn Ngọc siết chặt hai quả đấm mãnh như vậy vung lên, giam cầm màu đen kia quang vụ kết giới ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt, vậy mãnh liệt quỷ dị năng lượng chính là chui vào Diệp Thần trong đan điền. Suy suy suy. Dâng lên từng tia xương trắng, không thấy dấu vết.
Cùng lúc đó, Diệp Thần nguyên bản cùng Đế Tôn Ngọc liều giết, có chút vết thương, ở dưới con mắt mọi người, nháy mắt tức thì khép lại, liền giữ tợn vết sẹo cũng ngay tức thì tiêu tán không gặp. Cái này biến đổi cố, liền liền Diệp Thần tự mình cũng theo đó sửng sốt một chút, hắn vốn là không sợ hắc ám lực, lại hấp thu một phần chia hắc ám lực lượng, hơn nữa mình rất nhiều lá bài tẩy, thậm chí còn Phật tổ chân kinh đều có thể lọc sạch. Hắn không khỏi được cười khổ một tiếng, cái này một tí, thật là trăm miệng cũng không thể bào chữa. À, lại là Diệp Thần. Hắn là không không thời không đồng lõa. Giết hắn. Trong chốc lát, tất cả võ giả nhìn về Diệp Thần ánh mắt, đều là đổi được tàn bạo, thâm độc đứng lên. Không thể nào, tuyệt không phải Diệp Thần. Giang Mị Âm đứng ra, đối mặt tầng tầng vây khốn đám người, nàng nóng nảy hô lớn, các vị, Diệp Thần nhưng mà luân hồi chi chủ. Hắn tại sao có thể là không không thời không đồng lõa? Hắn vẫn là Tịch Thần học trò. Chẳng lẽ, ngươi là muốn nói, liền ta sư tôn Tịch Thần, đều là kẻ ác? Giang Mị Âm nhìn về Đế Tôn Ngọc, trong mắt đông lại một cái, trầm giọng nói, Đế Tôn Ngọc, ngươi là vì sao giáp tâm? Đế Tôn Ngọc nghe vậy, ánh mắt đạm mạc nói, ta không có nói qua vị tiền bối kia không phải, chỉ bất quá hy vọng các vị, mắt gặp là thật. Hay hoặc là... Người nói hắn là Tịch Thần tiền bối truyền nhân, xin Tịch Thần đại nhân hiện thân một chứng. Tại chỗ võ giả nghe vậy, rối rít gật đầu nói phải. Nếu có thể mời tới Tịch Thần tiền bối chứng minh, Diệp Thần liền không có vấn đề. Đúng vậy, chúng ta vậy được cứu rồi. Giang Mị Âm căm tức nhìn Đế Tôn Ngọc, nàng không thể nói ra thật tình, trong nháy mắt, mọi người ở đây trong mắt đều là thoáng qua sát ý. Ninh Nguyệt như màu xanh thẳm mắt to chớp mắt, không biết đang tính toán cái gì. Oanh! Một cổ động trời hơi thở bạo tán ra, Thái Thần lắc mình bảo vệ ở Giang Mị Âm trước người, nhìn trên hư không Diệp Thần, thẳng mở miệng nói. Đi tìm hồi đế thân thể, nơi này giao cho ta. Tán! Tuyệt thế tử Sam vù vù vang dội, trong thoáng qua thương khung rơi xuống một tôn mơ hồ có thể thấy được cổ xưa dấu vết, đi đôi với đạo đạo tử sắc thiên lôi lóe lên, khắc ấn cùng trên hư không. Khí tức cổ xưa ngay tức thì làm được bị thương nặng Đế Tôn Ngọc thân hình đập xuống hư không. Phịch, một cái trăm trượng hố sâu hạ, Đế Tôn Ngọc sắc mặt dữ tợn, hắn ấn đường giữa trán, mơ hồ một đạo gông xiềng dấu vết hở hiện lên, kiềm chế cầm giữ hắn. Đáng chết, lại là tổ ấn, cái này. Đế Tôn Ngọc thâm độc ánh mắt nhìn về Thái Thần, lúc này mới bao lâu không gặp, hắn đối với đế ấn nắm trong tay lại là ngưng luyện mấy phần, lúc này mình liên tục đại chiến. Trạng thái không thể so với đỉnh cấp, lại không cách nào tránh thoát. Đi nhanh, nơi này giao cho chúng ta. Giang Mị Âm lên tiếng thúc giục. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, chỉ là để lại một câu nói, tìm về đế thân thể, hết thảy các thứ này tự nhiên sáng tỏ. Hắn cuối cùng nhìn một mắt Đinh Nguyệt Như, thân hình chớp mắt, hóa thành lau một cái lưu quang biến mất ở chân trời. Khóa thần buộc. Giang Mị Âm phương môi khẽ mở, đạm đạm thổ lộ ba chữ. Phiêu diêu mặt đất ngay tức thì biến sắc, giống như một tòa thiên địa lò luyện chậm rãi bay lên, cuồn cuộn hung quang dạo rực, lóe lên làm sợi bông đỏ thắm nhỏ mang. Chính là nàng từ đoạt được chí bảo, khóa thần buộc. Lúc này mặt đất bên trên, từng đạo loang lổ vết rách đều là tản ra kinh khủng hơi thở, giống như là chi chít mạng nhện, đem chỗ tòa này mặt đất bọc, ở chỗ này vô số võ giả đều là bị chiêu mộ trong đó. Trên có Thái Thần đế ấn phong tỏa thương khung. Dưới có Giang Mị Âm khóa thần buộc dung luyện minh mông mặt đất. Các ngươi, là muốn cùng khắp thiên hạ là địch. Đế Tôn Ngọc tiếng hét phẫn nộ cuồn cuộn. Cùng lúc đó, ngoài ngàn dặm sâu trong rừng. Chu Thiên Bàn hơi thở càng lúc càng yếu. Hắn thương tích quá nặng, cho dù là chạy khỏi đuổi giết, vậy đã đến nỏ hết đà, sắp chết. Chu Thiên Khánh hồi tưởng lại mình cả đời, cho dù là mọi thứ không cam lòng. Hôm nay nhưng là liền gạt bỏ mấy phần giữa lông mày nếp nhăn lực lượng cũng không có. Dù là than phiền vận mệnh bất công, cũng không ngẩng nổi phân nửa vẻ oán hận, đành phải bình tĩnh thản nhiên bị chết. Chu Thiên Khánh đang lúc hấp hối, chỉ nghe được bên tai cuối cùng truyền tới một loạt tiếng bước chân, đạo thanh âm kia nói không được chói tai, nhưng cũng không tiện nghe. Chỉ như vậy hạ màn, không khỏi quá mức bi thương liền chút. Cả người leng keng ngạo cốt, vì sao không bảo vệ thực tế mà chết. Đáng tiếc, lời còn chưa dứt, người nọ lại là tiếp theo lời nói dậy. Ta đã từng đã đáp ứng một người, không giết ngươi.